chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 491 tưởng hủy hôn. Ninh quản lời này ý gì? Cái gì kêu la gia người tìm tới môn không thể không nhận? Chính là, Thúy Thúy đã cùng Bạch Gia lão ngủ đính hôn A. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Quảng từ trước miệng ưng thuận Thúy Thúy hôn sự, lại không có hôn thư, như vậy Thúy Thúy chính là hắn ngủ để tức phụ nhi. Việc này liền cải cỏ bước đi đều không cần, chỉ cần Ninh Gia kiên trì, tri phủ ra mặt, la gia căn bản phiên không ra gì bọc nước. Hiện tại Ninh Quảng lại nói ra nói như vậy. Bạch Đại Tráng trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra Ninh quản ý tưởng. Ổn ổn cảm xúc, hắn trong lòng may mắn, may mắn chính mình tới này một chuyến, nếu không còn không biết Thúy Thúy cha thế nhưng đối việc hôn nhân này còn có khác ý tưởng. Lưu Hồng một đầu hãng. Minh gia còn không biết, Bạch gia cùng Thái hậu quan hệ, hắn lại là biết đến. Chân thị lời này không chỉ là thân là Thúy Thúy tương lai bà bà hỏi, vẫn là Thái hậu chất nữ nhi thân phận hỏi. Lại còn có nâng ra đang ở biên cảnh lão ngũ, lão ngũ là ai người? Là mạnh đại tướng quân người. Vạn nhất thật bởi vì việc này dao động quân tâm, là ai sai? Lưu Hồng tỏ vẻ áp lực thập phần đại. Hạ quan. Bản quan nhất định thế Bạch Gia làm chủ. Lưu Hồng xoa xoa trên đầu hãng, nỗ lực ở Bạch Đại Tráng trước mặt duy trì tri phủ uy nghiêm. Khi đa tạ Lưu Đại Nhân. Bạch Đại Tráng vẻ mặt thành thật. Ta cảm thấy việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ninh quản lại lần nữa mở miệng. Lưu Thị đẩy hắn một phen nói, bàn bạc kỹ hơn gì, kia la gia chính là tới làm tiền tới, liền ngươi nhìn không thấu tỷ tỷ nói rất đúng. Sắc trời không còn sớm, lại không đi ngủ gà đều kêu, việc này tỷ phu đừng động giao cho ta. Lưu Hồng e sợ cho Ninh quản làm trò bạch đại tráng lại nói ra gì khó nghe nói ra tới, liều mạng cứu vãn. Hắn cái này tỷ phu tính tình bướng bỉnh lên, liền hắn cái này tri phủ cậu em vợ đều không bỏ ở trong mắt. Huống chi bạch đại tráng. Lần này cũng không ngoại lệ, Ninh Quảng quả nhiên không đem Lưu Hồng để vào mắt, đem hắn nói đương không khí, nói, thúy thúy việc hôn nhân. Ta trước đáp ứng La gia, tuy rằng là đính hôn từ trong bụng mẹ không có hôn thư, nhưng ta cũng không thể thất tính bội nghĩa. Có ý tứ gì? Bạch đại tráng nhịn không được ra tiếng. Ninh quản ý tứ là đối La gia không thể thất tính bội nghĩa, đối Bạch gia liền có thể. Lấy Bạch gia sản gì? Thúy Thúy cùng ta ngủ đệ chính là có hôn thư. Bạch đại tráng lời lẽ chính đáng nói. Từ xưa đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối cho dù có hôn thư hai nhà lén giải việc này coi như chưa từng phát sinh quá. Nhà các ngươi lão ngủ ở trong quân rất có tiền đồ, về sau không lo hôn sự. La gia kia tiểu tử tắc không giống nhau, vô phụ chỉ có một quả phụ, thật sự đáng thương. Bạch đại tráng quả thực khí cười. Này gì cha, vì thỏa mãn chính mình đồng tình tâm, đem khuê nữ triều hố lửa đẩy. Ninh thúc, ngươi lời này xóa, không quan tâm thúy thúy cùng ta ngủ đệ việc hôn nhân như thế nào, ngươi cũng không thể đem nàng trở thành cái đồ vật, tùy tiện hứa người đi. Bạch gia đừng nói khuê nữ, liền tính là bạch đại tráng huynh để mấy cái, bọn họ cha mẹ cho bọn hắn làm mai khi cũng này đây bọn họ yêu thích vì chuẩn, mà không phải lấy bọn họ đương công cụ. Tựa như lão tam, chẳng sợ nhân gia từ trưởng quầy thỏa hiệp nguyện ý đem từ kiều kiều gã lại đây, tam đệ không thích trong nhà đều không cưỡng bắt. Như thế nào tới rồi ninh gia, lại muốn ngạnh sinh sinh chia rẽ thúy thúy hảo nhân duyên. Này vẫn là người đọc sách gia đâu bạch đại tráng không rõ ninh quản tâm tư hắn vốn dĩ liền không quá vừa lòng bạch chiêu muội là võ nhân nhưng bởi vì e ngại là tri phủ cậu em vợ cấp xã tuyến thêm chi thúy thúy tuổi cũng lớn hoài thành không có thích hợp người liền tạm chấp nhận đáp ứng rồi la gia người tới cửa sau hắn biết được la gia tiểu tử là người đọc sách hơn nữa đã khảo trúng đồng sinh ninh quản liền cảm thấy vẫn là người đọc sách hảo vì thế liền cổng lưu thị cùng thúy thúy thuận tay đẩy thuyền ứng thừa bị chính mình quên đi đính hôn từ trong bụng mẹ một chuyện Thúy Thúy tính tình liệt, biết sao không thuận theo không cào, càng là ở la gia người tới cửa khi cùng đối phương xảo lên. Lưu Thị lúc này phản ứng lại đây, đối ninh quảng mắng, người nói gì nói bậy, Thúy Thúy chính là đã cho phép bạch gia, hiện tại mãn thành ai không biết. Ninh Quảng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hiện tại mãn thành ai không biết ta ninh gia nữ nói không giữ lời một nữ hứa hai nhà. Lưu Thị đầu óc ong ong vang, nói, ngươi sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, rốt cuộc có hay không hứa hai nhà, ngươi không biết người ngoài sao truyền còn không phải ngươi dung túng. Khi la gia lão chủ chứa là cái cái gì mặt hàng, nàng tới cửa ngươi không ngăn cản, từ nàng nói bậy, nếu không phải ngươi không ngăn cản, Thúy Thúy có thể chạy tới thần thụ thôn. Lưu Thị một bên nói, một bên ô ô khóc. Vốn tưởng rằng cấp khuê nữ nói môn hảo việc hôn nhân, lại bị nhà mình hồ đồ phu quân phải cho giảo hợp. Lúc này Lưu Thị còn không biết Ninh Quảng sớm đã cùng La Gia tiếp xúc, nàng trong lòng chỉ là cho rằng Ninh Quảng là mạc không đi qua đi cùng La Gia kết bái huynh đệ mặt mũi, không bỏ xuống được qua đi đính hôn từ trong bụng mẹ hứa hẹn. Mọi việc chú trọng cái thứ tự đến trước và sau, Thúy Thúy là sớm liền hứa cho La Gia. Đương nhiên việc này trách ta sau lại quên mất, nhưng nhân gia La Gia tìm tới môn ta phải nhận. Ta là một người nam nhân, không thể không màng huynh đệ tình, cũng không thể hủy hoại hứa hẹn. Ninh Quảng nói. Tỷ phu, ngươi lời này xóa. Ngươi chỉ lo quá khứ huynh đệ tình cố hứa hẹn, ngươi đem bạch gia để chỗ nào. Không có hôn thư hứa hẹn không tính toán gì hết, ngươi nhưng đừng hồ đồ đem Thúy Thúy đẩy hướng hố lửa. Lưu Hồng biết tỷ phu tính bướng bỉnh một phạm, chính là tỷ tỷ cũng kéo không trở lại, nhịn không được tận tình khuyên bảo khuyên bảo, e sợ cho chọc giận hắn, làm trò bạch đại tráng mặc sự tình vô pháp thu thập. Ninh quản vừa nghe lời này tới ký. Cái gì kêu đem Thúy Thúy đẩy hướng hố lửa, hắn cảm thấy kia La gia tiểu tử rất tốt, nói chuyện ứng đối thập phần thỏa đáng, so chỉ biết ngây ngô cười quơ đao múa kiếm bạch gia lão ngũ khá hơn nhiều hắn một cái đương cha còn có thể hại nhà mình khuê nữ không thành. Cùng bạch gia hôn thư có thể giải trừ, nếu bạch gia khí bất quá, ta có thể tự mình tới cửa nhận lỗi. Nhưng cùng la gia hứa hẹn không thể không tuân thủ. Ninh Quảng nhìn về phía bạch đại tráng nói. Bạch đại tráng khí nói, ngài nhận lỗi tính cái gì? Chúng ta bạch gia không cần ngươi nhận lỗi, tóm lại thúy thúy cùng ta ngủ đệ việc hôn nhân là ván đã đóng thuyền, ai cũng đừng nghĩ hủy đi hắn ăn nói vụng về sẽ không cấp ninh quản loại này người đọc sách lý luận nói thẳng tàn những lời nói liền ninh quản như vậy cha thúy thúy nhận mới là bạch gia thông gia nếu là thúy thúy không nhận bạch gia cũng không cần thiết tôn kính hắn đính hôn từ trong bụng mẹ hứa hẹn không thể sửa ninh quản trước sau kiên trì đạo lý này lưu thị khí nước mắt chảy ròng nàng đời này một khi gặp được ninh quản phạm trục trừ bỏ khí ngủ không được liền không có mặt khác bất luận cái gì hảo biện pháp lúc này càng là chỉ có thể rơi lệ Lưu Hồng đồng dạng khí đầu ông ông kêu, nghe được tỷ phu luôn miệng nói hứa hẹn, cười lạnh một tiếng nói, tỷ phu lúc này nhưng thật ra chú trọng lời hứa, người lúc trước cầu thú tỷ tỷ khi, không cũng hứa hẹn sẽ cho tỷ tỷ tránh một cái cáo mệnh sao. Như thế nào đến bây giờ còn chỉ là cái chủ bộ. Ninh Quảng tự xưng là thanh cao, cảm thấy nhà mình cậu em vợ có thể lên làm tri phủ, chẳng qua là dựa vào nhạc gia cùng chính mình luôn cuối thôi. Hắn trong lòng luôn luôn coi thường cái này cậu em vợ, Cố tình cậu em vợ lời này triều hắn ngực thọc dao nhỏ. Hắn nhảy chân nói, ngươi cũng đừng lấy lời nói đổ ta, ta còn chưa chết đâu. Chương 492 Đêm Liêu Buổi tối Thúy Thúy cùng Tiểu Phúc Viên ngủ một cái phòng. Đồng dạng muốn cùng Tiểu Phúc Viên ngủ chung chính là phùng chi hành. Vốn dĩ tạm thời quản gia vưu Kim Quế vì nịnh bợ hầu Phủ Thiên Kim, cấp phùng chi hành thu thập một gian tân nhà ở, nhưng cố tình phùng chi hành không muốn trụ không chỉ có chính mình không được còn đem nha hoàng bà tử tống cổ tới rồi trấn trên trụ lữ quán. Vưu Kim Quế không nịnh bợ thượng Phùng Chi Hành, trong lòng thập phần buồn bực. Từ khi tháng viên theo phường bị hồ thị cùng từ thị thả một phen hỏa, vì phòng ngừa đồng dạng sự tình phát sinh, thu nương liền ngủ ở theo phường. Bởi vậy ngày thường tiểu phúc viên trong phòng liền nàng một người ngủ. Hiện tại có ba cái tỷ muội ngủ, tiểu phúc viên cảm thấy náo nhiệt lại ấm áp. Ngủ trước, ba người ghé vào cùng nhau nói nhỏ nhi ta ngũ ca giết địch lập công. Tiểu Phúc Viên nhắc tới ở biên cảnh quân doanh ngũ ca, vẻ mặt kiêu ngạo. Đầu tháng ngũ ca tới thư nhà, cái lần trước phát hiện lẻn vào địch nhân lập công sau, lần này thượng chiến trường lại anh dũng bắn chết một cái tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục cũng là đầu mục không phải, cũng coi như là lập công. Ngũ ca thật lợi hại. Phùng Chi Hành nhìn Thúy Thúy cười nói, Thúy Thúy tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Thúy Thúy đỏ bừng mặt, nghĩ đến bạch chư muội viết cho nàng thư nhà, tự siêu siêu vẹo vẹo một hàng tự có thể chiếm cứ nửa tờ giấy trong lòng đã cao hứng lại vì bạch chiêu muội cảm thấy tự hào bạch chiêu muội không hổ là nàng coi trọng người tuy rằng tự viết khó coi nhưng hắn ra trận giết địch thực dũng cảm a à. người ngũ ca cũng viết thư cho ta thúy thúy nhẹ giọng nói bởi vậy tiểu phúc viên nói này đó này đó nàng đều biết nhưng tiểu phúc viên không biết chính là nàng ngũ ca cấp trong nhà tin đều là bày ra chính mình cỡ nào dũng cảm cỡ nào thích biên cảnh đại mạc phong cảnh Cấp thúy thúy tinh trừ bỏ bày ra này đó, còn cấp thúy thúy thổ lộ tiếng lòng, tỉ như nhớ nhà tưởng muội muội nghĩ đến khóc, truy kích địch nhân khi từ trên ngựa rơi xuống dưỡng nửa tháng, ở tuyết ban đêm mai phục ngón tay thiếu chút nữa đông cứng. Bạch chiêu muội cấp thúy thúy viết này đó khi, dặn dò nàng không cần nói cho người trong nhà, đặc biệt là không cần nói cho muội muội để tránh người nhà lo lắng, thúy thúy ở trong lòng đáp ứng rồi. Lúc này đàm luận đến bạch chiêu muội nhớ tới bạch chiêu muội tin nội dung, đối tiểu phúc viên nói, muội muội ngươi nói một. Tiếng ngủ ca một tiếng bình bình an an đi. Tiểu phúc viên gật gật đầu, kiều kiều mềm mại nói, ngủ ca bình bình an an. Trên thực tế, nàng mỗi ngày buổi tối ngủ trước cùng rời giường khi đều sẽ nói một câu ngủ ca bình bình an an. Nàng biết chiến tranh thực tàn khốc, ngủ ca không có khả năng sẽ không bị thương, nhưng còn hảo ngủ ca đều có thể đủ hóa hiểm vi di. Đúng rồi, thúy thúy tỷ tỷ, ngươi cùng ngủ ca thành thân sau, ngươi cũng sẽ đi biên cảnh sao? Phùng Chi Hành hỏi. Thúy Thúy gật gật đầu. Nàng cùng Bạch Chiêu muội thành thân sau, nàng khẳng định muốn đi biên cảnh. Câu nói kia sao nói đến, phu sướng phụ tùy. Tưởng tượng đến đây, Thúy Thúy mặc lại hồng thấu. Chính là nữ tử thành thân sau không phải muốn lưu trong nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng sao. Phùng Chi Hành thở dài. Nàng chung quanh phụ nhân đều là như thế này, tỉ như nàng cha đi biên cảnh đốc quân, nàng nương liền phải lưu tại trong nhà chiếu cố cả gia đình già trẻ. Nàng tam cửu cửu ở Kinh Thành làm quan, mở yêu cầu ở Hoài Thành Chu gia nhà của hầu hạ bà ngoại thậm chí mới vừa thành thân đại biểu ca đi vào kinh đi thi đại biểu tổ đặc biệt tưởng đi theo cũng không dám mở miệng đề kinh phùng chi hành nhắc nhở thúy thúy cũng nghĩ đến này một tầng làm trò tương lai cô em chồng mặt nói thẳng đi theo bạch chiêu muội đi biên cảnh có phải hay không quá bất hiếu nàng chính là nghe vưu kim quế oán giận nói bạch gia nhị ca từ trước ở trấn trên tư thuộc dạy học khi bạch gia nhị tổ giống nhau muốn lưu tại thần thụ thôn nhà ta không cần, nhà ta không có như vậy quy củ. Tiểu Phúc Viên mở miệng nói. Ta đại tẩu cùng nhị tẩu lưu tại trong nhà, là bởi vì ta đại ca cùng nhị ca ở trong nhà. Ta tứ ca hạ Nam Dương làm buôn bán, ta tứ tẩu nếu không phải diệu tổ diệu tông còn nhỏ, nàng cũng có thể cùng đi, hiện tại ta tứ tẩu mang theo diệu tông diệu tổ đi Nam Quan trấn cửa hàng. Tiểu Phúc Viên nhìn Thúy Thúy liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cho nên Thúy Thúy tỷ tỷ nếu là cùng ta ngủ ca thành thân muốn đi biên cảnh cũng có thể, tưởng lưu tại trong nhà cũng có thể, nãy cùng nương khẳng định sẽ không can thiệp. Người khác nói như vậy nàng còn không tin, nhưng tiểu phúc viên nói như vậy nàng tin. Cũng không phải là, tứ tẩu thành thân sau, cũng chính là mang thai sinh hài tử ở thần thụ thôn, thời gian còn lại đều là cùng bạch gia tam ca ở bên nhau. Phùng chi hành thập phần hâm mộ, nàng cũng muốn gả đến bạch gia. Nhưng phóng nhãn bạch gia huynh để mấy cái, chỉ có bạch phán muội một cái không có đính hôn. Chính là bạch phán muội Phùng Chi Hành có thể là bởi vì ở Hoài Thành Chu Gia thường xuyên cùng Nhị Lan nói chuyện, không tự giác đem Bạch Phán muội trở thành tứ thúc giống nhau trưởng bối. Nhà các ngươi cũng thật hảo. Phùng Chi Hành đối Tiểu Phúc Viên nói: A Hành tỷ tỷ không cần hâm mộ thúy thúy tỷ tỷ, ngươi về sau cũng sẽ như vậy tự do. Tiểu Phúc Viên nói đều nói Tiểu Phúc Viên nói chuyện linh. Phùng Chi Hành tâm tình trong sáng lên, cười hạ giọng nói: Ta đã từ hôn. Tiểu Phúc Viên một chút đều không kinh ngạc, a à đến đã cho nàng đề qua ngược lại là thúy thúy hoảng sợ không nghĩ tới phùng chi hành còn tuổi nhỏ liền định quá thân phỏng chừng cũng cùng chính mình cha hứa oa oa thân giống nhau xem phùng chi hành cao hứng bộ dáng nói vậy việc hôn nhân này nàng căn bản liền không thích thúy thúy từ oa oa thân nghĩ đến chính mình còn không biết cha cùng la gia sẽ như thế nào thúy thúy thở dài một hơi thúy thúy tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng ngươi khẳng định sẽ cùng ta ngủ ca chung thành thân thuộc tiểu phúc viên chớp mắt to nói Thúy Thúy bị Tiểu Phúc Viên trung thành thân thuộc chọc cười, tiểu Thúy hài thế nhưng hiểu nhiều như vậy. Muội muội nói rất đúng, ngươi cùng Ngũ Ca có đính hôn thư, cùng La gia lại không có, không cần sợ bọn họ. Phùng Chi Hành vẻ mặt kiên nghị an ủi Thúy Thúy. Thúy Thúy lại lần nữa thở dài một hơi, nói, ta nhưng thật ra không lo lắng La gia, ta lo lắng chính là cha ta. Tiểu Phúc Viên. Phùng Chi Hành. Cha ta vì mặt mũi khẳng định thừa nhận năm đó hôn ước. Thúy Thúy một trận tâm tắc, nàng năm đó còn ở nương trong bụng đã bị vội vàng ưng thuận. Cái này kêu la chí người, nàng chỉ thấy quá một mặt, ngày đó nàng đi ra ngoài mua dầu bôi tóc, mới ra môn liền gặp gỡ, người này kêu hắn ninh muội muội, tùy tiện ngữ khí cùng ánh mắt, nàng thập phần không thích. Nhưng là cha lại rất là thích, nói hắn là người đọc sách. Nàng thật sợ vạn nhất nàng cha kiên trì thừa nhận cùng la gia hôn ước, làm nàng cùng bạch chiêu muội từ hôn, nàng nên làm sao? Nàng tin tưởng nàng cha có thể làm ra tới việc này. Hôn nhân đại sự, chỉ sợ Tri phủ Cửu Cửu đều không thể làm chủ. Thúy Thúy tỷ tỷ, vạn nhất cha ngươi Kiên Trì tuyển La gia, ngươi sao tưởng? Tiểu Phúc Viên hỏi. Ta khẳng định không muốn." Thúy Thúy nói. Tiểu Phúc Viên gật gật đầu nói, "Không sai, chỉ cần ngươi kiên trì, ngươi là có thể gả cho ta ngũ ca." Thúy Thúy nghe xong lời này mặt không lên tiếng, trong lòng yên lặng Kiên Trì chỉ gả Bạch Chiêu muội đêm đã khuya, tiểu phúc viên cùng Phùng Chi Hành nói xong lời nói tiếng vào mộng đẹp. Thúy Thúy thổi tắt đèn, trằn trọc. Nàng suy đoán không sai, nàng cha đã ở ban đêm làm trò bạch đại tráng mặt, đại náo tri. Phủ gia, muốn cùng bạch gia giải trừ hôn ước. Chương 493 biên cảnh phong tuyết. Ngũ ca. Trạng sáng khi, tiểu phúc viên bỗng nhiên bị bừng tỉnh, ngực một trận đau nhức. Ngay sau đó ngồi dậy. Cửa sổ chiếu bóng cây, ở xuân phong nhẹ nhàng đông đưa không biết tháng tư biên cảnh có phải hay không giống trong nhà giống nhau ấm áp không biết ngủ ca ở biên cảnh thế nào muội muội sao vẫn luôn không có ngủ kiên định thúy thúy bị tiểu phúc viên động tỉnh bừng tỉnh mở mắt ra xem tiểu phúc viên ngồi ở bên người không có việc gì thúy thúy tỷ tỷ ta chính là tưởng ta ngủ ca tiểu phúc viên nói giọng mũi có nồng đậm lo lắng thúy thúy trong lòng cả kinh nhìn không được hỏi ngươi ngủ ca không có việc gì đi tiểu phúc viên nhìn ngoài cửa sổ bóng cây nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngũ ca sẽ không có việc gì. Tiểu Phúc Viên nhớ rõ thượng một lần, cũng là cái dạng này ban đêm, nàng vô cớ bị bừng tỉnh. Ngày đó ban đêm ngủ ca ở trong núi lạc đường, rơi xuống huyền nhai phía dưới, gặp được đuổi giết mạnh biết tự sát thủ, cổng mạnh biết tự chạy trốn khi, lại cùng lợn rừng giả lan vật lộn. Đã trải qua một đêm khúc chiết mới an toàn xuống núi. Hy vọng lần này, ngủ ca cũng có thể hảo hảo. Chờ đến sang năm lúc này, người ngủ ca liền sẽ trở lại. Thúy Thúy nói. Bởi vì nàng cùng Bạch Chư Muội hôn kỳ đính ở sang năm lúc này, Thúy Thúy hy vọng Bạch Chư Muội có thể trở về thuận lợi thành hôn, mặc kệ hắn có hay không kiến công lập nghiệp, chỉ cần bình an trở về liền hảo. Nhìn đến tiểu phúc viên ngồi dậy tiểu thân ảnh lộ ra mê mang, Thúy Thúy bắt đầu lo lắng, đều nói tiểu phúc viên có thể cảm giác phúc họa, có phải hay không lúc này Bạch Chư Muội ở biên cảnh gặp được gì nguy hiểm. Rốt cuộc đau thương vô tình, chiến tranh càng tàn khốc. Thúy Thúy ngồi dậy ôm chặt tiểu phúc viên, trung giọng nói, ngươi ngủ ca sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Tiểu phúc viên phục hồi tinh thần lại, ám dạ dùng sức gật gật đầu, chắc chắn nói, đúng vậy, ngủ ca sẽ không có việc gì. Thúy thúy tỷ tỷ ngủ đi. Tiểu phúc viên một lần nữa nằm xuống, ở phòng chi hành rất nhỏ thơm ngọt tiếng ngáy tiếp tục ngủ hạ. Thúy thúy chứa đầy tâm sự, cắt gao ôm tiểu phúc viên, tay một chút một chút vỗ nàng. Biên cảnh. Thình lình xảy ra một trận bão tuyết làm bạch chiêu muội cùng một đội thám báo vây ở đại mạc tuyết trong ổ tháng tư biên cảnh một cái chớp mắt chi gian lại rơi vào trời đông giá rét bạch chiêu muội vẫn không nhúc nhích ghé vào một chỗ tuyết trong ổ cẩn thận phân biệt quân địch tiến bước chân ám dạ hắn toàn bộ thân mình cơ hồ bị tuyết bao trùm tuyết tiếp tục hạ phong tiếp tục thổi nhiệt độ không khí liên tục hàng tháng tư biên cảnh thời tiết vừa mới chuyển ấm thảo cũng toát ra một tầng nhung nhung lục ý bạch chiêu muội thay khinh bạc thời trang mùa xuân Buổi tối hắn muốn đi theo sư phó Tạ Tiểu Liên mang một tiểu đội thám báo đi dò hỏi địch nhân tin tức. Trước khi xuất phát, Tạ Tiểu Liên làm hắn xuyên hậu điểm, nói biên cảnh thời tiết nhìn ấm áp, nhưng nói không chừng tới rồi ban đêm sắc trời liền sẽ biến. Bạch Chiêu Muội nhìn đến muội muội đưa cho hắn kia kiện gia hổ làm áo khoác, nhớ tới muội muội lời nói, nói không chừng cái này áo khoác sẽ cứu mạng, vì thế Bạch Chiêu Muội đem nó hệ ở bên hông. Một hồi ngoài dự đoán bão tuyết cùng cùng phong, nếu không có kia kiện gia hổ áo khoác, bạch chiêu muội sớm đã đông cứng. Tuy rằng bị nhốt ở tuyết, nhưng còn hảo, trận này cùng phong bạo tuyết không có đem các huynh để tách ra, sư phó cũng hảo hảo tại bên người. Có lẽ chờ đến hừng đông, bọn họ liền có thể đi trở về. Sư phó, ngươi lạnh không? Bạch chiêu muội cởi bỏ trên người gia hổ đưa cho tạ tiểu liên. Không lạnh, ngươi suy ngươi. Tạ tiểu liên môi đã ô tím. Sư phó, chúng ta sáng sớm có thể trở về sao? Bạch chiêu muội hỏi. Tạ Tiểu Liên mặt không lên tiếng, cái này ngốc đồ đệ còn không rõ ràng lắm, thám báo muốn tùy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị. Vốn dĩ hắn không muốn làm Bạch Chiêu Muội đi theo, nếu Bạch Chiêu Muội đã xảy ra gì, hắn như thế nào cấp Bạch gia công đạo. Nhưng Bạch Chiêu Muội nói, tới rồi chiến trường hắn không cần bất luận cái gì đặc thù hóa, chiến tranh nào có người không hy sinh, hắn là cha mẹ nhi tử, người khác liền không phải. Liền tính hắn hy sinh, cha mẹ cùng muội muội cũng chỉ sẽ vì hắn kiêu ngạo. Cứ việc bạch chiêu muội giác ngộ cùng hành động nhất trí, nhưng thật sự tới rồi tiền tuyến, vẫn như cũ sẽ khẩn trương. Tự như hiện tại phong tuyết trung tự hồ truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, bạch chiêu muội khẩn trương ít hầu đều ngưng lại. Hắn đã ra trận nhiều lần, do hỏi địch nhân quân tình công tác vẫn là lần đầu làm, tự nhiên cảm thấy kích thích lại khẩn trương. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Địch nhân tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nếu bị quân địch phát hiện, bọn họ có lẽ có thể xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng khẳng định muốn trả giá rất lớn đại giới. Tiểu ngũ, ngốc sẽ ta dẫn người đi bên kia, ngươi mang theo bọn họ tóm được cơ hội trở về. Trở về nói cho mạnh tướng quân, quân địch ở khoảng cách chúng ta đại doanh 20 dặm chỗ. Dựng trại đóng quân, trong đó có 5.000 kỵ binh. Tạ Tiểu Liên đem chính mình suy đoán địch tình nói cho Bạch Chiêu muội, sau đó quyết định lấy thân là mồi lao ra đi. Sư phó, không cần. Bạch Chiêu muội đối Tạ Tiểu Liên nói, muốn dụ địch cũng là ta dụ tạ tiểu liên nhìn đồ đệ nói ngươi mới vừa đính hôn sang năm còn phải về nhà thành thân đâu cũng không thể chết ở chỗ này bạch chiêu muội nói ta sẽ không chết tạ tiểu liên nói đao kiếm vô tình ngay cả mạnh đại tướng quân cũng không dám nói lời này bạch chiêu muội vẻ mặt kiên định nói đó là bởi vì hắn không có cái có phúc khí muội muội ta có có muội muội ở ta sẽ không phải chết ngươi cũng sẽ không chết muội muội sẽ phù hộ chúng ta tạ tiểu liên nếu không phải sợ bị địch nhân phát hiện, hắn thật muốn hung hăng đá cái này đồ đệ một chân. Đều đến như vậy gian nan tình cảnh, sao còn đầu óc như thế không thanh tĩnh, mọi việc dựa muội muội phù hộ. Tiểu tử này nhất định dọa ngu đi, cho nên mới ký thác ở muội muội trên người. Bạch Chiêu muội liền biết sư phó không tin, không có biện pháp, ai làm sư phó không có muội muội. Bất quá hắn muội muội không chỉ có dáng phúc hắn, cũng sẽ dáng phúc sư phó, võ tấm ảnh nhỏ, cùng với mạnh đại tướng quân. Địch nhân tiếng vó ngựa càng ngày càng cấp, tạ tiểu liên lớn tới tới triều sát đi ra ngoài. Còn không có dò ra thân mình, liền nghe được mã chấn kinh chạm vào nhau, tiếp theo truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Thực mau, tiếng kêu thảm thiết bị đại tuyết cắn nuốt, mãi cho đến biến mất. Qua thật lâu, không còn có động tĩnh. Một cái thám báo ở tạ tiểu liên ánh mắt ý bảo hạ bò ra tuyết qua, nương tuyết quan xem xét một phen sau thực mau lại trở về. Phía trước có cái đại tuyết hố, cấp huyền nhai giống nhau thâm, bọn họ toàn bộ rất đi vào bị tuyết chôn gắt gao. Thám báo hưng phấn hạ giọng nói. Tạ Tiểu Liên thập phần kinh ngạc, mới vừa rồi bọn họ bị cuốn vào cái này tuyết qua khi, nhưng không có phát hiện cái gì huyền nha giống nhau đại tuyết động. Đồng thời lại cảm thấy thật may mắn, đồng dạng bị bão tuyết cuốn, bọn họ lại bị cuốn tới rồi cái này tuyết trong động. Tuy rằng là tuyết động, nhưng tránh gió không lạnh, bốn phía đều là che đậy vách đá, căn bản nhìn không tới bên trong có người. Bạch Chiêu muội vui vẻ, hắn tưởng nói khẳng định đều là muội muội phúc khí bao lại bọn họ, nhưng hắn không dám nói, sợ bị sư phó đánh. Thực mau tuyết ngừng phong ngăn, bạch chiêu muội cùng tạ tiểu liên đám người bò ra tuyết qua. Bầu trời xuất hiện một vòng minh nguyệt, nương ánh trăng thấy rõ con đường từng đi qua. Tạ tiểu liên mang theo bạch chiêu muội đám người đạp tuyết triều doanh địa đi đến. Lần này, bọn họ thuận lợi mang theo địch tình trở về. Sư phó, ngươi nói ta sang năm có thể hay không trở thành bách phu trưởng, chờ ta trở thành bách phu trưởng ta liền trở về cùng Thúy Thúy thành thân. Không cần chờ sang năm. Chương 494 Bạch Hồ Bạch Chiêu muội ở biên cảnh phong tuyết trung thoát hiểm, thả dò hỏi tin tức đối mạnh biết tự thập phần quan trọng, vì thế lại lập một công. Càng đáng giá cao hứng chính là, hắn ở bò ra tuyết qua thời điểm, gặp được một con Bạch Hồ. Từ trong nhà xuất phát tới biên cảnh khi, muội muội đem chính mình ra hổ đưa cho chính mình, hắn lúc ấy cấp cha mẹ hứa hẹn phải cho muội muội săn một con hồ làm áo lông chồn. hắn đến biên cảnh vẫn luôn không có phát hiện bạch hồ tung tích, không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu. bạch hồ nhìn đến hắn cùng tạ tiểu liên đám người xoay người liền chạy, bạch chưa muội nghĩ muội muội áo lông chồn, vì thế cầm mũi tên đi theo bạch hồ chạy. bạch hồ chạy bay nhanh, vẫn luôn đem lạc đường bạch chưa muội đám người dẫn tới đi thông doanh trại lộ. nếu không có này chỉ bạch hồ, bọn họ nói không chừng hội doanh địa không có thuận lợi vậy có khả năng sẽ trung địch nhân mai phục. Như vậy như thế có linh tính Bạch Hồ, Bạch Chiêu muội ngược lại không bỏ được săn nó, đem nó ở trên nền tuyết thả về. Chính là nó ở trên nền tuyết tha hai vòng lại lại lần nữa trở về, các gao đi theo Bạch Chiêu muội một tấc cũng không rời, Bạch Chiêu muội chỉ phải đem nó mang về doanh trại dưỡng lên. Bách phu trưởng lệnh bài liền đặt ở trên bàn. Nương đèn dầu, Bạch Chiêu muội bọc muội muội da hổ áo khoác, kích động viết thư hội báo chính mình thăng vì Bách phu trưởng tin tức một phong viết cấp muội muội một phong viết cấp thúy thúy đến nỗi trừ bỏ muội muội trong nhà những người khác dù sao muội muội sẽ nói cho người nhà hắn tình hình gần đây viết cấp muội muội liền tương đương với viết cấp những người khác hắn tự cấp muội muội tin nhắc tới chính mình dưỡng một con tràn ngập linh tính bạch hồ hắn cảm thấy kia bạch hồ cùng muội muội giống nhau thông minh không có áo lông chồn áo khoác đưa cho muội muội chờ đến chiến tranh kết thúc hắn phản hương sẽ đem bạch hồ đưa cho muội muội dưỡng hắn tự cấp thúy thúy tinh hứa hẹn sang năm muốn mang lên thiên phu trưởng danh hiệu phản hương cùng thúy thúy thành thân bạch chiêu muội viết hảo tinh trong lòng tính toán này tinh muốn quá bao lâu mới có thể đến muội muội cùng thúy thúy trong tay có lẽ khi đó đã là mùa hè bạch chiêu muội không biết chính là tinh phát ra đi thời điểm hắn việc hôn nhân chính tao ngộ một hồi trọng đại nguy cơ hắn thiếu chút nữa cùng thúy thúy nhân duyên bị chặt đứt bạch đại tráng ở tri phủ gia chính tai nghe được thúy thúy cha ninh quản muốn cùng bạch gia giải trừ hôn ước kinh đều không có đi xem nhị lan đem tạ xuân đào chuẩn bị quần áo thức ăn ủy thác cấp lưu thứ liền mang theo đại nhi tử giá xe ngựa vội vàng triều thần thụ thôn chạy đến tưởng mau chóng về đến nhà cho cha mẹ cùng tổ mẫu thương lượng đối sách hắn làm đại bá ca cũng không hảo lưu tại hoài thành cùng ngủ để chuẩn nhạc phụ bẻ xã sao không phải nhưng vẫn là chậm một bước đảo không phải ninh quản tới bạch gia lấy thúy thúy mà là không tưởng được người xuất hiện ở thần thụ thôn. Đại ca, hỏi cái lời nói, bạch gia sao đi? Dậy sớm triệu thôn trưởng ở giao lộ bị một cái phụ nhân cùng người trẻ tuổi ngăn lại. Này hai người từ tuổi tác thượng xem giống mẫu tử. Nhưng từ ăn mặc thượng lại giống chủ tớ, bởi vì người trẻ tuổi ăn mặc cẩm y hoa phục, mà trung niên phụ nhân lại ăn mặc cực kỳ một mạc, thậm chí ống quần thượng còn có mụn vá. Cũng không biết tìm bạch gia làm gì. Từ khi tiểu phúc viên bị phong làm hương chủ, lại nói lời nói linh danh khí đánh ra đi nghĩ đến thần thụ thôn gặp một lần nàng bên ngoài người đó là khá nhiều cũng không thể bị người có tâm tùy tiện lợi dụng triệu thôn trưởng đề cao cảnh giác xem kỹ hỏi các ngươi là ai đi bạch gia làm gì trung niên bồi cười nói ta là bạch gia bà con xa biểu tẩu tử đây là ta nhi tử bởi vì thi đậu đồng sinh tiền đồ cho nên tới nhận cái thân triệu thôn trưởng tinh tế đánh giá một phen thiếu niên tuy rằng mặt mày có rõ ràng không kiên nhẫn nhưng mang người đọc sách mũ. Cùng quê nhà những người khác giống nhau, triệu thôn trưởng đối người đọc sách có thiên nhiên hảo cảm, vừa nghe nói thiếu niên là đồng sinh, trong lòng lập tức thả lỏng cảnh giác. Nói không chừng bọn họ là chân thị kia môn thân thích, rốt cuộc hắn đánh tuổi trẻ khi liền nghe thấy chân thị là gia đình giàu có suy tàn sau chạy ra tới tiểu thư. Ngươi dọc theo này đường đi, nhất trên đầu chính là bạch gia, liền cửa có hai cây đại ngô đồng kia gia. Đừng đi nhầm, cái kia đại trạch đối diện triệu thôn trưởng cấp đôi mẹ con này chỉ lộ. Đại ca đa tạ A. Trung niên phụ nhân theo triệu thôn trưởng tay, đầu tiên là nhìn đến một tòa đại trạch, trong lòng còn buồn bực đâu, không phải nói bạch gia là nông hộ sao, sao mà có như vậy đại tòa nhà. Nguyên lai like là đối diện kia gia tứ hợp viện. Ở nông thôn cũng không biết quá gì khổ nhật tử. Trung niên phụ nhân nhịn không được nói. Cũng không phải là, kia từ trước trong nhà chính là nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo đều mượn lương thực triệu thôn trưởng nói tiếp nói triệu thôn trưởng nói như vậy đảo không phải bóc bạch gia đế chủ yếu là sợ có người tới hắn hảo huynh để bạch một bản gia tống tiền rốt cuộc từ trước nghèo nhật tử khi nhưng không có gặp qua gì thân thích hiện tại nhật tử hảo quá các lộ thân thích ngược lại là nhiều lên trung niên phụ nhân nghe được lời này cùng nhi tử liếc nhau không nghĩ tới nhật tử như vậy nghèo kia ninh gia kia nha đầu thế nhưng còn nguyện ý cấp bạch gia đính hôn nghe nói vẫn là tri phủ cửu cửu làm mai đâu nói không chừng ninh gia nha đầu sớm đều cùng bạch gia lão ngủ âm thầm tư thông khẳng định là tri phủ cửu cửu bị lừa nếu không nào có tri phủ cửu cửu cấp cháu ngoại gái nói như vậy một môn nghèo thân vậy thì dễ làm này đối chạy đến thần thụ thôn hỏi thăm bạch gia hai mẹ con là ninh quản cấp thúy thúy đến hôn từ trong bụng mẹ la gia mẫu tử la gia mẫu tử vốn dĩ ở quê quán sinh hoạt với thị từ khi nam nhân sau khi chết một mình thủ nhi tử la chí sống qua nàng nghe theo nam nhân di nguyện vẫn luôn cắn răng cung nhi tử niệm thư. Chỉ là đứa con trai này sủng trong mắt giống nhau, nàng ăn cỏ ăn trấu xuyên mụn vá đều phải nhi tử thịt cá xuyên lăng la. Dần già, liền sủng hư. La Chí khi còn bé đảo cũng thông minh lanh lợi, niệm thư niệm hảo, cứ việc gia bần vẫn như cũ bị một cái tài chủ coi trọng hắn tư chất, vì thế đem nhà mình nữ nhi hứa cho hắn, chỉ đợi hắn thi đậu tú tài liền thành thân. Chính là La Chí không biết bị sủng hư vẫn là như thế nào, sau khi lớn lên đọc sách cũng không nghiêm túc, còn đi theo hồ bằng cẩu hữu học xong lưu luyến pháo hoa địa. Càng là khảo ba lần mới thật vất vả trúng đồng sinh. Trúng đồng sinh sau với thị cái đuôi kiều trời cao, tin tưởng vững chắc nhi tử về sau có thể trung tú tài trung trạng nguyên, thậm chí liền kia tài chủ nữ nhi cũng không bỏ ở trong mắt, động một chút chính là tài chủ nữ nhi trèo cao. Tài chủ cũng không phải ăn chay, trực tiếp cùng la gia giải trừ hôn ước. Với thị cũng không vội, tích cực hướng gia thế càng tốt nhân gia đẩy mạnh tiêu thụ nhi tử. Đừng nói, thật là có lý chính gia động tâm tưởng đem tiểu nữ nhi hứa cấp la chí lại bị một cái trong lòng ngực ôm hài tử pháo hoa nữ tử đổ môn làm không có pháo hoa nữ xưng hài tử là la chí lúc này ở toàn huyện tạc nồi một cái người đọc sách còn không có thi đậu bất luận cái gì công danh liền lưu luyến pháo hoa mà lại còn có làm ra tư sinh tử này nhà ai dám đem khuê nữ hứa cho hắn la chí ở quê hương hỏng rồi thanh danh kia pháo hoa nữ tử lại theo đuổi không bỏ Lúc này với thị bỗng nhiên nhớ tới, phu quân còn ở khi, phu quân cùng trường ninh quản ở trong nhà uống rượu, nói hạ nếu thê tử trong bụng là nữ nhi liền hứa cấp la gia nhi tử vui đùa lời nói. Vì thế mang theo la chí tìm được hoài thành ninh gia. Từ trước với thị là chướng mắt ninh gia, ngại ninh gia gia thế thấp, ninh quản chỉ là cái hạt mè đậu xanh quang. Nhưng hiện tại tắc bất đồng. Dù sao ở quê quán đã hỏng rồi thanh danh hôn sự bị hao tổn, còn có cái tư sinh tử, còn không bằng đi hoài thành cùng ninh gia kết thân về sau nếu là nhà mình nhi tử trúng cử thành đại quan, bỏ vợ cưới người mới nhà cao cửa rộng là được. Chương 495 nhắc nhở Bạch Gia. Vốn dĩ với thị còn lo lắng Ninh Quảng không nhận việc hôn nhân này. Rốt cuộc lúc trước chỉ là miệng vui đùa lời nói, tính vật hôn thư đều không có, Ninh Gia không nhận đưa bọn họ đánh ra môn bọn họ cũng không có đạo lý. Đi hoài thành khi, với thị đều làm tốt muốn hung hăng cắn rớt ninh gia một miếng thịt xuống dưới. Nếu là ninh gia cô nương thành thân, tắc hung hăng muốn một bút bạc, nếu không có thành thân, liền kiên trì buộc ninh gia nhận hạ cửa này thân. Không nghĩ tới tới rồi ninh gia nhìn thấy ninh quảng, ninh quảng còn đối nàng vong phu tồn tình nghĩa, càng vui mừng không xiết chính là còn nhớ rõ lúc trước thuận miệng nói hạ việc hôn nhân. Hơn nữa ninh gia nha đầu còn không có thành thân, chỉ là đính hôn. Đính hôn tắc hảo thuyết, hủy hoại đó là. Nhưng này việc hôn nhân lại có điểm khó giải quyết, là ninh gia tri phủ cậu em vợ cấp định ra, chính là ninh quảng cũng không hảo tùy ý giải trừ với thị đều tính toán hảo hảo nháo một hồi, không nghĩ tới ninh quản nhìn thấy nàng nhi tử la chí sau và thích cái này người đọc sách, tuy rằng không có làm ra bảo đảm, nhưng lại có muốn đem nữ nhi việc hôn nhân giải trừ tâm tư. chính là ninh gia nha đầu thúy thúy lại không đồng ý. nàng làm nhi tử đi cùng thúy thúy gặp mặt đến gần, thúy thúy không chỉ có không mừng, còn đem nàng nhi tử mắng to một đốn. với thị tới khí phải biết rằng nàng nhi tử là đồng sinh, là người đọc sách, là tương lai cử nhân lão gia cùng trạng nguyên có thể nào chịu thúy thúy khí. Đừng nói thúy thúy chỉ là tri phủ cháu ngoại gái nhi, liền cho dù là tri phủ thân khuê nữ, khi nàng nhi tử cũng có thể xứng đôi. Với thị tới cửa lý luận, thúy thúy tính tình liệt, này một lý luận nhưng thật ra chạy. Một cái chưa xuất các cô nương gia, tính tình thế nhưng như vậy đại, với thị tính toán tương lai thúy thúy vào cửa, nàng đến hảo hảo ra tấn một phen. Đến nỗi với thị có biết hay không thúy thúy chạy tới nhà họ bạch. Nàng không biết. Nàng lần này mang nhi tử tới thần thụ thôn Bạch Gia, hoàn toàn là biết được Thúy Thúy làm mai nhân gia là quê nhà nhân gia, hơn nữa đứa con này chỉ là cái ở biên cảnh tòng quân, cảm thấy gia nhân này dễ khi dễ. Nàng khí Thúy Thúy chống đối nàng, quyết định tới thần thụ thôn đương Bạch người nhà mặt hủy hoại Thúy Thúy thanh danh. Ninh gia nha đầu không phải lưu luyến Bạch Gia kia võ nhân sao? Ninh gia nha đầu không phải chướng mắt người đọc sách sao? Nàng khiến cho Thúy Thúy nhìn xem việc hôn nhân này là sao hủy diệt nàng cố tình muốn cho thúy thúy chỉ có thể vào la gia môn mang theo như vậy hận ý với thị ở thúy thúy sau khi mất tích hai lời chưa nói liền mang theo nhi tử tới dương phượng huyện từ dương phượng huyện lại một đường đi vào nam quan trấn ở cả đêm sau sáng sớm liền xông thẳng thần thụ thôn mà đến nương chỉ cần ninh thúc đồng ý đem thúy thúy hứa cho ta không phải được rồi ta làm gì còn tới bạch gia la chí thập phần khó hiểu hắn một chút không nghĩ tới thần thụ thôn hắn mới vừa ở Hoài Thành tìm được một cái hảo nơi đi, lại bị mẹ ruột ngạnh kéo tới. Ngươi cái xuẩn, trách không được bị kia kỹ tử tính kế. Ta tới bạch gia chủ nếu là đem Thúy Thúy thanh danh hỏng rồi, đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể gả đến nhà ta. Với thị điểm điểm nhi tử nói. Thanh danh hư tức phụ ta không nghĩ muốn. La Chí nói. Thúy Thúy nha đầu này lớn lên thủy linh linh, có thể so cùng hắn giải ước tài chủ gia khuê nữ xinh đẹp nhiều, hắn ngày đó ở ninh gia cửa một gặp được liền thích chính là nếu Thúy Thúy thanh danh hỏng rồi, hắn không nghĩ muốn, hắn muốn chẳng phải là bị người cười nhạo. Với thị hoành hắn liếc mắt một cái nói, nàng cửu cửu là tri phủ, tương lai đối với ngươi có trợ lực. Hừ, nơi đó chính còn làm bộ làm tịch, hắn khuê nữ hiện tại tặng không cấp nhà ta ta đều không cần. Thanh danh không thanh danh có gì quan trọng, chờ đến ngươi cùng nàng thành thân, liền lấy nàng đương bài trí, chủ yếu dùng nàng tới lưới lưu tri phủ. Ngươi hiện tại là đồng sinh, ngươi về sau chính là có đại tiền đồ nhà ta hiện tại không bạc, cùng Thúy Thúy thành thân sử dụng sau này ninh gia tiền đọc sách, dùng nàng cửu cửu nhân mạch lót đường tử. Về sau tới rồi kinh thành kia nhiều ít nhà cao cửa rộng chờ lưới con rể, con ta sinh như vậy hảo, ngay cả quận chúa công chúa đều xứng. Chờ đến lúc đó, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, cùng lắm thì cho nàng một tờ hưu thư. Với thì cảm thấy, ý nghĩ của chính mình thật không tồi. Nàng cuối cùng là cho nhi tử tìm một cái hảo lộ. Khi kỹ tử tính cái gì, kia tư sinh tử tính cái gì, ninh quản là cái hảo lừa, cùng lắm thì nhận được gia cùng nhau dùng ninh gia tiền dưỡng. La gia huyết mạch cũng không thể lưu lạc ở bên ngoài. Ta nghe nương. La chí cũng bị mẹ ruột một phen lời nói cổ vũ tới rồi. Với thị thập phần vừa lòng nhi tử nghe vào nàng lời nói. Bởi vì nàng tuyên truyền, hiện tại hoài thành toàn thành đều biết thúy thúy một nữ hứa hai nhà. Thanh danh là không hảo điểm, vừa lúc về sau gã đến la gia có thể lấy việc này đắn đo nàng ngốc sẽ cơ linh điểm nhưng đừng bại lộ thân phận với thị tới thần thụ thôn tuyên truyền thúy thúy một nữ hứa hai nhà ý đồ giảo hoàng nàng việc hôn nhân nhưng nàng cũng không hy vọng bị người biết nàng cùng la chí thân phận chỉ cần nàng cùng nhi tử không nói dù sao thần thụ thôn người lại không quen biết nàng nàng muốn cho bạch gia biết được tin tức chủ động đi ninh gia giải trừ hôn ước như vậy thúy thúy thanh danh hỏng rồi việc hôn nhân cũng thổi lúc này bọn họ la gia không so đo hiềm khích trước đây nguyện ý tiếp nhận nàng Ninh gia nha đầu không được đối la gia khăng khăng một mực. Ngươi còn đừng nói, với thị chính là có như vậy tự tin. Nương, ta cảm thấy chúng ta căn bản không cần trực tiếp đi bạch gia, chúng ta ở trong thôn tóm được người liền nói vừa nói, mãn thôn truyền khắc, bạch người nhà tự nhiên cũng biết. Lại không biết việc này là ai truyền, hai ta không phải trích sạch sẽ. La Chí cảm thấy với thị đi bạch gia làm điều thừa. Làm gì tự mình đi cấp bạch người nhà đánh giao phong, trực tiếp ở trong thôn vừa nói không phải được rồi. Ai không thích nghe bác quái a, à, đặc biệt là liên lụy đến hôn nhân gã cưới bác quái, đều không cần châm ngòi thổi gió, người trong thôn chính mình liền sẽ thêm mắm thêm muối. Với thị ánh mắt sáng lên, vẫn là chính mình nhi tử thông minh, nếu không sao nói là đồng sinh đâu. Hai mẹ con ở trên đường đi tới, tới quá sớm, người trong thôn phần lớn đều còn ở trong nhà ăn cơm sáng đâu. Lúc này trên đường trừ bỏ mới vừa rồi gặp được vị kia đại thúc, thế nhưng không có gặp được người thứ hai. A à hành tỷ tỷ, ngươi nhanh lên. Sáng sớm thời gian, tiểu phúc viên dự cảm đến ngủ ca không có việc gì sau, liền rốt cuộc ngủ không được. Sớm rời giường, mang theo phùng chi hành ở trong thôn rèn luyện. Di, muội muội Ngươi xem kia hai người. Phùng chi hành đem tiểu phúc viên kéo đến bụi rậm đóng mặt sau, chỉ vào ở trên đường bồi hồi hai người, đè thấp thanh âm. Tiểu phúc viên chân mày cau lại. Này hai người vừa thấy liền không phải người tốt. Ngươi nhận thức bọn họ. Tiểu phúc viên hỏi muội muội ngươi xem kia phụ nhân chính là ngày đó cấp thúy thúy tỷ tỷ cãi nhau kia một cái phùng chi hành mở to hai mắt ngươi xác định sao a hành tỷ tỷ tiểu phúc viên hỏi ta xác định nàng trên cổ mục tử ta nhớ rất rõ ràng phùng chi hành nhìn đến với thị trên cổ hai viên mục tử càng thêm khẳng định nàng nhận được ngươi sao tiểu phúc viên hỏi không quen biết ta ở trên xe ngựa đều không có xuống dưới phùng chi hành nói đi xem bọn hắn tới trong thôn làm gì. Tiểu Phúc Viên nói. Hai người nắm tay đi vào la gia mẫu tử trước mặt. Với thị nhìn đến trên đường xuất hiện hai hài tử, trong lòng vui vẻ. Nếu nói ai là truyền bác quái quân chủ lực, tự nhiên là hài tử cùng phụ nữ. Hài tử so đại nhân càng tốt lợi dụng một chút là, hài tử cũng sẽ không bận tâm người khác mặt mũi có thể lớn tiếng ồn ào. Huy, hai người có biết bạch gia? Đối với tiểu hài tử, với thị liền hống đều lười đến hống. Tiểu Phúc viên cùng Phùng Chi hành liếc nhau, cười nói, "Biết, các ngươi tìm Bạch gia sao? Chúng ta mang các ngươi đi." "Chúng ta không đi Bạch gia." Với thị nhìn đến lúc này thôn trên đường xuất hiện phụ nhân giả dạng người, tinh thần một trận, lớn tiếng đối Tiểu Phúc viên cùng Phùng Chi hành nói, "Chúng ta nghe nói cùng Bạch gia lão ngủ kết thân Ninh gia, một nữ hai hứa. Hôm nay vừa vặn tới thần thụ thôn thăm người thân, liền tưởng nhắc nhở nhắc nhở Bạch gia." Chương 496 bị đặt. Vị này đại nương Ngươi nói gì? Trên đường xuất hiện phụ nhân là Vưu Kim Quế. Ngày thường cái này điểm Vưu Kim Quế đều phải ở trong nhà nấu cơm, nhưng hôm nay tiểu phúc viên cùng Phùng Chi Hành sáng sớm liền ra tới, nàng liền đi theo phía sau nhìn. Cùng với nói nàng không yên tâm cô em chồng, không bằng nói nàng vẫn luôn tưởng hảo hảo nịnh bợ cô em chồng cùng trung tỉnh hầu phủ thiên kim. Rốt cuộc một cái là quyết định nàng gia đình địa vị, một cái khả năng tương lai sẽ cho nàng không ít chỗ tốt. Nàng mới vừa đi đến thôn trên đường, Liền nghe được là mắt phụ nhân ở cùng cô em chồng nói chuyện Tự hồ muốn nói cái gì Thúy Thúy cái gì một nữ hai hứa Vư Kim Quế ở cách xa cũng không có nghe rõ Nhưng vừa nghe đến Thúy Thúy Kia khẳng định là cùng Bạch Gia Lão ngũ việc hôn nhân có quan hệ Thúy Thúy bởi vì gì nguyên nhân tới Bạch Gia Vư Kim Quế không phải rất rõ ràng Ít nhất chi tiết bộ phận nàng không biết Bởi vì Bạch Lão Thái Thái ngại miệng nàng đại luôn là chạy đến nhà mẹ để liêu bác quái Nói đến mấu chốt địa phương đem nàng khiển đi phòng bếp, bởi vậy nàng cũng không rõ ràng Thúy Thúy trên người cái này một nữ hai có lẽ là ý gì. Nàng còn tưởng rằng Thúy Thúy là cùng trong nhà cãi nhau gặp được Phùng Chi Hành, sau đó đi vào Bạch Gia. Không nghĩ tới thế nhưng liên lụy đến như vậy đại sự tình. Vưu Kim Quế vội vàng đi vào tiểu phúc viên bên người, làm với thị cẩn thận nói một chút về Thúy Thúy sự tình. Vị này đại tỷ, ngươi là? Với thị trên dưới đánh giá vài lần Vưu Kim Quế hỏi. Ngươi vừa rồi không phải hỏi Bạch Gia sao? ta là bạch gia lão nhị tức phụ, ngươi vừa rồi nói nhà ta gì sự. U, bạch gia nhị tẩu. Nhưng xem như đụng tới đối người. Xem này bạch gia lão nhị tức phụ tướng mạo cũng không giống như là cái đại khí. Nói không chừng trong lòng đối bạch gia lão ngủ có gì bất mãn đâu. Ta nói ta từ phía ngoài tới, nghe được nhân gia ở quở trách bạch gia đâu. Với thị nói. Quở trách bạch gia gì sự. Vưu Kim Quế vội vàng hỏi nói, thậm chí không đánh đã khai, là nói nhà ta lão ngũ sự tình. Vị này nhị tẩu, ngươi chính là đoán đúng rồi. Với thị hạ giọng, nói, nói nhà ngươi lão ngũ chưa quá môn tức phụ cho phép hai nhà người. Vưu Kim Quế nghe xong lời này, trên mặt thoáng hiện một tia hưng phấn, nhưng nhìn đến cô em chồng mở to hai mắt nhìn chính mình, lại dọa khôi phục bình tĩnh. Vị này đại nương, không ảnh sự tình ngươi cũng không thể nói bừa. Nếu không phải làm trò cô em chồng mặt, Vưu Kim Quế khẳng định muốn cẩn thận hỏi thăm là sao hồi sự này không phải có cô em chồng ở trước mặt sao? Hơn nữa cô em chồng rõ ràng thích thúy thúy lớn hơn chính mình. Hảo a, à, cái này thúy thúy, nàng nói đi, phóng một cái tri phủ cửu cửu như vậy ngạnh chỗ dựa. Thế nhưng nguyện ý cùng không có bất luận cái gì công danh lão ngũ đính hôn. Nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu? Đây là hai đầu hạ chú. Đại nương, kia thúy thúy tỷ tỷ hứa mặt khác một môn thân là nhà ai nha? Tiểu phúc viên ra tiếng hỏi. Với thị hoảng sợ, này tiểu nha đầu sao nhận thức thúy thúy? Vưu Kim Quế cười nói, đại nương, cô nương này là nhà ta cô em chồng, nhất quan tâm nàng ngủ ca. Khi mặt khác một môn thân rốt cuộc là nhà ai? Vưu Kim Quế tự nhiên cũng muốn biết. Nàng nhưng không nghĩ Thúy Thúy vào cửa áp nàng một đầu, phía trên đã từng có điền mạch miêu liền đủ nàng chịu được, lại đến một cái tri phủ cháu ngoại gái, nàng ở bạch gia càng là không mà đứng. Lúc này rốt cuộc đưa tới một phiếu Thúy Thúy, dèm pha, nói không chừng như vậy có thể đắn đo. Nghe nói Ninh Gia Nha đầu còn ở nàng nương trong bụng khi đã bị hứa cho nàng cha bằng hữu La Gia Nhi tử, Ninh Gia phát đạt sau liền dọn đi rồi. Này không phải La Gia Nhi tử thi đậu đồng sinh, Ninh Gia cảm thấy La Gia Nhi tử về sau càng có tiền đồ, lại nhận cửa này thân. Với thị nhân cơ hội đen một phen Ninh Gia. Ý tứ Ninh Gia chính là hai đầu hạ tiền đặt cược. Vưu Kim Quế khóe miệng mang theo cười, không nghĩ tới Ninh Gia là cái dạng này nhân gia. Vừa định xuất khẩu châm chọc vài câu. Chính là, không đúng a à, đồng sinh tính gì nàng nam nhân vẫn là tú tài đâu không cũng không có gì đại tiền đồ thúy thúy cha một cái người đọc sách có thể không hiểu lúc trước nhân gia tri phủ đại nhân tưởng cấp thúy thúy giật dây bạch gia lão tứ tới kia lão tứ là ai hoài thủy thư viện số một tuyển thủ hạt giống nghe nói có trạng nguyên tương kia thúy thúy đều không có nhìn trúng ngược lại tuyển lão ngũ lúc ấy lão ngũ còn không có đi trong quân tranh thủ công danh đâu này sao kêu hai đầu hạ chú này sao kêu hai đầu hạ chú đồng sinh có thể tính gì tiền đồ, ta nam nhân vẫn là tú tài đâu. Đại nương sợ không phải truyền sai rồi lời nói. Vưu Kim Quế nhịn không được nói. Nàng là tưởng đắn đo lão ngũ tức phụ về sau bãi bãi tẩu tử phổ không sai, chính là này trăm ngàn chỗ hở nói dối, nàng cũng không thể tin. Vạn nhất bị người đương thương xử, bạch lão thái thái khẳng định muốn hưu nàng. Huống chi, cô em chồng còn ở trước mắt đâu? Trước mắt hương giả phụ nhân là tú tài nương tử, ai tin? câu kia đồng sinh tính gì tiền đồ làm với thị thập phần không thoải mái, nàng nhìn thoáng qua bên người nhi tử, nhi tử trên mặt cũng thập phần khó chịu. Này bị người coi kinh tư vị. Đồng sinh về sau chính là tú tài là cử nhân lão gia phải làm đại quan, nghe nói bạch gia lão ngủ ở trong quân, phỏng chừng chính là cái đầu bếp gì. Với thị nhưng không tin một cái hương giả tiểu hỏa tới rồi trong quân có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, nàng trong lòng tin tưởng vững chắc nhất định là Lưu Hồng Tinh vào Thúy Thúy nói, cho nàng tư định chung thân bảo môi. Ngươi nhưng đừng nói bừa, nhà ta lão ngũ hiện tại đã là Bách Phu trưởng, về sau phải làm tướng quân. Bách Phu trưởng là gì quan vương Kim Quế không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết lão ngũ lần trước viết thư nhà nhắc tới chính mình muốn tranh thủ đương Bách Phu trưởng. Nàng trước cấp lão ngũ an một cái không quá đi, dù sao cô em chồng đều nói lão ngũ có thể đương đại tướng quân. Người ở bên ngoài đằng trước vương Kim Quế cũng không dám nói lão ngũ nói bậy, rốt cuộc lão ngũ đương đại tướng quân, nàng cũng là tướng quân tẩu tử khi đi ở trên đường cũng là chịu người chú mục. Tự như hiện tại, nàng đi trấn trên mua đồ vật, nhân gia đều kêu nàng hương chủ tẩu tử. Lão có mặt mũi. Tiểu Phúc Viên cho nhị tẩu tử một cái tán thưởng ánh mắt, không tồi, tuy rằng nhị tẩu tử đình không đàng hoàng, nhưng biết ở bên ngoài người trước mặt giữ gìn người trong nhà. Nhị tẩu, ta xem hai người bọn họ hảo kỳ quái, không giống người tốt. Tiểu Phúc Viên lôi kéo Vưu Kim Quế, nhỏ giọng ở Vưu Kim Quế bên tai nói nếu cô em chồng đều nói bọn họ không phải người tốt, kia bọn họ chính là tồn ý xấu người xấu. Nhị tẩu, ngươi hiện tại quản gia, bên ngoài có ngũ ca không tốt nghe đồn ngươi không quản. Tiểu phúc viên vẻ mặt ủy khuất nói. Gì? Cô em chồng gì thời điểm như vậy để mắt chính mình? Vưu Kim Quế đã chịu cổ vũ, sớm đem xem Thúy Thúy chê cười tâm tư ném, trực tiếp hỏi với thị nói, hai ngươi nhìn lạ mắt, rốt cuộc là ai? Tới trong thôn bại hoại nhà ta lão ngũ thanh danh bại hoại Thúy Thúy thanh danh với thị có điểm hoảng loạn, lôi kéo một bên nhà mình nhi tử nói, ta tới thăm người thân, ở trên đường nghe được nhân gia nói bạch gia nghe đồn, liền nghĩ đến nói cho một tiếng. Các ngươi là nhà ai thân thích? Đừng nghĩ lừa ta, các ngươi chính là nhìn đến ta ngủ đệ cùng tri phủ cháu ngoại gái đính hôn ghen ghét tới hủy đi cửa này hôn. Vưu Kim Quế đầu óc vừa chuyển, lập tức bắt được điểm mấu chốt. Nhị tẩu, bọn họ nói không chừng chính là cái gọi là la gia. Tiểu Phúc Viên nói. Nhị tẩu, Tiểu viên bảo nói không sai, ta ở Hoài Thành gặp qua nàng, nàng chính là La Gia lão chủ chứa. Phùng Chi Hành chỉ vào với thị nói. Với thị trong lòng hoảng hốt. Không thấy ra tới này ăn mặc một thân giản dị sim y cô nương là từ Hoài Thành tới. Bị vạch trần với thị cũng không sợ, thay đổi một bộ gương mặt tươi cười đối vưu kim quế nói, chúng ta chính là tưởng đem tin tức này nói cho các ngươi, rốt cuộc ninh gia cùng tri phủ có một tầng thân thích quan hệ, sợ các ngươi không tin, cho nên mới nói dối người khác miệng tới nói. Vưu Kim Quế biểu môi, đảo không phải nàng không tin, mà là cô em chồng vừa rồi nói bọn họ không phải người tốt, nàng tự nhiên tin cô em chồng. Hảo A, à, hai người đây là bịa đặt. Cố ý bại hoại ta ngủ đệ hôn sự đúng không, đi, đi nhà ta thấy ta thái bà bà đi. Vưu Kim Quế một phen túng chặt với thị. Với thị kêu sợ hãi một tiếng, dãy dụa lên. La Chí thấy tráng, một phen đẩy ra Vưu Kim Quế. Vưu Kim Quế một cái lão đảo với thị nhân cơ hội cùng nhi tử cùng nhau triều cửa thôn chạy tới. Chương 497 vác đá nện vào chân mình. Ai nha ta mẹ ruột, không bắt lấy. Chạy. Với thị cùng la chí lo lắng bị bạch người nhà bắt được, ở giao lộ nhìn đến hai bên đường đều là đồng ruộng, xanh biết lúa mạch đã tề eo cao, khẩn trương hai người hướng về phía ruộng lúa mạch bờ ruộng chạy tới. Thực mau, không thấy tung tích. Vưu Kim Quế vẽ mặt khẩn trương, bắt lấy tiểu phúc viên tay hỏi, muội muội này nhưng làm sao, bọn họ ở bên ngoài nói bậy sao chỉnh. Tiểu Phúc Viên vẻ mặt bình tĩnh nói, yên tâm đi nhị tẩu, bọn họ đi không ra thần thụ thôn. Nếu cô em chồng nói bọn họ đi không ra thần thụ thôn, như vậy bọn họ liền đi không ra. Đi không ra thôn, bọn họ chẳng phải là ở trong thôn càng nói bậy. Vưu Kim Quế lo lắng hỏi. Người là nàng phát hiện, nếu người ở trong thôn tán loạn nói bậy, đến lúc đó bạch lão thái thái đã biết, khẳng định quái đến nàng trên đầu. Khi nhị tẩu chúng ta xuống ruộng đổ bọn họ. Tiểu Phúc Viên đề nghị nói. Vưu Kim Quế nhìn nhìn chính mình trong tay cũng không có lấy bất luận cái gì công cụ, kia lão chủ chứa thoạt nhìn sức lực rất lớn, bên người còn có đứa con trai, chỉ sợ đánh không lại. Bất quá, nhìn đến ruộng lúa mạch có dậy sớm làm việc người trong thôn. Nàng đến lúc đó kêu khởi người tới, nói vậy đại gia rất vui lòng hỗ trợ, như vậy đối phương cũng lạc không đến chỗ tốt. Hành, chúng ta đi đổ người. Vưu Kim Quế nói đi đến hạ thanh hà cửa, nhìn đến ven tường có một phen sẻn, vưu kim quế cũng bất chấp kiên dè thuận tay sách ở trong tay. Phùng chi hành càng là hưng phấn muốn mệnh. Nàng vẫn luôn muốn làm nữ hiệp, ngày hôm qua cứu Thúy Thúy, hôm nay lại gặp được phát huy nữ hiệp uy phong sự, nàng có thể nào không phát huy, bởi vậy ở ven đường nhặt một cây gậy cầm ở trong tay. muội muội quay đầu lại nãy nếu là trách tội xuống dưới, ngươi nhưng đến thay ta nói vài câu công đạo lời nói, ta chính là giúp đỡ ngũ đệ cùng Thúy Thúy nói chuyện. Vưu Kim Quế mang theo tiểu phúc viên cùng Phùng Chi Hành vừa đi vừa nói chuyện. Yên tâm đi nhị tẩu, ngươi lần này làm không tồi, ta khẳng định sẽ thay ngươi nói chuyện. Vưu Kim Quế biết cô em chồng nói chuyện giữ lời, yên tâm. Tiểu phúc viên cùng nhị tẩu cùng với Phùng Chi Hành đi vào bờ ruộng bên, thực chắc chắn nói cho bên người hai người, chúng ta liền ở chỗ này chờ, bọn họ chạy không xa. Với thị cùng la chí theo ruộng lúa mạch ngạnh vẫn luôn chạy. Bọn họ ở nông thôn sinh hoạt quá, đối bờ ruộng không xa lạ, biết theo bờ ruộng chạy khẳng định có thể chạy ra đi. Liền tính chạy không ra được, hiện tại lúa mạch tề eo cao, triều ruộng lúa mạch một toảng cuối người, nói vậy tìm cũng tìm không thấy. Huống chi, bạch gia liền một cái nhị tẩu hai oa oa, bọn họ nếu thật khởi xướng tàn nhẫn tới tất nhiên không phải bọn họ mẫu tử. Đối thủ Ai u Với thị không thấy rõ dưới chân đồ vật trượt một ngã, cục cục theo điền lũng té ngã mương. Nương La chí kêu to, hắn thấy rõ ràng, nương dẫm một đống mới mẻ cứt trâu. Với thị quan ngã eo đau, đôi tay cùng sử dụng triều bờ ruộng thượng bò, may mắn mương không có thủy. Bò đến bờ ruộng thượng, với thị khí thẳng chửi má nó. Lập tức đi ra ngoài, phía trước có lộ. Với thị tùy tay xả một phen lúa mạch xoa xoa lòng bàn chân cứt trâu. Nương, ta mệt mỏi. La Chí ngồi dưới đất thẳng thở dốc, hắn còn chưa bao giờ như vậy mệt quá, như thế nào điểm này lộ chạy lên như vậy mệt, quả thực mệt nằm liệt. Nương, Ngươi nói tốt tốt ngươi dẫn ta tới thần thụ thôn làm gì, lúc này không chỉ có không có chia rẽ Thúy Thúy cùng Bạch Gia Việt hôn nhân, còn Bạch chọc một thân cứt trâu. La Chí che lại cái mũi oán giận. Con ta, ngươi phát hiện không có, mới vừa rồi ta đều đã nói động Bạch Gia nhị tẩu, nhưng bị cái kia Bạch Gia tiểu nha đầu cấp giảo hợp. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy kia Bạch Gia nhị tẩu xem nàng sắc mặt hành sự. Cái kia tiểu nha đầu lớn lên đổ nước linh. La Chí lẩm bẩm nói ta cũng không phải không đến không, kia nhị tẩu ta xem không phải cái hảo muốn cùng, ngươi đừng nhìn nàng hiên ngang lẫm liệt đối chúng ta, kia đều là trước mặt ngoại nhân giữ gìn bạch gia mặt mũi. Việc này này nhị tẩu đã biết, bạch gia lão nhân liền sẽ biết, việc này có nháo đâu. Với thị ngồi dậy, vỗ vỗ mông, đối nhi tử nói, đi thôi. La chí miễn cưỡng đứng lên đi theo với thị tiếp tục đi. Nương, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hồi hoài thành tiếp tục tìm ninh thúc, ta xem ninh thúc rất thích ta cũng không biết thúy thúy nha đầu này về nhà không có la chí nói ngươi mấy ngày nay ở ninh gia trước mặt thành thật điểm kia kỹ tử cùng tôn nhi sự nhưng ngàn vạn không thể bị ninh quản biết ngươi yên tâm chờ đến thúy thúy vào cửa ta khiến cho kia tôn nhi nhớ nàng danh nghĩa kỹ tử mơ tưởng tiếng la gia môn nhưng thật lớn tôn nhi cũng không thể lưu lạc ở bên ngoài với thị đánh hảo bàn tính thấy phía sau cũng không có người tới truy liền lôi kéo nhi tử tay triều đi thông trong thôn bờ ruộng thả chậm bước chân nhìn đến nơi xa ruộng lúa mạch hầu hạ hoa màu nông dân còn tính toán trải qua khi muốn đem bạch gia lão ngũ vị hôn thê một nữ hứa hai nhà sự tình truyền ra đi nàng cũng không tin bên ngoài truyền ồn ào huyên náo bạch người nhà sẽ thờ ơ nương này lộ không thích hợp a à, ta sao lại vòng đã trở lại la chỉ nhìn hai bên đường ruộng lúa mạch cảm thấy không quá thích hợp thật đúng là với thị cũng phát hiện không thích hợp đối phương này sao càng đi ly trong thôn càng gần từ con đường kia nhìn xem đi với thị chỉ chỉ bên cạnh bờ ruộng, nhìn đến ruộng lúa mạch có mấy người khiên nông cụ triều bờ ruộng đi đến, đúng là tản lời đồn hảo thời cơ. Vì thế mang theo la chí triều mặt khác một cái bờ ruộng đi đến. Ai, ngươi có biết bạch gia lão ngũ vị hôn thê? Theo trong đất làm song sống nông dân càng ngày càng tới gần bờ ruộng, với thị làm bộ cấp la chí tán gẫu, cố ý nhắc tới bạch gia. Ai u? Nhưng Thúy Thúy tên còn không có gọi ra tới, la chí lòng bàn chân vướng một chân, tiếp theo dọa linh hồn nhỏ bé đều không có. Với thị một cúi đầu, nhìn đến nhi tử dẫm đến một con rắn thường, lập tức đầu óc say xe. Nàng đương nương biết nhi tử sợ nhất xà. Chí nhi. Với thị một phen đẩy ra la chí, nhưng la chí chân tựa như bị đinh trụ giống nhau, vừa động đều không động đậy. Với thị sách lên bên chân cục đá xua đuổi xà, cục đá không có tạp đến gà trên người, nhưng thật ra tạp tới rồi cách đó không xa bầy gà, kinh bay mấy chỉ gà. Cái kia xà trừng lớn đôi mắt theo la chí ống quần bò tới rồi la chí trên cổ, với thị dọa thét chói tai. Ngao, la chí giọng nói ồm ọc một tiếng, dọa thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Chí nhi, chí nhi. Với thị dọa hồn phi phách tán, ngã ngồi ở la chí bên người ấn huyệt nhân trung, biên véo biên kêu người. La chí bị véo từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến bờ ruộng thượng xà, một dọa liền thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Cái kia xà vòng quanh la chí chân dạo qua một vòng, phun lưỡi rắn tư lưu một tiếng chui vào mạch địa. Làm ta sợ muốn chết, nhi tử ngươi như thế nào? Với thị thấy nhi tử chuyển tỉnh, hỉ cực mà khóc. Nương, ta cảm thấy choáng váng đầu, tay chân không thể động. La chí kinh hồn chưa tán nói. Nghĩ một chút, nghĩ đủ rồi ta lại đi. Với thị lúc này cũng hối hận một xúc động liền mang theo nhi tử tới thần thụ thôn. Này quả thực là vác đá nện vào chân mình. Đại nương, ngươi tạp ta nhà mẹ đẻ gà, ngươi còn muốn chạy với thị ngẩng đầu, nhìn đến vưu kim quế một tay sách theo sẻn một tay sách theo bị cục đá tạp đoạn cánh gà đi vào với thị cùng la chí bên người. Cô em chồng nói rất đúng, bọn họ xác thật đi không ra thần thụ thôn. Vưu kim quế trên mặt đất đầu nhìn hai mẹ con ở bờ ruộng thượng vòng vòng thiếu chút nữa không nhạt chết. Tảng bạch chưa muội lời đồn, lại tạp bị thương nàng nương gà, còn muốn chạy, không có cửa đâu. Tiểu phúc viên cùng phùng chi hành đứng ở vưu kim quế bên người. Hoảng hốt trung, La Chí nhìn đến tiểu phúc viên trong túi chui ra một. Con rắn, tự như vừa mới hắn dẫm đến cái kia xà giống nhau, hắn dọa lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chương 498 gõ vựng. La Chí bị tiểu phúc viên trong túi xà dọa vựng ở bờ ruộng thường. Với thị thấy nhi tử dọa vựng cũng hoảng sợ, hướng về phía từ ruộng lúa mạch đi tới người hô to cứu mạng, chỉ là mới vừa một phát ra tiếng đã bị Phùng Chi Hành một gậy gộc gõ hôn mê. Phùng Chi Hành sợ tới mức ném xuống gậy gộc triều tiểu phúc viên nhìn lại, một đôi ngập nước mắt to tràn ngập hoảng sợ. Nàng muốn làm nữ hiệp không sai, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý giết người. Muội muội, nàng sẽ không chết đi. Phùng Chi Hành dọa chạy đến tiểu phúc viên phía sau. Sẽ không chết. Tiểu phúc viên lắc đầu, bất quá với thì chỉ sợ muốn ăn chút đau khổ, mới vừa rồi Phùng Chi Hành kia một gậy gộc sức lực không nhỏ. Vưu Kim Quế cũng lắp bắp kinh hải, trung tỉnh hầu phủ thiên kim thật đúng là lớn mật, này một gậy gộc gõ, vạn nhất người gõ đã chết bị phạt khẳng định là nàng ai làm nàng ở trước mặt không ngăn cản vừa nghe tiểu phúc viên nói sẽ không chết vương kim quế thò người ra thử thử với thị cái mũi thở dài nhẹ nhõm một hơi vỗ vỗ tay nói người còn thở dốc đâu a à hành ngươi đừng sợ gốc sẽ liền nói là ta gõ tiểu phúc viên phùng chi hành muội muội nhị tẩu thúy thúy rời giường sau đi trước bồi bạch lão thái thái nói chuyện nói một hồi tử lời nói ra tới tìm tiểu phúc viên biết được nàng đi ra ngoài, vì thế đi ra ngoài tìm tiểu phúc viên. Tìm một hồi lâu, mới ở bờ ruộng thượng nhìn đến tiểu phúc viên thân ảnh. Ngũ đệ muội Không phải, Thúy Thúy, người đến xem này hai người, vưu kim quế nhìn đến Thúy Thúy tinh thần tỉnh táo, tuy rằng nàng ở tiểu phúc viên giáo dục hạ đã minh bạch bạch gia là nhất thể, nhưng vẫn như cũ ngăn không được nàng tóm được cơ hội liền tưởng chiếm một chiếm chị em dâu thượng phong. Chẳng sợ không quá môn Thúy Thúy cũng không ngoại lệ. Thúy Thúy thăm dò qua đi đảo qua, thiếu chút nữa không cùng nhau té xỉu. Này hai người quả thực là nàng 17 năm nhân sinh lớn nhất ác mộng, cố tình này hai người lúc này liền nằm ở chính mình trước mắt. La gia mẫu tử sao xuất hiện ở thần thụ thôn. Thúy Thúy tưởng tượng đến với thị sức chiến đấu, kêu to toàn bộ hoài thành đều biết ninh gia một nữ hai hứa, trong lòng rung lên. Này lão chủ chứa tới thần thụ thôn dùng ngón chân tưởng cũng biết là làm gì. Khẳng định là tới bại hoại nàng ninh Thúy Thúy thanh danh, chỉ sợ lúc này toàn bộ thần thụ thôn đều biết nàng một nữ hai cho phép. Chuyện như vậy, các nhà ai ai cũng chịu không nổi đi. Huống chi hiện tại Bạch Gia căn bản liền không phải cái gì khốn cùng vắng vẻ vô danh thôn hộ, mà là Phúc Vinh Hương chủ gia. Một truyền mười mười truyền trăm, chỉ sợ lúc này toàn huyện đều biết Phúc Vinh Hương chủ ngũ ca bị ninh gia lừa. muội muội Thúy Thúy không để ý đến vưu kim quế, nâng lên ước dầm về đôi mắt nhìn về phía tiểu Phúc Viên. Thúy Thúy tỷ tỷ không sợ, bọn họ không có nói bừa. Tiểu Phúc Viên biết Thúy Thúy trong lòng suy nghĩ, chạy nhanh ra tiếng an ủi. Không phải không có nói bừa, mà là xả một hồi có không, cái gì các ngươi ninh gia một nữ hai hứa, cái gì các ngươi ninh gia hai đầu áp chú, Vưu Kim Quế nói, này bất hạnh hảo là gặp được ta. Ta cùng muội muội, lời này nếu là truyền tới trong thôn, ta bạch gia mặt triều nơi nào gác, ngươi có biết nãy là nhất hảo mặt mũi. Này hai người muội muội vừa thấy liền không phải gì người tốt, hai người bọn họ một hồ liệt liệt đã bị ta gõ hôn mê. Thúy Thúy nghe Vưu Kim Quế nói như vậy, dọa tái nhật sắc mặt hoảng hoảng, đồng thời trong lòng nghi hoặc này hai người là sao biết nàng đến hôn nhân gia ở thần thụ thôn. Trong lòng tưởng tượng liền minh bạch, khẳng định là cha lộ ra. Thúy Thúy trong lòng đối Ninh quản một chút cha con tình cũng chưa. Cảm ơn nhị tẩu." Thúy Thúy đối Vưu Kim Quế nói. Cứ việc nàng biết Vưu Kim Quế là Bạch gia khác loại, nhưng lần này xác thật giúp nàng ngăn chặn lời đồn, tự nhiên muốn cảm tạ. "Ngươi muốn thật sự tưởng cảm tạ ta?" lần sau thác ngươi ở hoài thành giúp ta đánh một đôi khuyên tai, tựa như ngươi mang như vậy, vưu kim quế chiếm tiện nghi tâm tư lại ngo ngoe rụt rịch, chỉ vào thúy thúy lỗ tai nói. Nhị tẩu, tiểu phúc viên hô. Này không đáng giá cái gì, nhị tẩu nếu là thích tặng cho ngươi là được. Thúy thúy vừa nói vừa gỡ xuống trên lỗ tai khuyên tai. Vưu kim quế làm trò cô em chồng mặt không dám tiếp, giới cười nói, cho ngươi nói giỡn. Chỉ là này hai người sớm hay muộn đều sẽ tỉnh lại, ta đến lộng về nhà hỏi nãy cùng cha mẹ sao nói. Thúy Thúy gật đầu, hận không thể này hai người như vậy chết bất đắc kỳ tử. Nàng nghĩ đến bạch lão thái thái, Thúy Thúy trong lòng thập phần sợ hãi, không biết này hai người đi vào thần thụ thôn, có thể hay không làm bạch gia đối nàng cùng bạch chiêu muội việc hôn nhân sinh ra dao động. Thúy Thúy tỷ tỷ, nãy mới sẽ không tin vào lời đồn. Tiểu Phúc Viên nói, bạch lão thái thái mới không giống vưu kim quế nói như vậy bởi vì lúc này sĩ diện liền phải từ hôn, nàng chỉ biết đồng tình Thúy Thúy có cái không đáng tin cậy cha ta thật sự không biết. bọn họ thế nhưng sẽ chạy đến nơi đây. Thúy Thúy hung hăng đá một chút la chí. liền thằng nhãi này chạy đến cửa nhà uy hiếp nàng đừng nghĩ chạy ra hắn lòng bàn tay. Thúy Thúy tỷ tỷ, muội muội đều nói không có việc gì, kia khẳng định không có việc gì. đúng rồi, này lão bà tử là bị ta gõ vừng. Phùng Chi Hành vẽ mặt cầu khen ngợi. Bờ ruộng thượng lập tức nằm xuống hai cái té xỉu người, vưu kim quế kéo bất động chẳng sợ cùng Thúy Thúy liên thủ đều kéo bất động. Người này sao kéo đi đâu? Vưu Kim Quế túng một chút với thị, này lão bà tử nàng có thể kéo động, nhưng bên cạnh nhi tử nàng nhưng kéo bất động. Nhị tẩu, ngươi ở chỗ này nhìn, ta về nhà nói cho cha mẹ. Tiểu Phúc Viên nói. Vưu Kim Quế gật đầu. Nếu nàng trở về, Bạch Lão Thái Thái khẳng định muốn mắng nàng ở nên nấu cơm thời gian chạy loạn ra tới, nàng nhưng không nghĩ bị mắng. Lúc này cô em chồng trở về nhất thích hợp ta cùng muội muội cùng nhau về nhà, ta tự mình cấp trong nhà nói. Thúy Thúy nói, ta đây cùng nhị tẩu ở chỗ này nhìn. Phùng Chi Hành gõ gõ trong tay gậy gộc, tùy thời chờ với thị tỉnh lại lại cấp tới một gậy gộc. Tiểu Phúc Viên cùng Thúy Thúy chạy về gia, Bạch Lão Thái Thái đang ở tìm Bạch Gia nhị tẩu tìm không thấy tung tích, Tam Lan ở thay thế nàng nương nấu cơm, Bạch Nhị Tráng ở nhóm lửa. Hai người sao, bắt được con thỏ nột bạch lão thái thái thấy tiểu phúc viên cùng thúy thúy mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy vào cửa nãy nãy kia la gia mẫu tử tới trong thôn thúy thúy thấp thỏm nói bạch lão thái thái quét thúy thúy liếc mắt một cái nói liền này hai người ngươi liền dọa thành như vậy đừng sợ có ta đâu người ở nơi nào bạch lão thái thái vỗ bộ ngực chờ nàng lão bà tử tới gặp một lần gì kia la gia mẫu tử tới trong thôn chân thị cùng bạch một bản văn phong từ trong phòng ra tới đúng vậy, tới. Tiểu Phúc Viên nói, bị ta cùng A Hành tỷ tỷ còn có nhị tẩu gặp được. Khi hiện tại người đâu? Bạch lão thái thái thập phần sốt ruột. Ở bờ ruộng thường, bị nhị tẩu cùng A Hành tỷ tỷ gõ hôn mê, hiện tại nhị tẩu cùng A Hành tỷ tỷ ở thủ đâu? Tiểu Phúc Viên mở to mắt to lông mi chớp chớp nói. Bạch lão thái thái. Hai cái đều gõ hôn mê. Bạch một bản vẽ mặt giật mình. Một cái gõ vựng, một cái dọa vựng. Tiểu Phúc Viên gật đầu. Thúy Thúy vẽ mặt thấp thỏm nhìn bạch người nhà phản ứng, bởi vì chuyện của nàng cấp bạch gia mang đến phiền toái, cũng không biết bạch người nhà có thể hay không ghét bỏ nàng. Gõ hảo. Chân thị nói. Trước nâng về nhà lại nói. Bạch một bản hướng trong phòng bếp kêu bạch nhị tráng, hai cha con liền đi bờ ruộng đi lên nâng người. Chương 499 tiếp tục bôi nhỏ. Bạch một bản cùng bạch nhị tráng lôi kéo xe ba gác đem la da mẫu tử từ bờ ruộng thượng đẩy về nhà lúc này người trong thôn đã bắt đầu sôi nổi bưng cơm ở giao lộ ăn cơm hoặc là xuống đất. Nhìn đến bạch một bản cùng bạch nhị tráng từ trong đất kéo hai người, không khỏi dọa nhảy dựng. Đây là sao mà lạp? Có người giật mình hỏi. Vư Kim Quế dơ dơ lên trong tay chiếc cánh gà nói, ở bờ ruộng thượng trộm ta nhà mẹ đẻ gà bị ta phát hiện, ta đi đuổi đi, người vướng ngã hôn mê bất tỉnh. Trong thôn liền có người duỗi đầu đi phân biệt, cũng hoài nghi nhà mình ruộng lúa mạch ném hai cây mạch tuệ cũng là này hai người làm huynh đệ, này hai người là nhà ngươi thân thích. Triệu thôn trưởng duỗi trường cổ, phát hiện này còn không phải là sáng sớm hướng hắn hỏi thăm bạch người nhà kia hai mẹ con sao. Như thế nào lúc này cấp đã chết giống nhau nằm ở trên xe. Không phải nhà ta thân thích. Bạch một bản nói. Triệu thôn trưởng hoảng sợ, nói, hai người bọn họ giống ta hỏi thăm nhà các ngươi ở nơi nào. Hợp lại không phải nhà ngươi thân thích. Triệu thôn trưởng trong lòng có điểm tự trách. Chỉ sợ này hai người nghe nói tiểu phúc viên danh khí, khẽ sờ ngụy trang thành bạch gia thân thích tới cọ một phen lưu lượng. Này cũng rất khó nói. Huynh đệ, tiểu viên bảo không gì sự đi. Triệu thôn trưởng lo lắng hỏi. Không gì sự, ở trong nhà đâu? Bạch một bản nói. Này hai người không nghĩ tới là tặc, trộm gà té xỉu, này mang về nhà làm sao? Triệu thôn trưởng cảm thấy này hai người không bằng giao cho chính mình, hắn tới xử trí. Rốt cuộc hắn là thôn trưởng sao? nhưng là bạch một bản không có nghe hiểu thôn trưởng nói giống nhau nói mang nhà ta một hồi thỉnh cái lan trung cấp nhìn một cái tuy rằng là tặc nhưng cũng không thể chết được ở ta thôn trong thôn vây xem quần chúng sôi nổi vì nhà họ bạch điểm tán cũng liền bạch gia có này độ lượng gặp được làm tặc té xỉu người xứ khác cũng muốn cứu một cứu huynh đệ chờ hai người bọn họ tỉnh lại ngươi nhưng đến hảo hảo hỏi một chút tình huống nên báo quan báo quan có gì yêu cầu ta ra mặt cứ việc đề triệu thôn trưởng mơ hồ cảm thấy việc này không như vậy đơn giản bạch một bản là ai đó là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu tuy rằng người phúc hậu lại không có như vậy thánh phụ đi gặp được tặc không nói đưa quan còn triều trong nhà kéo không chừng là bởi vì gì sự đâu nếu bạch một bản không muốn nói hắn cũng không cần thiết hỏi chỉ cần bạch gia không nháo ra mạng người tới hắn cái này đương thôn trưởng liền mắt nhắm mắt mở thúy thúy đây là khi dễ người lão chủ chứa Bạch một bản cùng bạch nhị tráng đem hai người kéo vào gia môn sau, bạch lão thái thái cẩn thận nhìn quá một lần chỉ vào với thị hỏi. Thúy Thúy gật đầu. Phùng Chi Hành ở một bên nói tiếp nói, không bao giờ sẽ có sai, ngày đó chính là nàng mắng Thúy Thúy tỷ tỷ. Bạch lão thái thái gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Này hai người sao chỉnh? Vưu Kim Quế hưng phấn mà hỏi. Người là nàng bắt tới, cái này thứ nàng ở bạch lão thái thái trong lòng địa vị sẽ hơi tăng lên đi bạch lão thái thái không nói hai lời mệnh bạch nhị tráng đem la da mẫu tử từ xe ba gác thượng kéo xuống tới dùng dây thường bó cái kính mít giả chết đúng không bạch lão thái thái sớm đều phát hiện la da mẫu tử ở hô hấp trên thực tế la da mẫu tử ở xe ba gác thượng khi liền tỉnh lại nhưng trốn lại trốn không thoát chỉ có thể nhận mệnh bị kéo đến bạch da nghe được bạch lão thái thái nói chuyện thanh la da mẫu tử vẫn như cũ nhắm chặt mắt giả chết với thị nghĩ thầm bất quá là cái nông da lượng bọn họ cũng không dám đem mẫu tử hai người thật sự lộng chết. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, ninh gia kia nha đầu thế nhưng cũng ở Bạch Gia. Kim Quế, ngươi đi cho ta đoan bồn thủy tới. Bạch Lão Thái Thái phân phó vưu Kim Quế. Một trận tiến bước chân vưu Kim Quế đi đoan thủy, lại một trận tiến bước chân, vưu Kim Quế bưng một đại bồn thủy đã trở lại. Nãy, không cần phiền toái ngài lão nhân gia, ta tới bác, là trước bác nhi tử vẫn là nương. Vưu Kim Quế hỏi nhi tử. Bạch lão thái thái ra tiếng nói. Không đợi với thị mở mắt ra, vưu kim quế ra tay bay nhanh, rầm một tiếng một chậu nước tưới ở la chí trên đầu. La chí ngao một tiếng. Cứ việc lúc này là tháng tư phân, thời tiết đã chuyển ấm, nhưng mới từ giếng đánh ra tới nước lạnh vẫn như cũ kích thích la chí cả người run run, run cái không ngừng. Chí nhi. Với thị trên người đồng dạng bắn một bãi thủy, lại chỉ lo đau lòng cả người tưới thấu nhi tử. Người lớn mật, dám lấy thủy bác ta ta chính là đồng sinh la chí nhìn quanh bốn phía thấy là cái nông da sân trong mắt dâng lên nồng đậm khinh thường ngươi là đồng sinh tính gì đều cho ngươi nói ta là tú tài nương tử Vưu kim quế đem bồn vứt trên mặt đất vỗ vỗ tay la chí nhìn đến trước mắt đứng tiểu phúc viên ánh mắt triều nàng túi nhìn lại e sợ cho bên trong toát ra một con rắn ra tới với thị ôm la chí sốt ruột hoảng hốt muốn cởi bỏ chính mình trên người áo choàng khoác đến nhi tử trên người tay run run không có cởi bỏ. Nói đi, các ngươi tới trong thôn làm gì? Bạch lão thái thái ra tiếng hỏi. Với thị nhìn đến trước mắt đứng cái đầy đầu hoa trong quê nhà giả dạng lão thái thái, biết đây là bạch gia lão ngũ tổ mẫu. Đứng ở bạch lão thái thái bên người đúng là ninh gia nha đầu. Với thị trong lòng cười lạnh, chỉ sợ bạch gia còn không biết ninh gia một nữ hai hứa sự tình. Nàng cũng không tin loại sự tình này sẽ có người thật sự không để bụng. Dù sao chính mình mục đích đều bị chọc thủng, dứt khoát bất chấp tất cả. Vì thế cười đối Bạch lão thái thái bồi cười nói, "Lão thái thái, thật sự không dám giấu giếm, ta là La gia người." Bạch lão thái thái mỉm cười nhìn với thị, nói, "Chính là các ngươi La gia phải cho nhà ta đoạt tức phụ." Với thị nhìn liếc mắt một cái Bạch lão thái thái bên người Thúy Thúy, cắn răng nói, "Không phải chúng ta muốn cướp, này trong đó thật sự có hiểu lầm. Ninh gia nha đầu là nàng cha sớm đã đem nàng hứa cho con ta, không biết làm sao lại đem nàng hứa cho các ngươi Bạch gia." ngươi nói bậy, đó là uống rượu lung tung nói, có thể nào giữ lời." Thúy Thúy nóng nảy. Bạch lão thái thái nghi hoặc nhướng mày, nói như vậy, Ninh gia là một nữ hứa hai nhà, hai đầu áp chú. Với thị trong lòng mừng thầm, này lão thái thái tâm nhãn sáng ngời, lập tức liền nghĩ thấu. Không sai, xác thật là như thế này. Đây là ta nhi tử. Lão thái thái có thể hay không cho ta nhi lấy một kiện sim y?" Với thị nói. Bạch lão thái thái không nghe thấy giống nhau tiếp tục hỏi liền ngươi này nhi tử cùng thúy thúy đến hôn từ trong bụng mẹ với thị rốt cuộc đem trên người áo choàng cởi bỏ khoác đến nhi tử trên người cắn răng nói không sai chính là ta này nhi tử cùng thúy thúy định ra việc hôn nhân nhà ta nam nhân đã chết ninh gia cũng không có nói không nhận cửa này thân cũng không nói nhận liền kéo ta còn suy nghĩ có phải hay không nhà ta nhi tử không có tiền đồ hiện tại hắn thi đậu đồng sinh chúng ta mới biết được nguyên lai ninh gia đã đem nha đầu này hứa cho nhà các ngươi với thị chỉ vào Thúy Thúy, lời trong lời ngoài đều là ninh gia không địa đạo. Xác thật là lão thái thái theo như lời ninh gia hai đầu hạ chú, hiện tại con ta thi đậu đồng sinh, ninh gia lại muốn nhận hạ nhà của chúng ta việc hôn nhân này. Ta nghĩ tới nghĩ lui, việc này không thỏa đáng, liền hảo ý tới nhắc nhở các ngươi, để tránh thượng ninh gia nha đầu đương. Với thị nói, Thúy Thúy chạy đến bạch gia không biết nói gì làm bạch người nhà đứng ở nàng này một phương, nàng nhất định phải chú ý bạo nha đầu này. Tuyệt đối không thể khiến cho nàng cùng bạch gia việc hôn nhân ổn định vững chắc ninh gia việc này làm đích xác thật không địa đạo bạch lão thái thái trầm ngâm một phen nói với thị không được gật đầu xem ra bạch gia lão thái thái không phải người hồ đồ nhưng là đâu việc này không thể nghe ngươi lời nói của một bên vạn nhất ngươi là tới hãm hại đâu bạch lão thái thái nói với thị hô to oan uổng thúy thúy ngươi nhưng thừa nhận ngươi cùng này tiểu tử từng có hôn ước Bạch lão thái thái chỉ vào la chí hỏi. Thúy Thúy lắc đầu. Khi còn vô nghĩa cái gì, bạch lão thái thái sớm hao hết kiên nhẫn. Đem hai người bọn họ quan phòng chất củi đi, phỏng chừng quá một hồi ngươi cửu cửu gia liền tới người, xem người sao xử lý. Bạch lão thái thái cắn răng một cái, mệnh bạch nhị tráng cùng vưu kim quế đem la gia mẫu tử quan tiến phòng chất củi. Chương 500 nuốt không dưới khẩu khí này. Bạch Đại Tráng mang theo Đại Lang không ngừng đẩy nhanh tốc độ từ Hoài Thành đuổi tới Thần Thụ thôn nhìn đến muội muội tiểu phúc viên cùng phùng chi hành đang ở trong thôn chơi đại ca tiểu phúc viên nhìn đến bạch đại tráng rất xa đón qua đi muội muội tưởng đại ca không có bạch đại tráng từ trên xe ngựa nhảy xuống một phen bế lên muội muội đã gần một ngày thời gian không có nhìn thấy muội muội ngày thường bạch đại tráng xuống ruộng hầu hạ hoa màu cũng sẽ từ sớm đến tối rất khó nhìn thấy muội muội ở thần thụ thôn không cảm thấy nhưng là một khi rời đi hoài thành chẳng sợ 15 phút không thấy được muội muội cũng so ở thần thụ thôn cường. Suy nghĩ. Tiểu Phúc Viên cười nói, rất tưởng đại ca. Mỗi lần các ca ca từ bên ngoài về nhà lưu trình chính là hỏi nàng tưởng chính mình không có, nàng mỗi lần đều phải báo lấy cười ngọt ngào nói muốn. Lưu trình tiêu chuẩn tiểu phúc viên cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tiểu cô cô, ngươi tưởng ta sao? Đại lang hỏi. Tưởng đại chất nhi tiểu phúc viên trưởng bối giống nhau sờ sờ đại lang đầu muội muội lần này đến hoài thành đi gấp không có cho ngươi mua lễ vật chờ lần sau đại ca cho ngươi bổ thượng bạch đại tráng vẻ mặt ấy nấy tiểu phúc viên lắc đầu nói không cần lễ vật trước cuộc đại ca là đi làm chính sự xem cái này phong trần mệt mỏi bộ dáng chỉ sợ liền nhị lang cùng tứ ca đều không có tới kịp thấy đâu đại ca chạy nhanh về nhà đi cha mẹ cùng nãi nãi còn đang chờ ngươi đâu tiểu phúc viên nói bạch đại tráng một phách tráng, nhưng thật ra quên mất chính sự. Nghĩ đến ninh gia muốn cùng ngủ đệ giải trừ hôn ước, bạch đại tráng liền tới khí. Nhịn không được hỏi tiểu phúc viên nói, muội muội, ngươi nói ngươi ngủ ca cùng thúy thúy hôn sự còn có thể thành sao? Chủ yếu là muội muội rất thích thúy thúy, mà thúy thúy cùng muội muội cũng hợp nhau, này hôn sự nếu là thất bại, vạn nhất ngủ đệ từ biên cảnh tìm tới một cái không hiểu tận gốc rễ cùng muội muội phạm hướng sao chỉnh. Nếu tiểu phúc viên biết đại ca đối ngũ đệ hôn sự tồn tại như vậy tâm tư khẳng định sẽ vẽ mặt bất đắc dĩ. Yên tâm đi đại ca, ngũ ca cùng thúy thúy tỷ tỷ khẳng định có thể thành thân. Tiểu phúc viên vẽ mặt chắc chắn nói. Bạch đại tráng yên tâm. Đại ca, chúng ta trở về đi, la gia người tới. Tiểu phúc viên nhắc nhở bạch đại tráng cùng nàng ở cửa thôn nói chuyện chậm trễ quá nhiều thời gian. La gia, ai là la gia? Bạch đại tráng mang theo tiểu phúc viên biên triều trong nhà đi đến biên hỏi cha, ngươi đã quên, la gia chính là thúy thúy gì cha uống rượu khi cho nàng hứa nhân gia, ta ở tri phủ khi thúy thúy gì cha không phải nhắc tới. Đại lang ở một bên bổ sung nói. Bạch đại tráng một tay ôm muội muội, một tay vỗ vỗ tráng, đuổi một đêm lộ, đầu óc đều ngốc. Hắn cha ngươi đã đến rồi. Về đến nhà, tạ xuân đào đón đi lên. Bạch đại tráng ở trên đường đã từ nhỏ phúc viên trong miệng đã biết la gia mẫu tử sự tình, trong lòng cũng không có thở phào nhẹ nhõm. Thúy Thúy cùng ngũ đệ hôn sự, mấu chốt không ở với La Gia, mà ở với Ninh Gia. Chỉ sợ trong nhà còn không biết, Thúy Thúy cha tưởng cấp ngũ đệ hối hôn. Bạch Đại Tráng đem ở tri phủ trong nhà Ninh Gia lý do thoái thác nói thẳng ra cấp tổ mẫu cùng cha mẹ. Bởi vì e ngại Thúy Thúy ở, Bạch Đại Tráng cũng không mặc mũi đem Ninh Quảng càng khó nghe nói thuật lại một lần. Trốt cuộc Thúy Thúy là vô tội, hơn nữa là muội muội đóng dấu quá thực làm cho người ta thích cô nương, vạn nhất bởi vì nàng cha sự tình chọc tổ mẫu không mau liền không hảo. Thúy Thúy vừa nghe cha thật sự muốn giải trừ chính mình cùng bạch chiêu muội hôn ước, dọa mặt mũi trắng bệch. Lão cha bướng bỉnh lên, khi liền tri phủ cửu cửu đều không bỏ ở trong mắt. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu nàng cha khăng khăng như thế, ai cũng không có biện pháp. Thúy Thúy hai mắt rưng rưng, tiểu phúc viên lặng lẽ đi qua đi giữ nàng lại, an ủi nói, Thúy Thúy tỷ tỷ đừng khóc. Chỉ sợ là Thúy Thúy cha biết Thúy Thúy tới nhà ta, trong lòng lo lắng lời nói đuổi nói rộng đi. Tạ Xuân Đào ở một bên nói. Tạ Xuân Đào trong lòng cũng kinh ngạc, nhà mình khuê nữ bị La da mắng đi rồi, không trước tiên quan tâm khuê nữ, ngược lại là khí muốn giải trừ hôn ước. Tạ Xuân. Đào không hiểu Ninh quản ý nghĩ, nhưng làm trò Thúy Thúy mặt ngượng ngùng nói thẳng. Chân thị nhìn hai mắt Thúy Thúy, cũng hỏi Bạch đại tráng, là ngươi không có đem Thúy Thúy tới nhà ta sự tình nói rõ ràng đi. Lần trước hai nhà đính hôn, Ninh Quảng tuy rằng làm người của kỹ không thích nói chuyện, nhưng nhìn ra được tới hắn lúc ấy đối việc hôn nhân này cũng rất vừa lòng. Có lẽ là bởi vì người đọc sách nhiều quy cũ, cảm thấy nhà mình khuê nữ chưa quá môn tự mình chạy đến Bạch Gia mặt mũi thượng không qua được, vì thế lấy việc hôn nhân này làm mai tử, dưới sự tức giận nói ra giải trừ hôn ước nói. Chân thị còn nghĩ nếu thật là như vậy, Bạch Gia có thể tới cửa giải thích rõ ràng. Thúy Thúy trong lòng trầm xuống, Xuân Đào Tẩu Tử cùng Bạch Gia A Thẩm đối nhà mình lão cha không hiểu biết nàng chính là thập phần biết nhà mình lão cha. Lão cha nói giải trừ hôn ước nói căn bản là không phải khí lời nói, mà là tới thật sự. Bạch Đại Tráng lắc đầu nói, hoặc nhìn không giống như là khí lời nói. Làm trò tri phủ mặt cứ như vậy nói, hơn nữa ở Lưu Hồng khuyên giải thời điểm vẫn như cũ không thuận theo không cào. Có thể nói, Ninh Quảng quả thực đánh nát Bạch Đại Tráng đối Ninh Gia ấn tượng. Nếu không phải bởi vì ngũ đệ cùng Bạch Gia một hơi, Bạch Đại Tráng lúc ấy liền muốn làm chủ đáp ứng Ninh Quảng yêu cầu. Nhà hắn ngũ đệ tuấn tú lịch sự, nhập quân như vậy trong thời gian ngắn đã lập công hai lần, càng quan trọng là phúc vinh hương chủ biểu ca. Không phải bạch đại tráng khoe khoang, liền hắn ngũ đệ này điều kiện thả ra đi, không biết bao nhiêu người nguyện ý cấp ngũ đệ kết thân. Bạch lão thái thái ngồi ở thượng đầu, nghe đại tôn tử hội báo đi hoài thành nhìn thấy nghe thấy, không giống như là khí lời nói. Bạch lão thái thái nhìn về phía Thúy Thúy. Thúy Thúy nước mắt lập tức trào ra tới. Cục kịch nói, đại tráng ca nói không sai cha ta cha ta ô ô ô thúy thúy nức nở ra tiếng nàng nhưng không nghĩ gả cho la chí trừ bỏ bạch chiêu muội không nghĩ gả cho bất luận kẻ nào thúy thúy đó là cha ngươi sao sao tưởng đem ngươi triều hố lửa đẩy ít nhiều nhị tẩu tử vưu kim quế nói ra mọi người đều tưởng phung tào nói người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới chẳng sợ cùng bạch gia giải trừ hôn ước kia la gia cũng không phải một môn hảo thân a à bạch gia đều có thể nhìn ra tới ninh Quảng nhìn không ra tới vì chính mình mặt mũi thế nhưng đem khuê nữ triều hố lửa đẩy bạch một bản lúc này đều có điểm hối hận nếu hắn sớm biết rằng ninh Quảng là cái dạng này người tuyệt đối sẽ không làm lão ngủ cùng thúy thúy đến hôn hắn nhưng không muốn cùng đẩy khuê nữ nhập hố lửa người đương thông gia thúy thúy nương sao nói bạch lão thái thái hỏi bạch đại tráng nhưng thật ra lo lắng thúy thúy không tán đồng cùng ngủ đệ từ hôn Bạch Đại Tráng đúng sự thật nói. Thúy Thúy vừa nghe lời này nước mắt lại lần nữa xuống dưới. Nàng chạy ra gia môn, lo lắng nhất chính là nàng nương. Hảo hài tử, đừng khóc, việc này không trách ngươi. Chân thị đối Thúy Thúy nói. Ta đây cha nơi đó. Bởi vì nàng cha, Bạch Gia lão ngủ cùng nàng em đẹp việc hôn nhân gặp phải từ hôn, không chỉ có như thế, còn không duyên cớ đã chịu la gia tới cửa khiêu khích. Chính là như vậy, Bạch Gia đều không có đối nàng nói ra gì khó nghe nói ra tới bạch gia đối nàng đã tận tình tận nghĩa việc này mấu chốt liền ở chỗ nàng cha nhưng là tổng không thể làm bạch gia lần nữa chịu đựng nàng cha đi nàng cha từ hôn nói đều có thể nói ra nhà ai gặp như vậy vũ nhục không tức giận thúy thúy đều cảm thấy không mặc mũi gã tiếng bạch gia nương ngày mai chúng ta đi hoài thành ninh gia cẩn thận nói nói hai hài tử việc hôn nhân chân thị tuy rằng đối bạch lão thái thái là dò hỏi ngữ khí chính là đã hạ quyết tâm bạch lão thái thái tự nhiên không có phản đối đạo lý nếu không phải thích Thúy Thúy, nàng lúc này sớm đều nuốt không dưới khẩu khí này, muốn gác nàng trước kia tính tình, không chỉ có muốn từ hôn, còn phải giống trống khua chiên đi lui. Chương 500 linh một lần này nhị tẩu có thể nói lung tung. Bạch người nhà kế hoạch hảo ngày hôm sau đi hoài thành ninh gia câu thông Bạch chưa muội cùng Thúy Thúy việc hôn nhân. Bạch một bản lén cấp chân thị nói, nếu không phải tiểu phúc viên tán thành lão ngũ cùng Thúy Thúy việc hôn nhân, hắn mới không đăng ninh gia môn. Đối với hết thảy hố khuê nữ hành vi hắn đều chướng mắt chọc chân thị đối hắn nói, cũng không thể đối Thúy Thúy sinh ra không tốt cái nhìn, để tránh ảnh hưởng đến nàng cùng lão ngũ cảm tình. Bạch một bản gật đầu, nhưng cũng tỏ vẻ Thúy Thúy cùng lão ngủ về sau thật sự thành thân, hắn cũng không cần cùng ninh gia có lui tới, để tránh hố khuê nữ cha ô nhiễm bạch gia sủng ái khuê nữ bầu không khí. Trước lấy chân thị một trận bất đắc dĩ cười. Đồng thời trong lòng thở dài, đối với những cái đó không đủ ái khuê nữ nhân gia, bạch một bản tự nhiên lý giải không được ninh quản hành vi về sau chúng ta khuê nữ việc hôn nhân, khuê nữ coi trọng người ta cử đôi tay tán đồng, khuê nữ chứng mắt người chính là lại hảo ta cũng không đáp ứng, hết thảy lấy khuê nữ ý kiến vì chuẩn. Bạch một bản làm trò chân thị mặt hạ quyết tâm. Hắn tuyệt đối không thể giống thúy thúy cha giống nhau, vì mặt mũi không bận tâm khuê nữ hạnh phúc. Buổi tối thương thảo xong đi hoài thành chương trình. Bạch đại tráng giá xe ngựa mang theo bạch lão thái thái bạch một bản chân thị cùng đi, mặt khác thúy thúy cũng đi theo cùng nhau trở về bởi vì bạch một bản luyến tiếc khuê nữ lưu tại trong nhà muốn mang theo tiểu phúc viên cùng đi còn có một cái chính là bạch một bản tin tưởng vững chắc mang lên khuê nữ sở hữu nang đề đều có thể giải quyết dễ dàng phùng chi hành ở thần thụ thôn còn không có ngốc đủ không quá tưởng trở về tưởng lưu tại bạch gia quá đoạn thời gian lại trở về vì thế bạch lão thái thái mệnh lệnh tạ xuân đào cùng thu nương tới chiếu cố phùng chi hành kia la gia mẫu tử làm sao tạ xuân đào ra tiếng hỏi nếu là tạ xuân đào không nói Bạch Gia đều đã quên còn có này hai người. Này cả ngày, hai người bị nhốt ở phòng chất củi, vưu kim quế cấp đưa qua hai chén thủy một chút ăn đều không có cấp, chỉ cần không đói bụng chết khác chết là được. Tự nhiên ngày mai trói cùng đi ninh gia. Nếu việc này liên lụy đến tam gia, la gia như thế nào có thể không ở tràn đâu. Bạch lão thái thái nói. Đại gia gật đầu. Nãy nãy, làm nhị tẩu cũng đi theo cùng đi đi. Tiểu phúc viên bỗng nhiên mở miệng nói. Vưu Kim Quế vừa nghe lời này, tinh thần tỉnh táo. Cô em chồng không bạch định bờ A, à, đây là biết nàng trói la gia mẫu tử có công, cố ý đưa ra làm nàng đi hoài thành. Nàng lớn như vậy, cũng liền lần trước chu lão thái thái sinh nhật đi qua hoài thành, còn không có hảo hảo dạo một dạo liền đã trở lại. Nàng mấy ngày nay quản gia mệt muốn chết muốn sống, phi thường muốn đi hoài thành thấu một hơi. Bạch lão thái thái chớp mắt, xem xét hai mắt Vưu Kim Quế. Cháu gái này đề nghị không tồi, Đi Ninja nói rõ là một hồi trận đánh ác liệt, có đôi khi bọn họ trưởng bối nói gì vượt qua thử thách nói có khả năng vô pháp xong việc. Lão nhị tức phụ tắc không giống nhau, gần nhất tuổi trẻ nói gì không thỏa đáng nói có thể bẻ trở về, tiếp theo là cái có thể đánh có thể xảo có thể la lối khóc lóc, đến lúc đó vạn nhất xé rách mặt chính yêu cầu như vậy một người che ở đằng trước. Nãy, làm ta đi theo đi thôi, ta hỗ trợ đè nặng la gia mẫu tử. Vua Kim Quế thấy bạch lão thái thái chậm chạp không tỏ thái độ, mở miệng chủ động yêu cầu nói một bên nói một bên triều tiểu phúc viên đưa mắt ra hiệu hy vọng cô em chồng lại hỗ trợ khuyên bảo khuyên bảo khi hành lão nhị tức phụ liền đi theo cùng đi đi bạch lão thái thái rốt cuộc gật đầu đối vưu kim quế bản hạ mặt còn không cảm ơn ngươi muội muội bạch lão thái thái đây là không có lúc nào là không ở cấp vương kim quế tẩy não a à. vương kim quế chạy nhanh đối tiểu phúc viên nói cảm ơn muội muội ta quay đầu lại đưa muội muội một đôi giày bạch lão thái thái lúc này mới sắc mặt hơi tễ còn có, nãy nãy, ta bảo đảm đến lúc đó không nói lung tung. Vua Kim Quế e sợ cho sự tình sinh biến, lại lần nữa làm bảo đảm. Chỉ là này bảo đảm cũng không có làm bạch lão thái thái cao hứng, ngược lại làm bạch lão thái thái sắc mặt trầm xuống. Vưu Kim Quế không biết chính mình sao lại đắc tội thái bà bà, chờ ra thượng phòng không ai lưu ý địa phương lôi kéo tiểu phúc viên tay hỏi, muội muội, ta đây là lại nói sai lời nói. Tiểu phúc viên cười nhạo. Ngày thường bạch lão thái thái lo lắng nhị tẩu nói lung tung, nhưng lần này đi ninh gia, bạch lão thái thái ước gì nhị tẩu nói lung tung. Nếu không cũng sẽ không đồng ý nàng đưa ra làm nhị tẩu đi hoài thành kiến nghị. Bạch lão thái thái làm trò thúy thúy mặt lại không thể nói thẳng vưu kim quế lần này đảm đương nhân vật, chỉ có thể mặt trầm xuống tương đối. Nghe xong cô em chồng giải thích, vưu kim quế chấp tay trước ngực, lập tức cười nói, nguyên lai like là làm ta chèn ép ninh gia lão cha, mùi mùi ngươi cấp nải nải nói, yên tâm đi, việc này ta tuyệt đối hoàn thành thỏa thỏa. Ninh Quảng từ nhỏ anh em vợ Lưu Hồng Gia trở lại nhà mình sau, vừa nhớ tới Thúy Thúy chưa xuất các cô nương gia chạy. Tới Bạch Gia liền khí nổi điên. Lưu Thị lo lắng Thúy Thúy, chỉ huy nha hoàng thu thập đồ vật, tính toán tự mình đi một chuyến Bạch Gia. Ngày hôm qua Ninh Quảng làm trò Bạch Đại Tráng nói kia phiên lời nói, Bạch Gia không tức giận mới là lạ. Nàng lo lắng Bạch Gia thật cho nàng gia Thúy Thúy từ hôn, nàng nhưng không hy vọng Thúy Thúy gả vào La Gia. Vô luận từ phương diện kia xem, La Gia đều không phải cái gì người trong sạch. Chính là cùng Bạch Gia từ hôn, cũng không thể cùng La Gia kết thân. Lưu Thị một hàng thu thập một hàng mắng ninh quảng uống lên hai khẩu miêu nước tiểu không làm người. Chưa xuất các nữ hài tử, xích cấp mặt trắng chạy tới Bạch Gia làm gì. Ngươi nhìn một cái ngươi dưỡng hảo nữ nhi, này nếu là truyền ra đi chúng ta ninh gia còn muốn mặt không biết xấu hổ. Ninh Quảng ngồi ở trong nhà mắng chửi người. Mắng Thúy Thúy mắng Lưu Thị. Không biết xấu hổ kia cũng là ngươi gây ra. Lưu Thị chửi, em đẹp cùng Bạch Gia đính hôn, ngươi còn nhận La Gia làm gì? Sớm tại lần đầu tiên tới cửa ngươi nên đem người đánh đi. Ta không nhận La Gia ta còn là cá nhân sao? Nhân gia bên ngoài không được nói ta ninh quản đội trên đạp dưới không nhận đã chết kết bái huynh đệ, ngược lại đi phàn phúc vinh hương chủ. Ta ninh quản là người đọc sách, ta phải muốn mặt. Ninh quản dương giọng nói. Ngươi muốn mặt. Ngươi muốn mặt liền đẩy khuê nữ tiếng hố lửa ngươi nhưng thật ra nhận la gia đương huynh đệ kia la gia đem ngươi đương coi tiền như rác bọn họ vì sao như vậy nhiều năm không xuất hiện vừa xuất hiện liền bám vào nhà ta không bỏ ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút khẳng định là cảm thấy ta huynh đệ đương tri phủ tới leo lên lưu thị dừng cảm xúc nghiêm túc cấp ninh quản phân tích ninh quản này thường sợ nhất người khác nói hắn là tri phủ tỷ phu linh tinh nói hận không thể cùng tri phủ cậu em vợ cắt sạch sẽ lúc này nghe xong lưu thị nói Lập tức bật lửa đáy lòng hỏa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tri phủ đệ đệ, người khác liền đều bám lấy ngươi. Nhiều năm như vậy, ta có dựa vào quá ngươi đệ đệ sao? Chính là Thúy Thúy cùng La Gia kia tiểu tử thành thân, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng lây dính cửu cửu gia nửa phần. Ninh Quảng Phất tay áo nói. Lưu Thị Ký tâm ngạnh, cao giọng nói, ngươi không dựa vào ta đệ đệ. Nếu không phải ta đệ đệ, ngươi này xú tính tình, nhà có thể chịu đựng ngươi cái này chủ mỏng nếu không phải ta đệ đệ, chúng ta có thể ở chỗ này thoải mái dễ chịu ở. Nhà ta nhi tử có thể thuận lợi ngoại phóng. Lưu Thị vừa nói vừa thương tâm, nam nhân nhà mình thật đúng là một chút đạo lý đều không nói. Nhà mình đệ đệ trong tối ngoài sáng giúp ninh gia nhiều như vậy, thậm chí có đôi khi vì hắn cái này tỷ phu mặt mũi đều không cho nàng đề cập, hắn thế nhưng thật cho rằng chính mình hiện tại an bình nhật tử là chính mình tránh tới. Ngươi sao không nói nguyên nhân chính là vì ngươi tri phủ đệ đệ, ta chuyện gì đều phải tránh hắn, mới cam tâm đương một cái tiểu chủ bộ. Ninh Quảng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lưu Thị Khí đã vô ngữ cứng họng. Còn có ngươi hôm nay không thể đi Bạch Gia, liền tính là bồi tội cũng là Bạch Gia cho ta Ninh Gia bồi. Bọn họ Bạch Gia là gì người trong sạch, tư tàn người khác khuê nữ. Nói không chừng Thúy Thúy chính là lúc trước cho ngươi đệ tức phụ đi bạch gia bị hạ mê hồn dược, bằng không sao nguyện ý hướng ở nông thôn xính. Ta cho ngươi nói, việc hôn nhân này ta không nhận. Ninh Quảng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, Lưu Thị biết hắn nói không thông liền không ở lý nàng, lo chính mình thu thập đồ vật, Ninh Quảng lại một tay đem Lưu Thị tay nải kéo ra. Lưu Thị cũng không phải cái nhược, trở tay đem một chén nước ngã vào Ninh Quảng trên đầu. Hai vợ chồng chính xảo thành một nồi cháo khi, tiểu nha hoàng vội vã chạy nhanh tới nói là thần thụ thôn người tới. Chương 502 ầm ỉ Ninh Gia Làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ một lát một hồi. Lưu Thị đối mặt đầy đất hỗn độn, cứ việc biết đem người lưu tại bên ngoài chờ thập phần thất lễ, nhưng cũng đành phải vậy. So sánh thất lễ, nàng càng không hy vọng Bạch Gia nhìn đến chính mình cùng Ninh quản Phu Thê Chi gian khắc khẩu trường hợp. Quá mất mặt quả thực. Ngốc sẽ chính mình hảo hảo cấp Bạch người nhà nhận lỗi là được. Ngươi chạy nhanh thu hồi ngươi vẻ mặt không tình nguyện, ta nói cho ngươi hảo hảo cấp Bạch Gia nhận lỗi còn có cứu vãn đường sống, nếu không ngươi hố không chỉ là thúy thúy, còn có thể hố hư toàn bộ ninh gia. Lưu Thị một bên cùng nha hoàng cùng nhau sốt ruột hoảng hốt thu thập, một bên dặn dò Ninh Quảng. Nàng hiện tại hận không thể đem Ninh Quảng trói lại không cho hắn ra mặt. Nhưng là không có biện pháp, hắn là một nhà chi chủ cần thiết đến ra mặt. Cái gì cứu vãn đường sống? Ta nói cho ngươi, việc hôn nhân này ta Ninh quản không thừa nhận. Bọn họ tới vừa lúc, nhân cơ hội này giải trừ Ninh Bạch hai nhà hôn ước, cũng tỉnh hai nhà lại lần nữa gặp mặt. Ninh Quảng cấp trống trống nói lưu thị khí đầu óc say xe tâm như tro tàn nam nhân nhà mình đây là hạ quyết tâm cùng bạch gia từ hôn nhưng làm sao lại không thể đem hắn đánh vượng không thấy người bạch người nhà bị nha hoàng ngăn ở bên ngoài nói làm chờ một lát lại tiếng bạch lão thái thái trong lòng trầm xuống đây là ý gì nếu không phải bởi vì thúy thúy bạch lão thái thái muốn mang người nhà xoay người liền đi người khác không sao cả nhà nàng cháu gái chính là phúc vinh hương chủ liền tri phủ nhìn thấy đều khách khách khí khí, lúc này liền đem bọn họ lượng ở bên ngoài giống cái gì. Ninh gia thật lớn cái giá A. Cùng nhà ta ngủ để đến hôm sau liền bản nhạc bãi đi lên, liền nhà ta lão tổ mẫu đều lượng ở bên ngoài, này giống lời nói sao. Nhị tổ vưu kim quế thời khắc nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, nhìn đến bạch lão thái thái sắc mặt trầm xuống, liền khai phun. Thúy thúy sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía truyền lời nha hoàng. Tiểu thư. Thái thái cùng lão gia nháo đi lên trong phòng cũng vô pháp đặt chân, nha hoàng hạ giọng ở Thúy Thúy lỗ tai bên nói. Thúy Thúy ánh mắt chuyển hướng chân thị. Nếu nói ai nhất duy trì nàng cùng bạch chiêu muội việc hôn nhân, trừ bỏ chính mình mẫu thân cùng cửu cửu, chính là chân thị. Vạn nhất cha đem bạch gia trên dưới đắc tội, duy nhất có thể tạo được cứu vãn tác dụng chính là chân thị. Chân thị cho Thúy Thúy một cái trấn an ánh mắt, đồng thời trong lòng cũng dâng lên không thoải mái. Cứ việc bạch gia nhi tử nhiều, nhưng cũng không phải giống cải trắng giống nhau từ người chọn lựa, tưởng kết thân liền kết thân tưởng từ hôn liền từ hôn đương bạch gia là gì từ ninh gia nha hoàng làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ một lát nàng liền biết chỉ sợ thúy thúy nương cùng cha náo loạn lên chân thị trong lòng tới khí bọn họ bạch gia hôm nay tới ninh gia liền không có tính toán hòa hòa khí khí nói nếu ninh gia như thế vô lý bọn họ bạch gia cũng không cần thiết lưu mặt mũi nếu hiện tại hai nhà còn có hôn ước đại gia cũng không phải gì người ngoài thông gia cùng thông gia mẫu cãi nhau chúng ta lý nên đi khuyên giải khuyên giải. Chân thị mỉm cười đối nha hoàng nói. Nha hoàng biểu tình cứng lại. Bạch lão thái thái đã mang theo bạch người nhà vào ninh gia đại môn. Bạch đại tráng trong lòng ngực ôm tiểu phúc viên, thúy thúy vẻ mặt bất đắc dĩ gắt gao đi theo. Ở trong sân là có thể nghe được lưu thị cùng ninh quản tranh chấp, bạch người nhà theo cãi nhau thanh đi vào đại khách thượng phòng. Bạch người nhà bỗng nhiên xuất hiện, Lưu Thị Kinh thiếu chút nữa cắn lưỡi, chạy nhanh dừng trên mặt sắc mặt giận dữ. Người tiếp đón bạch người nhà, thông gia tới, tiến vào ngồi. Thật sự không phải chậm trễ, mà là trong nhà đã xảy ra điểm sự tình, ta cho các ngươi nhận lỗi. Ngươi xem này đầy đất hỗn độn. Ai nha, thật không phải với. Lưu thị ngày thường nhiều nhanh nhẹn một người, lúc này nói chuyện lộn xộn, biết rõ bạch người nhà trong lòng biết rõ ràng ninh gia bởi vì Thúy Thúy cùng lão ngủ việc hôn nhân ở khắc khẩu, nhưng vẫn như cũ tưởng che giấu. Chỉ hy vọng bạch người nhà sủy minh bạch giả bộ hồ đồ không cần so đo nhưng bạch lão thái thái lại một chút mặt mũi đều không cho, nói thẳng nói, bà thông gia đừng che lấp, nói trắng ra, các ngươi biết chúng ta vì sao tới ninh gia, chúng ta cũng biết các ngươi ninh gia vì sao ở cãi nhau. Lưu thị tươi cười đông cứng ở khóe miệng, đồng thời trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nên tới tổng hội tới, liền cứ như vậy đi. Đầy đất hỗn độn, chính mình tóc còn rối tung, dù sao đều bị bạch người nhà thấy được, kia cũng không có gì hảo che lấp nhìn đến tiểu phúc viên bên người đứng hoàn hảo không tổn hao gì thúy thúy lưu thị lung tung gật gật đầu lại phân phó nha hoàng châm trà bà thông gia không vội bạch lão thái thái mang theo bạch người nhà trực tiếp ngồi xuống nói chúng ta không phải tới dùng trà là nói nói nhà ta lão ngủ cùng thúy thúy việc hôn nhân ninh quản trong lỗ mũi hừ một tiếng các ngươi bạch gia cái gọi là thuần phát biết lễ chính là đem một cái chưa xuất các nữ hài nhi giấu ở trong nhà nhà các ngươi cũng là ra quá hai cái tú tài người như thế nào liền liêm sĩ cũng không biết. Các ngươi vừa lúc tới cửa, tỉnh ta cho các ngươi đưa thiếp mời. Ninh quản không chút khách khí nói. Ninh lão gia, ngài lời này nói xóa. Chúng ta nếu là không có liêm sĩ, nên sẽ không tự mình đem Thúy Thúy đưa về nhà. Chúng ta nếu là không có liêm sĩ, cũng sẽ không nghe nói ngài đem Thúy Thúy hứa cấp la gia tới hỏi cái rõ ràng, mà là trực tiếp cấp từ hôn. Chân thị không mềm không ngạnh nói. Vốn dĩ cho rằng Ninh Quảng nhìn đến Bạch Gia tự mình tới cửa, có cái bậc thang đã đi xuống, không nghĩ tới nhìn thấy Bạch Gia như thế không khách khí. Vô luận sao nói, hiện tại hai nhà còn có hôn ước, mà Bạch Lão Thái Thái càng là trưởng bối. Ninh Quảng quá vô lý. Ai tàn Thúy Thúy? Nói giống như Thúy Thúy là chúng ta từ nhà các ngươi tiếp đi giống nhau, rõ ràng là bị chính mình thân cha bước đi, chúng ta thu lưu nàng, không nói cảm tạ nói, ngược lại là trả đũa. Nhà của chúng ta đừng nói ra hai tú tài, chính là ra hai trạng nguyên cũng làm không ra đem nữ nhi bước đến chạy vị hôn phu gia chuyện này vưu kim quế nói ra bạch lão thái thái không có nói ra nói nàng hôm nay chính là bạch gia thương bạch gia pháo tùy thời làm tốt phung hỏa chuẩn bị lưu thị nghe được bạch gia mẹ chồng nàng dâu hai mền nhũng một ngạnh nói cứu vãn nói lão gia nhà ta tính tình ngạnh chút thúy thúy ném hắn chính là lo lắng một đêm bởi vậy nói chuyện cũng đâm chút thỉnh các ngươi tha thứ hắn này một chuyến Lời này bạch lão thái thái nhưng thật ra cười lạnh, lo lắng nữ nhi hôm trước buổi tối còn có thể đối bạch đại tráng như vậy nói chuyện, còn có thể đem từ hôn nói đều nói ra. Ninh quản bị chân thị vưu kim quế mẹ chồng nàng dâu giáp công trong lòng mang theo khí, hai phụ nhân tính gì đồ vật, thế nhưng cũng dám tới giáo huấn hắn. Hắn ánh mắt rơi xuống thúy thúy trên đầu, thấy thúy thúy đứng ở tiểu phúc viên bên người tới khí. Không hề liêm sĩ, một cái chưa xuất các cô nương gia, thế nhưng không đứng ở phụ thân bên này. Với thị chỉ vào Thúy Thúy liền mắng, ta chỉ hận ta không có dưỡng ra một cái hảo nữ nhi, một cái chưa xuất các nữ hài nhi chạy đến nhà người khác, nhà chúng ta mặc đều bị ngươi mất hết. Ngươi ngược lại không biết xấu hổ làm bộ gì sự không có về nhà. Chính ngươi thiếu tự trọng, cũng đừng quái vi phụ không khách khí. Vừa nói vừa muốn duỗi tay trảo Thúy Thúy. Thúy Thúy đầu tiên là tránh ở tiểu phúc viên phía sau, bị ninh quảng hoảng sợ, chạy nhanh từ nhỏ phúc viên phía sau nhảy ra, nàng sợ nhà mình lão cha thương đến tương lai cô em chồng ngươi còn có hay không cảm thấy thẹn tâm vui sướng chạy đến hán tử gia ngươi về sau cũng đừng gả chồng cắt đi tóc đương cô tử đi mắt thấy liền phải đánh tới thúy thúy trên người bị lưu thị kéo lại lưu thị cảm thấy nay tao ninh da mặt đều mất hết thúy thúy rốt cuộc là nữ hài gia bị nhà mình lão cha làm trò bạch người nhà mặt mắng không có liêm sĩ tâm mắng nàng tưởng hán tử nàng muốn chết tâm đều có nhà một cắn liền hồi dỗi lão cha ngươi nói ta không có liêm sĩ tâm ta là ngươi dưỡng ra tới ngươi lại có cái gì mặt? Ta vì sao chạy đến Bạch gia còn không đều là ngươi bức, là ngươi ngạnh muốn nhận hạ La gia kia môn thân, ngươi vì mặt mũi mặt nữ nhi hạnh phúc đều có để ý, ta làm gì muốn để ý ngươi thể diện. Chương 503 thật sự muốn từ hôn. Thúy Thúy trước mặt mọi người phản bác Ninh quản. Ninh quản ký ngực lúc lên lúc xuống. Tuy rằng Thúy Thúy tính cách luôn luôn cương liệt, nhưng đó là đối ngoại đầu, đối hắn cái này cha chính là từ trước đến nay tôn kính có thêm. Ninh Quảng chịu không nổi như vậy Thúy Thúy. Hắn lại lần nữa nhận định Thúy Thúy bị bạch người nhà hạ hàng đầu, nếu không như thế nào đi một chuyến bạch gia liền biến thành giám đại nghịch bất đạo ngỗ nghịch phụ thân đại nhân bất hiếu nữ. Khẳng định là bị bạch gia giáo suối. Chính như La Chí hắn nương nhắc nhở như vậy, hoài thành như vậy hảo nhân gia, như thế nào tri phủ cửu cửu liền đem Thúy Thúy hứa cho nhà họ bạch như vậy người nhà quê gia, hơn nữa khi đó bạch chiêu muội còn không có tiếng quân trung cầu công danh, còn chỉ là cái hương giả tiểu tử rõ ràng ngay từ đầu phải cho thúy thúy nói chính là bạch gia lão tứ cái kia có trạng nguyên chi tài hoài thành học sinh cuối cùng lại biến thành lão ngũ khẳng định là thúy thúy đi theo hứa thị đi bạch gia bị bạch gia lão ngũ cấp mê hoặc ở hoặc là làm gì khó lường sự tình hứa thị sợ gánh trách thuyết phục lưu hồng đem thúy thúy dứt khoát hứa cấp bạch gia lão ngũ cũng liền nhà mình bà nương bị gạt cho rằng nàng kia hảo em dâu cấp tìm một môn thật tốt việc hôn nhân ngươi nhìn xem này vì bạch gia đều dám trước công chúng chống đối phụ thân về sau thật gã qua đi chẳng phải là càng không đem ninh gia để vào mắt. Ninh quản người này một chui vào rút vào sừng trâu liền phía trên, vừa lên đầu chính con trâu đều kéo không trở lại. Ai dạy xuống ngươi cho ta già mồm, ngươi đừng tưởng rằng có người cho ngươi chống lưng ngươi liền dám cho ta gọi nhịp. Ngươi một cái chưa xuất các cô nương, ở nhà nghe cha mẹ, lúc này mới hai ngày ngươi đã bị suối dục biết ngổ nghịch ta. Ninh quản khó thở, bắt lấy Thúy Thúy tay hận không thể phiến Thúy Thúy một cái tác. Thúy Thúy xảo dịu trốn rồi qua đi, ninh quản càng khí ninh gia huynh đệ người giáo dục nữ nhi ta không ngăn cản nhưng nào có ngươi như vậy đương cha không hỏi xem khuê nữ ở bên ngoài có hay không chịu tội ngược lại đối khuê nữ vừa đánh vừa mắng khuê nữ đều là trong nhà kiều kiều nữ cũng không thể đánh cùng mắng bạch một bản ngăn cản ninh quản thuận tay đem tiểu phúc viên ôm ở chính mình trong lòng ngực hắn sợ ninh Quảng điên lên đụng tới nhà mình khuê nữ giống bạch một bản như vậy đem khuê nữ đặt ở đầu quả tim thượng người tự nhiên chướng mắt ninh quản đối khuê nữ vừa đánh vừa mắng. Ta thẳng gia khuê nữ qua ngươi chuyện gì? Ninh quản ngạnh cổ nói. Như thế nào không liên quan ta sự, ngươi đánh khuê nữ liền không được, ta ở chỗ này ngươi liền không thể đánh. Bạch một bản sẽ không giảng đạo lý lớn, nhưng hắn sẽ động thủ. Ninh quản chỉ cần tiếp tục mắng thúy thúy, hắn liền tính toán động thủ. Ninh thúc, không phải ta công công ngăn đón ngươi, ngươi đánh thúy thúy chúng ta quản không được, nhưng ngươi vừa rồi bàn tay thiếu chút nữa đánh tới nhà ta cô em chồng. Ngươi có biết nhà ta cô em chồng là hoàng thượng thân phong hương chủ, ngươi vạn nhất đụng phải ta cô em chồng, đó chính là đối hoàng thượng bất kính. Vu Kim Quế ở một bên âm dương quái khí, nhìn đến Ninh quản vừa nghe nói hoàng thượng thân phong. Hương chủ lùi bước tay, cười nhạo một tiếng tiếp tục nói, các ngươi người đọc sách không phải nhất chú trọng kia gì trung quân đại nghĩa, chính là từ trên người của ngươi một chút nhìn không ra. Ở hoàng thượng thân phong hương chủ trước mặt hô to gọi nhỏ, đó là nhà chúng ta cùng ninh gia còn có hôn ước chúng ta không so đo, vạn nhất bị người có tâm thấy được trị ngươi cái đại bất kính tội lỗi chúng ta nhưng không ngăn cản. Ninh quản nghe xong lời này, quả nhiên dương mắt nhìn lại không dám tiếp tục phát tác. Được rồi. Ngươi cũng là cái người đọc sách, thế nhưng còn không bằng chúng ta quê nhà nhân gia thể diện. Ngươi sao giáo dục khuê nữ chúng ta quản không được, hiện tại chúng ta tới chính là tới nói nói hai nhà việc hôn nhân làm sao. Bạch lão thái thái gầm lên một tiếng. Nàng chịu đủ rồi ninh quản toan hũ khí. Chính mình gây ra phiền toái, lại đem khuê nữ đẩy hố. Bạch lão thái thái cùng chân thị liếc nhau, mắt lạnh nhìn ninh quản cái dạng này, bạch lão thái thái đều hạ quyết tâm, nếu ninh quản kiên trì thừa nhận cùng la gia việc hôn nhân, bọn họ bạch gia liền chủ động từ hôn. Cứ việc lại thích thúy thúy, kia cũng không thể bởi vì việc này đem bạch gia cùng lão ngủ mặt mũi đạp lên dưới lòng bàn chân. Lão ngủ là đối thúy thúy tâm nhiệt, nhưng nếu là cùng thúy thúy thành không được thân kia cũng là hắn mệnh nào có người mệnh là tưởng được đến gì phải đến gì hai nhà việc hôn nhân tự nhiên sẽ không có biến lưu thị khống chế không được ninh quản sớm đã lặng lẽ tấp nha hoàng đưa mắt ra hiệu làm nha hoàng đi tri phủ chỗ viện binh lúc này nghe được bạch lão thái thái nói lên chuyến này mục đích chạy nhanh tỏ thái độ vô luận như thế nào thúy thúy tuyệt đối không thể cùng bạch gia từ hôn hiện tại toàn thành đều ở truyền ninh gia một nữ hai hứa nếu là thật cùng bạch gia từ hôn kia thúy thúy trừ bỏ đương cô tử cũng cũng chỉ có thể gả cho la gia đây là ngài ý tưởng ninh lão gia sao nói chân thị ôn thanh nói ngữ khí thập phần xa cách cũng không hề xưng hô ông thông gia bà thông gia ta không tán đồng việc hôn nhân này ninh quảng nói này đều cùng chúng ta lão ngủ đính hôn ván đã đóng thuyền sự tình còn có hôn thư Người nói từ hôn liền từ hôn bạch một bản vừa nghe ninh quảng lời này liền nóng nảy nhà hắn lão ngủ ở trong quân đã bị mạc danh lui hôn. Khẩu khí này sao nuốt xuống? Thúy Thúy tâm lạnh nửa thanh tử. Nàng không nghĩ tới thân cha thái độ như thế cường ngạnh, liền thương lượng đường sống tựa hồ đều cấp phá hỏng. Có hôn thư cũng có thể từ hôn. Ninh Quảng nói. Thúy Thúy, đây là cha ngươi chính miệng nói muốn từ hôn. Bạch lão thái thái quay đầu đối Thúy Thúy nói, này chẳng trách chúng ta, nếu như vậy chúng ta bạch gia chỉ có thể từ hôn. Thúy Thúy nước mắt lập tức ra tới liền tính từ hôn, ta chết cũng không cần gả cho La Chí. Thúy Thúy gắt gao nhìn chầm chầm Ninh Quảng nói, ta liền đi làm cô tử đi. Lưu Thị vừa nghe Bạch Gia đáp ứng rồi Ninh quản từ hôn yêu cầu, sắc mặt hôi bại, đương trường liền đem một chén trà nhỏ bát đến Ninh Quảng trên người mắng, ngươi phát cái gì điên. Lại đối Bạch Lão Thái Thái nói, Lão Thái Thái, ngài đừng nghe hắn nói bậy, Thúy Thúy việc hôn nhân là ta cùng ta kia huynh đệ làm chủ. Bạch Lão Thái Thái ôn thanh nói, từ xưa đều là không có cha không có tộc nhân mới có thể đến phiên cửu cửu làm chủ, liền tính lần này chúng ta mặc dày mày dạng ăn và việc hôn nhân này, về sau khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện mặt khác vấn đề. Đối ngoại liền nói là chúng ta bạch gia trèo cao, chờ chúng ta trở về liền đem hôn thư lui về tới. Lưu Thị trong lòng cả kinh. Cái này lão thái thái lợi hại đâu, chẳng sợ từ hôn cũng nói rõ thái độ. Cái gọi là bạch gia trèo cao, ám chỉ việc này là ninh gia không đạo nghĩa, kết hợp bên ngoài truyền ninh gia một nữ hai gã, từ hôn thư một đưa tới ninh gia là hoàn toàn ở hoài thành vô pháp làm người. Lưu Hồng hôm nay nghĩ tắm gội. Bởi vì nhớ thương cháu ngoại gái Thúy Thúy sự tình, hắn hai ngày này vẫn luôn ở người ra la gia chi tiết. Này một tra không quan trọng, tra ra, ra la chí thế nhưng bị người lui quá thân, lại còn có cùng kỹ tử có một tư sinh tử. Lưu Hồng một bên giận giữ la gia tính kế Thúy Thúy, một bên thầm mắng ninh quảng xuẩn mắt mưu. Lưu Thị phái Nha Hoàng là ở nửa đường đón nhận Tri phủ đại nhân cổ kiệu, đem Bạch gia tới Ninh gia sự tình vừa nói. Lưu Hồng phân phó vài tiếng thuộc hạ, vô cùng lo lắng tới rồi tỷ tỷ gia ở Ninh gia cửa. Lưu Hồng đi ngang qua Bạch gia xe ngựa nghe được bên trong mơ hồ rầm rì thanh, còn tưởng rằng là Bạch gia cấp Ninh gia mang đến nhà mình dưỡng gà vịt. La gia mẫu tử ở trong xe ngựa bị bó kín mít, miệng đổ dễ lau, trong lòng hận chết Bạch gia. Khó khăn nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, tưởng liều mạng kêu cứu nhưng chỉ có thể phát ra mỏng manh rầm rì thanh. Chương 504 Ninh Gia cha mẹ muốn hòa ly. Hiện tại Thúy Thúy an an ổn ổn cho các ngươi đưa đến trong nhà tới, nếu các ngươi Ninh Gia kiên trì từ hôn, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Bạch Gia trên danh nghĩa một nhà chi chủ Bạch một bản, trong lòng ngực ôm tiểu phúc viên, cắn răng một cái đối với Ninh Quảng nói. Vốn dĩ tới hoài thành thời điểm còn nghĩ nhẫn một hơi, đem. Thúy Thúy ném xuống cha mẹ đi bạch gia sai gọi được nhà mình trên đầu. Nếu là ninh gia tiếp cái này bậc thang đâu, hai nhà hợp lực đem sở hữu sai đều đẩy đến la gia trên đầu, việc này liền cũng đi qua. Về sau hai nhà vẫn như cũ kết thân gia. Nhưng này ninh gia một nhà chi chủ ninh quản không tiếp chiêu A, à, một chút mặt mũi đều không cho bạch gia lưu A. À. Bọn họ bạch gia sao nói cũng ra cái phúc vinh hương chủ, ở hoài thành ai không cho vài phần mặt mũi A. À. Bạch một bản thấy bạch lão thái thái cùng chân thị đều đối việc hôn nhân này buông lỏng, cũng liền đáp ứng rồi ninh quản từ hôn thực xin lỗi lão ngũ, ngươi hôn sự chưa cho ngươi giữ được. bất quá nam tử hán đại trượng phu sợ gì không có vợ, chờ ngươi ở quân doanh lập công đương đại tướng quân, liền kia công chúa đều có thể thượng khởi. vì sầu một cái tiểu chủ mỏng nữ nhi, bạch một bản trong lòng cưỡng chế đối lão ngũ ấy nấy. thúy thúy thấy bạch một bản đều đồng ý từ hôn, tâm lập tức rơi vào hầm băng. nàng ngày đó buổi tối còn cùng tiểu phúc viên cùng với phùng chi hành nói hôn sau muốn cùng bạch chiêu muội cùng đi biên cảnh đâu như thế nào trong một đêm sự tình liền nổi lên biến hóa. Chính là này cũng không oán Bạch Gia A, à, là nhà mình lão cha ở Bạch Gia tới cửa dưới tình huống một chút tình cảm đều không lưu. Tiểu viên bảo, là ngươi nói ta có thể. Có thể đưa ngươi ngủ tẩu. Thúy Thúy dưới tình thế cấp bách giữ chặt tiểu phúc viên, không quan tâm nói ra. Bạch chiêu muội cho nàng nói qua, tiểu phúc viên ở trong nhà nói chuyện nhất linh nhất có trọng lượng, từ bạch lão thái thái đến mấy cái chất nhi liền không có không nghe nàng. Nếu tiểu phúc viên giúp chính mình nói chuyện, có phải hay không việc hôn nhân này còn có cứu vãn đường sống? Ninh Quảng nghe xong lời này khí thiếu chút nữa té xỉu, thúy thúy như thế nào có thể nói ra như vậy không biết liêm sĩ nói tới, một cái chưa xuất các cô nương gia thế nhưng thượng vội vàng đi đương nhân gia ngủ tẩu. Này nếu là truyền ra đi không được nói hắn Ninh Quảng giáo nữ vô phương, hắn Ninh Quảng như thế nào làm người? Tiểu phúc viên luôn luôn thích thúy thúy, nhưng nàng càng để ý lúc này người nhà. Bộ dáng này Ninh Quảng đương ngủ ca nhạc phụ, chỉ sợ về sau cũng sẽ gia trạch không yên. Thúy Thúy tỷ tỷ, ta cũng muốn cho ngươi đương ngủ tẩu, nhưng là cha ngươi không nghĩ, tiểu phúc viên vẻ mặt buồn rầu. Thúy Thúy nháy mắt thanh tĩnh, cầu bạch người nhà vô dụng, bởi vì nàng cùng bạch chưa muội có thể hay không thành xác thật không ở với bạch gia, mà ở với nàng cha. Duy nhất biện pháp chính là nàng muốn hòa thân cha cắt đứt. Ở Ninh Gia, cùng phụ thân tranh luận đều thuộc về thiên đại ngỗ nghịch, huống chi không nhận thân cha. Ở cái này một hiếu là chủ lưu tư tưởng địa phương, nàng nếu là dám khơi mào phản cha đại kỳ có thể xưng là tội nhân. Thúy Thúy quay đầu nhìn về phía Ninh Quảng, lúc này cha làm nàng xa lạ cảm thấy đáng sợ. Chỉ là hòa thân cha cắt đứt, nàng chính là liền tưởng đều không có nghĩ tới. Thúy Thúy, chính ngươi muốn gả gì dạng người ngươi liền đi tranh thủ A. À? Ngươi trông cậy vào người khác đó là không được. Ngươi xem ta đi, ta có thể gả đến bạch gia chính là dựa vào chính mình tranh thủ. Vưu Kim Quế vỗ vỗ Thúy Thúy bả vai. Nàng đã nhìn ra, kỳ thật thái bà bà cùng bà bà rất luyến tiếc thúy thúy nhưng đối với ninh quản này chết cân não lại không thể một mặt chịu đựng diệt bạch gia uy phong lúc này có thể làm cuộc diện bế tắt rót vào sức sống chính là nàng cô em chồng làm nàng tới tác dụng còn không phải là như vậy sao tiểu phúc viên cùng bạch người nhà nghe được vưu kim quế nói trong lòng nhịn không được phun tào không phải ngươi sao còn lấy tự thân trường hợp tới thuyết phục thúy thúy phản kháng nàng cha ngươi cùng thúy thúy kia có thể giống nhau sao chỉ sợ Thúy Thúy cha nếu là biết ngươi bởi vì thà rằng hy sinh trong sạch thanh danh cũng muốn tính kế Bạch Gia lão nhị mới gã đến Bạch Gia, chỉ sợ đương trường phải khí ngất xỉu đi. Bạch nhị tráng vẻ mặt hắc đứng ở Bạch Đại tráng phía sau. Vưu Kim Quế nghĩ thầm nếu không phải ở Ninh Gia, nàng sớm đều suối dục Thúy Thúy dứt khoát đi biên cảnh tìm lão ngũ tư bôn được. Chỉ cần ngươi tưởng có kia quyết tâm, ngươi là có thể gã đến Bạch Gia. Lại không phải đi hoàng cung đương hoàng hậu, việc này không có như vậy khó nàng vốn đang hâm mộ Thúy Thúy cha là cái tiểu quan, này đến ninh gia vừa thấy cũng không như thế nào sao. Trong phòng bài trí còn không bằng hiện nay bà bà trong phòng bài trí thượng cấp bậc, trong nhà nha hoàng bà tử nhưng thật ra có, nhưng rất ít, thả quần áo đều là cũ. Nếu không phải có cái tri phủ cửu cửu, Thúy Thúy gia cũng chính là hoài thành người thường gia tiểu thư. Phỏng chừng ở ăn mặc chi phí thượng còn không bằng bạch gia dư giả, vưu kim quế không gặp được bạch gia tiền, nhưng nàng đánh giá bạch tam tráng hạ nam dương một chuyến bạc làm bạch gia ở hoài thành đều có thể tấn chức giàu có nhân gia thúy thúy còn không bằng ly ninh gia đi bạch gia cơm ngon rượu say đâu cha thúy thúy cắn chặt răng nói nếu ta cùng bạch gia đã có hôn thư ta cũng đã là bạch gia người nếu ngươi khăng khăng muốn từ hôn ta liền chết cho ngươi xem thúy thúy nói xong liền phải đâm cái bàn không thể hòa thân cha cắt đứt nàng uy hiếp nàng cha bắt một phen tổng có thể đi thúy thúy mau ngăn đón. Lưu thị dọa hai chân mọc rễ, nàng phía sau nha hoàng bà tử cũng dọa đình trụ. Thúy Thúy tỷ tỷ, Tiểu Phúc Viên hô một tiếng. Mắt thấy Thúy Thúy muốn đụng phải cái bàn, bị nhị tẩu vưu kim quế chặn ngang kéo lại. Bạch lão thái thái cùng chân thị cùng nhau qua đi đỡ Thúy Thúy. Ai nha, Thúy Thúy, ngươi cũng không thể làm việc ngốc a, à, ngươi đã chết cha ngươi cũng sẽ không đau lòng ngươi, chỉ biết cảm thấy ngươi ném ninh da mặt. Vưu kim quế nói. Hỗn trướng bất hiếu nữ, thế nhưng còn dùng chết tới uy hiếp ta. Ninh quản sắc mặt xanh mét, trong lòng cũng nghĩ mà sợ Thúy Thúy cương liệt. Lưu Thị phản ứng lại đây sau, một tay đem Thúy Thúy ôm vào trong ngực, một bên khóc một bên mắng Ninh quản hồ đồ. Ngươi xem việc này nháo, bởi vì việc hôn nhân buộc khuê nữ tự sát truyền ra đi cũng không dễ nghe. Bạch một bản nói, Thúy Thúy cùng nhà ta lão ngủ vốn dĩ đến hôn định hảo hảo, ngươi lại cố tình buộc nhà mình khuê nữ đương chút anh đài. Bạch Mộc Bản nhớ tới Lương Chúc Điển Cố, chạy nhanh im miệng. Thúy Thúy nếu là Chúc Anh Đài, con của hắn chẳng phải là Lương Sơn Bá. Phi phi phi. Là hắn nghĩ sai rồi, này bi kịch cũng không thể phát sinh ở con của hắn trên đầu. Khuê nữ, ngươi chạy nhanh nói Thúy Thúy cùng ngươi ngủ ca không phải Chúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá. Bạch Mộc Bản xoa xoa khuê nữ đầu nói. Thúy Thúy tỷ tỷ cùng ngủ ca không phải là Chúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá. Tiểu Phúc Viên mồm miệng rõ ràng lớn tiếng nói. Chân thị vẻ mặt vô ngữ, nam nhân nhà mình tại đây lộn xộn dưới tình huống còn có tâm tư tưởng kia có không? Ninh Quảng vừa nghe bạch một bản nhắc tới Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài, càng là khí oai cái mũi. Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài là một đôi cái gì thứ tốt? Kháng cự cha mẹ chi mệnh, không hề liêm sĩ chi tâm, nhà ai có như vậy nhi nữ nhà ai gia môn bất hạnh. Thế nhưng còn bị người ca tụng đi lên. Ta phi. Nàng tìm chết, khiến cho nàng tìm, nàng đã chết cũng đến cấp bạch gia từ hôn, đã chết cũng đến là la gia người. Ninh Quảng nói. Lưu Thị khí mắng to Ninh Quảng, nữ nhi chết sống ngươi đều không màng. Hành. Ngươi không phải lấy cha thân phận áp nàng sao? Ta đây cùng ngươi hòa ly, ta mang theo nữ nhi hồi lưu gia, không lo các ngươi ninh gia nữ nhi. Lưu Thị thật sự là thất vọng buồn lòng. Lưu Hồng theo khắc khẩu thanh đi vào ninh gia thượng phòng, vừa vặn nghe được hắn tỷ muốn cùng tỷ phu hòa ly. Chương 505 không cho tri phủ mặt mũi. Lưu Hồng trong lòng toàn bộ đại vô ngữ nhà mình tỷ tỷ đều đã ôm tôn tử, còn muốn hòa ly có thể thấy được tỷ phu lần này sự tình làm làm luôn luôn bao dung hắn tỷ tỷ cũng chịu không nổi. Việc này truyền ra đi, nên lưu hai nhà cũng chưa mặt, nhưng Lưu Hồng lại không phải kia chờ của kỹ người, rất là có thể cộng tình tỷ tỷ khổ sở. Hòa ly Lưu Hồng không ý kiến, dù sao cũng ảnh hưởng không được hắn con đường làm quan, cũng ảnh hưởng không đến hắn hài tử việc hôn nhân nếu là nhà mình tức phụ trong bụng sắp sinh ra chính là cái khuê nữ lưu gia có cái hòa ly cô cô cũng không chịu ảnh hưởng rốt cuộc tri phủ nữ nhi vẫn là không lo gả chỉ là không biết trong nhà lão nương có thể chịu đựng được không cha ta đem cô cô cùng thúy thúy tỷ tỷ đều tiếp về nhà đi đi theo lưu hồng cùng nhau tới lưu thứ nói tuy rằng hắn còn không quá lý giải hòa ly ý tứ nhưng hắn xem dưỡng sớm đều không vừa mắt từ khi ngày đó buổi tối dưỡng nháo làm thúy thúy cùng tiểu phúc viên ngủ ca từ hôn Lưu Thứ cảm thấy cái này dượng ghê tởm hơn. Dù sao hết thảy cùng tiểu phúc viên đối nghịch người hắn đều không nghĩ dính. Đừng vội nói bậy. Lưu Hồng ngăn lại Lưu Thứ. Hắn chuyến này là tới trấn an bạch gia, tới ngăn cản ninh quản từ hôn. Tỷ tỷ hòa ly sự tình tạm thời triều hàng phía sau. Lưu Hồng bước vào ninh gia thượng phòng, nên diện bay tới một con chén trà. Đột nhiên vừa thấy, một phòng hỗn độn, tỷ tỷ ở ôm thúy thúy tức giận mắng tỷ phu, mà tỷ phu xanh mặt đứng ở một bên nhất ổn định vững chắc lại là bạch người nhà bạch lão thái thái cùng chân thị ở khuyên lưu thị bạch một bản ôm tiểu phúc viên bạch đại tráng bạch nhị tráng vẻ mặt đờ đẫn mà bạch gia lão nhị tức phụ tắc vẻ mặt xem diễn biểu tình cái này làm cho nhìn quen đại trường hợp lưu hồng thiếu chút nữa tâm ngạnh muội muội lưu thứ nhìn đến bạch một bản trong lòng ngực tiểu phúc viên trong mắt liền không những người khác cười vọt tới tiểu phúc viên bên cạnh bạch người nhà quay đầu vừa thấy tri phủ đại nhân tới Lưu Đại Nhân Ngài đã tới. Bạch một bản giống như nhìn đến cứu tinh, trong lòng ngược lại đem tiểu phúc viên gắt gao ôm, Lưu Đại Nhân gia này nhi tử không bằng A à đến đáng yêu, vừa thấy đến tiểu phúc viên liền lưu chảy nước giải, cũng không thể làm hắn ly khuê nữ thân cận quá. Cha, ta nghĩ thấu thông khí. Tiểu phúc viên bị nhà mình lão cha cô thiếu chút nữa không thở nổi, tránh thoát lão cha ôm ấp, nhảy tới trên mặt đất. Bạch một bản bất đắc dĩ, chỉ phải trơ mắt nhìn lưu thứ lôi kéo khuê nữ tay đến một bên đi chơi muội muội này gì tình huống lưu thứ cảm thấy nhà mình lão cha đối mặt bạch người nhà rất xấu hổ giúp lão cha hỏi một chút cụ thể tình huống hai nhà đang thương lượng thúy thúy tỷ cùng ta ngủ ca từ hôn sự tình thúy thúy tỷ tỷ khổ sở thiếu chút nữa đụng phải cái bàn tiểu phúc viên thanh âm rành mạch quanh quẩn ở trong phòng truyền tới lưu hồng lỗ tai lưu hồng khí thất khiếu bốc khói khí nhà mình tỷ phu không làm người đồng thời cũng nghe ra tới bạch gia đối ninh quản thập phần không hài lòng cũng động cùng Ninh gia giải trừ hôn ước tâm tư. Này nào hành? Hắn sớm đều đã quyết định cùng Bạch gia gắt gao cột vào cùng nhau, khó khăn Bạch gia lão ngũ cùng cháu ngoại gái cho nhau xem vừa mắt, này về sau lão ngũ nếu là cưới người khác, hắn một phen tâm tư chẳng phải là uổng phí. Lão ngũ đã trở thành bách phu trưởng tin tức còn mới mẻ nóng hổi đâu, hắn cũng không thể đem tới tay tìm tàn tướng quân chấp tay nhường người. Cái gì từ hôn? Lưu Hồng lấy ra tri phủ bộ tịch. Bạch người nhà một mảnh lặng im bạch một bản tưởng nói gì từ hôn ngươi không rõ ràng lắm ngươi tỷ phu làm người ngươi không rõ ràng lắm là ta yêu cầu thúy thúy lúc trước đã hứa cho la gia cho nên không thể cùng bạch gia kết thân vừa lúc ngươi cũng tới cùng bạch gia đính hôn là ngươi bảo môi từ hôn tự nhiên yêu cầu ngươi ở đây ninh Quảng nói lưu hồng thấy nhà mình tỷ phu ở bạch người nhà trước mặt một chút đều không cho mặt mũi bức bạch người nhà đáp ứng từ hôn bức thân nữ nhi đâm cái bàn bức tỷ tỷ muốn hòa ly Ninh Quảng muốn ở quan trường chính vụ thượng như vậy solo toàn trường cũng không đến mức một đống tuổi còn chỉ là một cái tiểu chủ mỏng. Người nói chuyện không tính, này việc hôn nhân là ta cấp bảo môi, tự nhiên là ta định đoạt. Lưu Hồng đối Ninh Quảng sớm đã không thể nhịn được nữa. Lão Thái Thái, Bạch Đại Ca, Bạch Đại Tẩu, ta này tỷ phu hảo không hiểu đạo lý, khí tới rồi các ngươi, ta thế hắn cho các ngươi xin lỗi. Thúy Thúy cùng lão Ngũ có hôn thư, hơn nữa hôn kỳ đều đính xuống, như thế nào có thể từ hôn đâu đối mặt bạch gia lưu hồng tư thái làm rất thấp cái này làm cho bạch người nhà thần sắc hòa hoãn một ít không phải chúng ta muốn từ hôn là nên lão gia kiên trì muốn lui chúng ta nếu là kiên trì nên nói chúng ta bạch gia ngạnh muốn trèo cao ngươi cái này tri phủ cửu cửu chúng ta bạch gia cũng là muốn mặt nhân gia chúng ta là rất tưởng làm thúy thúy đương tức phụ nhưng như vậy thông gia chúng ta nhận không nổi bạch lão thái thái tức giận nói đến nghe lão thái thái ý tứ là việc này còn có cứu vãn đường sống dù sao chỉ cần hôn thư còn ở, này việc hôn nhân liền lui không được. Cửu cửu, ta không gả cho người khác, ta liền phải gả đến Bạch Gia. Thúy Thúy ra tiếng kiên trì nói. Nương chính là cùng cha ngươi hòa ly cũng sẽ không làm ngươi gả cho người khác. Lưu Thị thấy đệ đệ tới, nói chuyện có tự tin. Mới vừa rồi nàng hòa giải ly là vì uy hiếp Ninh Quảng, lúc này thấy Ninh Quảng một chút mặt mũi đều không cho tri phủ đệ đệ, hòa ly tâm tư thật vài phần. Ninh Quảng lại lần nữa tức chết đi được, nói, hòa ly mơ tưởng. Chỉ có ta hưu thê phân. Lưu Hồng lạnh lùng nhìn về phía Ninh Quảng, nói, ta nếu là hưu rất tỷ tỷ của ta, ngươi cũng không phải ta tỷ phu. Khi ý tứ là, ta một cái tri phủ còn có thể đối với ngươi khách khí. Ninh Quảng biểu tình cứng lại. Bạch người nhà trong lòng chỉ cảm thấy thống khoái, cái này Ninh Quảng sao như vậy tử tâm nhãn. Liền không biết tri phủ cậu em vợ có bao nhiêu đại năng lượng. Hắn là tỷ phu khi tự nhiên không cảm giác được, một khi thành người xa lạ Lưu Hồng còn có thể làm hắn rơi vào hảo. Chân thị không được lắc đầu thở dài. Dù sao ta đã đem Thúy Thúy hứa cho La Gia. Ninh Quảng chỉ phải ấp úng nói nói. Lời này, không chỉ có Lưu Hồng cười, bạch người nhà cũng cười. Kia Ninh Gia. Tri phủ đại nhân ngài trước không vội. Mới vừa rồi vẫn luôn đang nói chuyện, còn có kiện lễ vật không có cấp Ninh Lão Gia đưa tới xem qua đâu. Bạch Lão Thái Thái đánh gãy Lưu Hồng nói bạch người nhà thật chú trọng, còn mang lễ vật. Lưu Hồng trong lòng một trận vui mừng. Ninh Quảng trên mặt có chứa khoe khoang, bạch người nhà nhưng thật ra biết lễ, biết chứa chấp nhà hắn khuê nữ tội lỗi, bắt đầu tìm dưới bậc thang. Bạch Đại Tráng cùng Bạch Nhị Tráng đi ra ngoài, thực mau như sách gà con giống nhau sách hai người ném tới Ninh Quảng trước mặt. Lưu Hồng thập phần kinh ngạc, hắn tới khi còn tưởng rằng Bạch Gia trong xe ngựa là gà vịt ngỗng, không nghĩ tới là hai người. Này hai người là... Lưu Hồng cảm thấy lạ mắt thực. Ninh gia lão gia khẳng định nhận thức. Bạch lão thái thái lại cười nói. Ninh Quảng sớm đã kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Này! Này! Ninh quản duỗi tay chỉ hướng trên mặt đất la gia mẫu tử. La gia mẫu tử bị trói tay chân, miệng tắc dễ lau, đối với Ninh Quảng ô ô ô thẳng kêu. Ninh lão gia, ngươi còn không biết ngươi nhìn trúng hảo con rể hảo thông gia làm gì sự đi. Vưu Kim Quế tùy tiện nói. Lời kia vừa thốt ra, người khác vưu nhưng, lưu thị ổn không được hận không thể đi lên cào hoa la gia lão chủ chứa mặt. Nếu không phải này đối la gia mẫu tử, nhà nàng Thúy Thúy còn sẽ không ở hoài thành hỏng rồi thanh danh. Ninh Quảng hít sâu một hơi, triều bạch gia trợn. Mắt giận nhìn. Bạch gia nhất định là vì giữ được cùng Thúy Thúy việc hôn nhân, trói lại hắn kết bái huynh đệ thê nhi. Chương 506 phản bác nước bẩn. Ninh Quảng âm mưu luận ở trong đầu quay cuồng. Đối bạch gia quan cảm càng không hảo hương giả nhân gia, chẳng sợ ra người đọc sách kia cũng là chưa khai hóa, may mắn ra cái hương chủ cũng không đổi được người nhà quê thô lỗ lỗ mãn. Nhân gia như vậy không xứng cùng ninh gia đương thông gia. Chí nhi. Ninh quản thấy la chí bị trói kín mít, nghĩ đến hắn chết đi huynh đệ, một trận đau lòng, ngồi sổng xuống thân mình liền phải cởi bỏ cục vào la chí trên người dây thừng. Giải xong la chí giải với thị. Lưu thị khí quả thực muốn ngất đi. Ninh quản thân thủ cởi bỏ la gia mẫu tử trên người dây thừng, này lực đánh vào quá lớn, nàng thiếu chút nữa khiên không được. Biết đến cho rằng Ninh Quảng là ở quan tâm bằng hữu thê nhi quả phụ, không biết còn tưởng rằng Ninh Quảng cùng La Gia Mẫu Tử mới là một nhà ba người. Ninh Quảng đây là trần trụi đánh chính mình mặt, căn bản liền không có đem nàng cái này kết tóc thê tử để vào mắt. Hơn nữa vẫn là làm trò người ngoài cùng tri phủ huynh đệ mặt. Nàng từ trước như thế nào liền thấy không rõ đâu. Tiểu Phúc Viên nhìn thoáng qua Thúy Thúy, Thúy Thúy sắc mặt trắng bệch, tứ chi phát lạnh. Thân cha đây là đối chính mình liền một ngoại nhân đều không bằng, nếu nói phía trước nàng còn đối thân cha còn có ảo tưởng, cảm thấy hắn là bởi vì quá mức với chú trọng hứa hẹn bất đắc dĩ làm chính mình gả cho La gia. Rốt cuộc ở Hoài Thành, đính hôn từ trong bụng mẹ việc hôn nhân cũng không ít. Tận mắt nhìn thấy đến Ninh quản đối La Chí thái độ, Thúy Thúy hoàn toàn đã chết tâm. Mới vừa rồi nàng đâm cái bàn, thân cha đều thờ ơ. Chỉ sợ biết được nàng một mình chạy đến Bạch gia sau, nàng cha liền cảm thấy nàng nhục nhã danh dự gia đình nàng đã chết phỏng chừng cha đều sẽ không tiếc hận ngược lại còn sẽ tấu thỉnh khối trinh tiết đền thờ tạo ở ninh gia từ đường đâu. Bạch người nhà lạnh lùng nhìn này hết thảy. Thúy Thúy nếu tưởng tiếp tục gã đến Bạch Gia, kia tất nhiên muốn hòa thân cha cắt đứt. Như vậy thông gia, Bạch Gia không nghĩ muốn, cũng muốn không dậy nổi. Ninh Thúc, ngươi nhân đến cho ta làm chủ, ta bị bọn họ. Bị bọn họ trói lại, ném tới phòng chất củi hai ngày, la chí trong miệng dễ lau bị trừ bỏ, rút cuộc hô hấp một nguồn mới mẻ không khí ông thông gia ngươi huynh để dưới mặt đất nhìn đâu nếu là biết bọn họ thê nhi quả phụ bị người như vậy khi dễ hắn dưới nền đất hạ cũng không an bình chúng ta này tạo gì nghiệt a à? ông thông gia ngươi nếu là không nghĩ nhận hai hài tử việc hôn nhân ngươi cứ việc nói thẳng ngươi không đáng dùng loại này thủ đoạn đối phó ngươi huynh để cô nhi quả phụ với thị nhìn thấy ninh quản tự giác có chỗ dựa liền ông thông gia đều kêu thượng chí nhi chí nhi ngươi không sao chứ ta số khổ nhi tử A, không có cha liền chịu người khi dễ A. Với thị kéo ra nhi tử trên người treo dây thừng, tỉ mỉ xem xét nhi tử có hay không bị thương. La chí trên người nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì, ác trước ngực dán phía sau lưng, quần áo cũng phá, tóc cũng tán loạn. Nhà họ bạch cũng thật tàn nhẫn A, liền như vậy trói chính mình cùng nhi tử hai ngày. La gia mẫu tử hai ngày không ăn cơm, lúc này đã đói ván đầu hoa mắt, hơn nữa hai người ở trên xe bị vưu kim quế không ít thủ đoạn nhỏ, hai người đó là vạn phần chật vật. Các ngươi bạch gia khi dễ đến cô nhi quả phụ trên đầu, nói cái gì phúc hậu nhân gia, ta xem đều là hư. Ninh Quảng đem La Chí đỡ lên. Lưu Hồng đồng dạng mắt lạnh nhìn Ninh Quảng cùng La Gia mẫu tử. Kết hợp bạch gia biểu hiện, trong lòng tưởng tượng liền minh bạch, chỉ sợ này La Gia mẫu tử đi thần thụ thôn nháo sự đi. Hắn nói đi, làm thuộc hạ mãn thành tìm đôi mẹ con này đều không có tìm được, nguyên lai người chạy tới thần thụ thôn. Ninh lão gia, chúng ta liền khi dễ này cô nhi quả phụ, ngươi tưởng làm sao? Ngươi tự cấp bọn họ bên vực kẻ yếu phía trước, không bằng hỏi một chút bọn họ làm gì. Vưu Kim Quế vỗ vỗ tay nói. Người là nàng bó, hai ngày này nàng chỉ cấp này mẫu tử mấy ngụm nước treo, lão chủ chứa trên người xanh tím cũng là nàng xuống tay ninh. Ai làm nàng dính líu nhà mình cô em chồng? Nói cái gì gặp được nhà mình cô em chồng mới xui xẻo bị trói. Nhà nàng cô em chồng chính là cẩm lý là phúc tinh, sao có thể cho phép người khác như vậy bôi nhọ? Làm gì? Khẳng định là này lão chủ chứa đi thần thụ thôn tuyên dương ngươi một nữ hai hứa bôi nhọ nhà ta khuê nữ, làm bạch gia chủ động từ hôn, còn có thể làm gì? Lưu Thị nhìn chầm chầm ninh quản cười lạnh. Nàng nam nhân căn bản liền trong lòng biết rõ ràng, chỉ là quyết giữ ý mình không muốn tin tưởng thôi, người khác đưa tới trong tay bậc thang cũng không biết hạ, liền một mặt bận tâm chính mình mặt mũi. Hại người lại hại mình bọn họ quả quyết làm không ra việc này ninh quản dứt khoát giữ gìn nói lưu thị khí chết khiếp nam nhân nhà mình vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng cũng không phải một hồi hai lần bạch người nhà nghe nói cũng không được lắc đầu thở dài đồng thời lại đồng tình thúy thúy nếu thúy thúy thật gã đến nhân gia như vậy kỳ nhật tử khẳng định giống dầu chiên giống nhau gian nan bà thông gia ngươi lời này nói xóa nhà các ngươi một nữ hai có lẽ là không phải thật sự việc này nháo toàn thành đều biết vì bảo vệ Thúy Thúy thanh danh, tự nhiên chỉ có thể làm Thúy Thúy cùng Bạch Gia từ hôn, sau đó thừa nhận cùng nhà ta chí nghi việc hôn nhân, rốt cuộc nhà ta mới là trước kết thân. Với thị thấy Ninh quản hướng về nhà mình, kiên cường lên. Dù sao đã tới rồi hoài thành, Bạch Gia Tổng sẽ không lại đem chính mình trói đi thôi. Lưu Thị bị này một tiếng bà thông gia kêu tâm ngạnh. Cho nên các ngươi liền đi thần thụ thôn bại hoại ta thanh danh. Thúy Thúy căm giận nhiên nói, ở hoài thành bại hoại ta thanh danh còn chưa đủ, còn đi thần thụ thôn bại hoại các ngươi không phải tưởng buộc ta thừa nhận cửa này thân sao ta cố tình không bằng các ngươi ý ta liền giảo tóc đương cô tử đi ta cũng bất hòa các ngươi la gia kết thân thúy thúy ngươi lời này nói sai rồi ngươi thanh danh nơi nào là chúng ta có thể bại hoại rõ ràng là nhà ngươi một nữ hai hứa tạo thành nếu ngươi cửu cửu không có làm chủ đem ngươi hứa cấp bạch gia ngươi thanh danh sao có thể bại hoại với thị ý đồ đem nồi ném cấp lưu hồng lưu hồng ngồi ở thượng đầu khí sắc mặt xanh mét La gia mẫu tử tự nhiên không có gặp qua tri phủ đại nhân, lúc này còn không biết cùng bạch một bản ngồi một khối người là Lưu Hồng. Húng chi Lưu Hồng hôm nay nghỉ tắm gội cũng không có mặt quan bào. Không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen. Ngươi cũng xứng đề ta huynh đệ. Thúy Thúy cùng Lưu Thị cùng kêu lên nói. Câm miệng, đừng xảo. Hiện tại tam gia đều ở, hôm nay lập tức cùng bạch gia từ hôn, một lần nữa cùng la gia kết thân. Ninh quản ra tiếng nói. Thúy Thúy khí vô ngữ cứng họng. Với thị giống đấu thắng gà trống giống nhau nhìn Bạch Gia cười lạnh. Ninh lão gia, ngươi cũng là cái người đọc sách, thế nhưng bị cô nhi quả phụ chơi xoay quanh, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là tiểu tử này cha, nếu không nào có thân cha không hướng về nhà mình khuê nữ. Bạch Gia đại pháo vưu kim quế khai hỏa, một bên nói một bên che miệng suy cười nhạo. Ngươi, Ninh Quảng sắc mặt xanh mét, đây là hắn kết bái huynh đệ thê nhi hắn tự nhiên muốn xem cố coi chừng cũng không thể là như thế này coi chừng a à, ta xem vị này đại nương trang điểm trang điểm cũng không tính lão chẳng lẽ là ninh thúc ngài cùng nàng có gì không đủ người ngoài nói chuyện này vưu kim quế kéo dài quá âm cuối nếu không việc này nói ra đi làm cho cả hoài thành người tới nói nói xem có phải hay không như vậy một chuyện không thể không nói không chỉ có vưu kim quế thậm chí lưu hồng đều có như vậy nghi hoặc đánh rắm làm càng với thị cùng ninh quảng đồng thời ra tiếng. Ninh quản quả thực phải bị Vưu Kim Quế khí hôn mê đầu, hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, tuyệt đối chịu không nổi bậc này bôi nhọ. Cùng kết bái huynh đệ quả phụ có một chân loại này lên án, là muốn cho hắn thắt cổ lên án. Với thị cũng chịu không nổi, nàng một cái quả phụ lôi kéo nhi tử trường như vậy đại, già rồi già rồi thế nhưng bị người bôi nhọ trong sạch. Ngươi sao như vậy ác độc? Ta một cái quả phụ nhân gia, ngươi thế nhưng bôi nhọ ta trong sạch. Với thị hận không thể ăn Vưu Kim Quế lời này nếu là truyền ra đi nàng còn có mặt mũi. Có thể thấy được ngươi cũng biết nữ tử thanh danh có thể giết người, ngươi chỉ lo chính mình thanh danh, lại không màng thúy thúy. Chân thị nhàn nhạt nói. Xem ra dao nhỏ không cắt ở chính mình trên người liền không biết đau. Cục đá rớt ở chính mình trên chân biết nhảy. Chương 507 đại xoay ngược lại. Vưu kim quế ma pháp đối ma pháp thực dùng được. Đánh với thị cùng ninh quảng á khẩu không trả lời được. Bạch lão thái thái không được gật đầu, nhìn về phía tiểu phúc viên ánh mắt càng thêm nhu hòa, vẫn là tiểu cháu gái có mưu trí, biết đem vưu kim quế mang đến. Ngày thường vưu kim quế quản không được miệng nói bậy làm nàng đau đầu, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng phái thượng như vậy đại công dụng. Có thể thấy được chỉ cần dùng đối địa phương vưu kim quế tác dụng cũng rất lớn. Vưu kim quế biết chính mình dỗi ninh quản cùng với thị nói nổi lên tác dụng, trong lòng phi thường cao hứng. Nàng hôm nay lập công lớn, không có làm bạch gia ở miệng thượng có hại, nàng tính toán chờ sự tình hiểu biết ở cầu một cầu cô em chồng, làm cô em chồng giúp nàng cấp thái bà bà cùng bà bà nói một câu nàng muốn đi thu thập cửa hàng đánh trang sức, tưởng hảo hảo dạo một dạo hoài thành. Đến nỗi bạch nhị tráng từ đầu đến cuối mặt đen, nàng đã không bỏ trong lòng. Nếu là lưu đại nhân bảo môi, việc này trừ bỏ chúng ta nên bạch hai nhà, còn muốn xem lưu đại nhân ý kiến. Bạch một bản quay đầu nhìn về phía lưu hồng. Dù sao cũng là tri phủ, tất yếu tôn trọng vẫn là yêu cầu cấp. La gia mẫu tử vừa nghe ngồi ở thượng đầu mặt đen nam nhân là Lưu Đại Nhân, nhịn không được nhìn qua đi. Lưu Đại Nhân. Hoài Thành có mấy cái Lưu Đại Nhân? Tự nhiên là Ninh quản Tiện Nghi muội Phu, Hoài Thành một tay tri phủ Đại Nhân. La Chí Triều một hơi, hắn một cái đồng sinh thấy lớn nhất quan chính là Lý Chính. Ngày thường nghe nói Thúy Thúy Cửu Cửu là tri phủ Đại Nhân không cảm thấy, đãi. Thật gặp được trong lòng lại kinh lại khủng. Đồng thời càng thêm kiên định phải làm Ninh gia con rể, không quan tâm thúy thúy thanh danh hư không hư chờ thành thân hắn chính là tri phủ đại nhân ngoại sinh nữ tế ở hoài thành ai không bán hắn vài phần mặt mũi hắn thậm chí đều tính toán hảo chờ cùng thúy thúy thành thân sau liền thắt tri phủ đại nhân mặt mũi đi hoài thủy thư viện đọc sách với thị đồng dạng biết là tri phủ đại nhân sau trong lòng hoảng sợ mới vừa rồi chính mình còn luôn miệng nói thúy thúy thanh danh đều là này lưu đại nhân hủy bất quá cái này tri phủ đại nhân hẳn là cũng là cái hảo tính tình đi Mới vừa rồi Ninh quản như vậy nói chuyện, hắn không cũng nhịn xuống. Dù sao Thúy Thúy hiện tại thanh danh cũng hủy hoại, Bạch Gia lại thương nghị muốn từ hôn, về sau Thúy Thúy trừ bỏ có thể gả cho La Chí còn có thể gả cho ai. Bọn họ La Gia là có thể cùng tri phủ đại nhân phàn thượng quan hệ, về sau quê nhà cũng không tính toán trở về, liền ở hoài thành sinh hoạt. Nghĩ đến này, với thị khóe miệng treo lên một mặt cười. Nàng cửu cửu, mới vừa rồi xin lỗi, thật sự là ta này cô nhi quả phụ đến thế nhi tử suy xét, vừa nghe nói cùng Thúy Thúy việc hôn nhân không tính nữa trong lòng hốt hoảng lung tung nói lời nói. Với thị nhưng thật ra cái coi được giảng được, chủ động cấp Lưu Hồng nói lên lời hay. Bị Lưu Thị phi một tiếng hóa ở trên mặt. Lưu Hồng nhịn thật lâu ngu xuẩn cố chấp tỷ phu, đồng dạng cũng đã nhẫn la gia mẫu tử thật lâu, hắn đánh tiểu cũng là cô nhi quả phụ, chính mình nương tuy rằng có đôi khi cũng không nói đạo lý, nhưng lại biết dạy dỗ chính hắn tranh đua mọi việc dựa vào chính mình. Lưu Hồng đối la gia mẫu tử một ánh mắt cũng không có cấp, càng không có đi xem người khác, ngược lại triều tiểu phúc viên vẫy tay, tiểu phúc viên lộc cộc chạy đến Lưu Hồng bên người. Lưu Hồng một tay đem tiểu phúc viên ôm đến đầu gối, hỏi, tiểu viên bảo ngươi nói xem, ngươi thúy thúy tỷ tỷ thích không thích hợp gả cho ngươi ngủ ca. Thích hợp. Tiểu phúc viên đúng sự thật trả lời. Chính là hắn không thích hợp đưa ngủ ca nhạc phụ. Tiểu phúc viên chỉ hướng ninh quản. Nếu lưu đại nhân như vậy hỏi, nàng cũng chỉ đến đúng sự thật trả lời. Không thích hợp vừa lúc có thể từ hôn, Ninh Quảng cảm thấy bạch gia này tiểu nha đầu rất cơ linh. Tri phủ đại nhân, nhi nữ việc hôn nhân như vậy đại sự tình, ngươi hỏi một tiểu nha đầu. Với thị nhịn không được nói. Liền cái này cơ linh tiểu nha đầu, một đôi trong suốt mắt to nàng nhìn sợ hãi, phản phất đem nàng trong lòng sở hữu tâm tư chiếu ra tới. Ở thần thụ thôn cùng nàng nói chuyện khi nàng liền cảm thấy không dễ chịu. Là chỉ thấy tiểu phúc viên mở miệng nói chuyện, sợ tới mức triều với thị bên người nhích lại gần e sợ cho tiểu phúc viên trong túi lại toát ra một con rắn ra tới này tiểu nha đầu thoạt nhìn phúc hậu và vô hại hắn tổng cảm thấy quá tà môn gặp được nàng hắn cùng nương liền không có gì chuyện tốt phát sinh tâm miệng hắn là quan ngươi là dân ngươi gặp quan không quỳ đã là thiên đại tội lỗi còn cho phép ngươi nói như vậy lời nói bạch lão thái thái mắng với thị lại không cho là đúng đều phải đương thân thích nơi nào còn dùng quỳ ngược lại là bạch gia, một hộ nông gia, cũng không biết sao vào tri phủ đại nhân mắt. Ngay sau đó lẩm bẩm nói, các ngươi vẫn là nông hộ cũng không có quỳ. Không chỉ có không quỳ, bạch gia đương gia nam nhân còn cùng tri phủ đại nhân bình đẳng đối thoại đâu. Làm càng. Đây chính là hoàng thượng thân phong hương chủ, chúng ta tri phủ đại nhân cùng hương chủ nói chuyện, nơi nào đến phi ngươi sen mồm. Lưu Hồng một vị đeo đao cấp dưới vào được, Viết mắt một cái với thị. Khi thoáng nhìn, làm với thị trong lòng run rẩy mấy cái trong lòng nổi lên không hảo dự cảm này tiểu nha đầu thế nhưng là hương chủ đại nhân người mang đến cấp dưới đối lưu hồng chắp tay lưu hồng gật gật đầu đem tiểu phúc viên từ đầu gối buông xuống bạch một bản thuận tay tiếp nhận ôm tới rồi chính mình đầu gối tỷ phu ngươi khăng khăng muốn nhận hạ la gia việc hôn nhân này ta cũng không phản đối hiện tại cho ngươi xem xem ngươi một lòng thưởng thức con rể rốt cuộc cho ngươi bao lớn kinh hỉ la Gia mẫu tử tim đập như cổ. Bạch người nhà an an ổn ổn ngồi ăn dưa, tuy rằng bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng lại biết Lưu Hồng nhất định khai cuộc ra la Gia khó lường sự tình. Cấp dưới triều Lưu Hồng hơi hơi không người, tay vừa nhất, dương giọng nói, người dẫn tới. Ngay sau đó, ở la da mẫu tử trợn mắt há hốc mồm trung, một cái không thi phấn trang tuổi trẻ phụ nhân ôm mới vừa sẽ đi Nam Hài đi đến. La Chí Kinh thiếu chút nữa tìm cái khe đất chui vào đi với thị cũng không có hảo chạy đi đâu. Xem diễn bạch người nhà lúc này nào còn có không rõ, hợp lại này tiến vào hai mẹ con là la chí thê nữ không thành. Cha hắn, ngươi cái lòng dạ hiểm độc, ngươi không phải nói tốt muốn tiếp chúng ta hai mẹ con về nhà sao. Nguyên lai là tưởng bỏ vợ cưới người khác. Tuổi trẻ phụ nhân đem hài tử triều trên mặt đất một phóng, đối với la chí liền chất vấn. Bỏ vợ cưới người khác. La gia mẫu tử sợ ngây người, này kỹ tử phát cái gì thần kinh, nàng phong trần trung nữ tử tưởng tiếng la gia nhóm đương thiếp đều là tội lỗi, như thế nào còn vọng tưởng đương la chí thê. Ai là ngươi hài tử cha? Ngươi mạc nhận sai người. Nhà ta chí nhi chính là mới vừa thi đậu đồng sinh, sao có thể cùng ngươi có nhi tử, ngươi nhìn một cái ngươi tuổi tác đều có thể đương hắn nương, ngươi nhưng đừng bôi nhỏ con ta. Với thị tim đập như cổ, dùng ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, này kỹ tử là lưu hồng tìm tới. Trong lòng hạ quyết tâm, cắn chết không nhận nô không có nhận sai người, ta cùng La Lan thiệt tình yêu nhau. Tuy rằng ta xuất từ phong trần, nhưng La Lan không chê tự mình cho ta viết hôn thư kết làm vợ chồng, nói tốt về nhà liền lấy bạc tới chuột chúng ta mẫu tử. Tuổi trẻ phụ nhân nói nói vành mắt đỏ, chẳng lẽ La Lan về đến nhà có gì khó xử? Là bạc không đủ vẫn là cảm thấy ta xuất từ phong trần bà bà không dung. Ngươi nói bậy. Ai cùng ngươi kết làm vợ chồng? La Chí thập phần kinh hoảng. La Lan hiện tại ngại xanh xuất từ phong trần, nhưng La Lan không thể không nhận nhi tử. Còn có, đây chính là La Sinh tự tay viết viết hôn thư. Còn có ngươi vòng cổ cũng ở nhi tử trên cổ. Kêu xanh tuổi trẻ phụ nhân triển khai trong tay hôn thư, lại chỉ chỉ tiểu nam hài trên cổ màu bạc vòng cổ. Ninh quản đầu tiên là còn không tin, chỉ cho rằng người này là Lưu Hồng tìm tới diễn kịch, nhưng nhìn đến kia màu bạc vòng cổ tinh vài phần. Bởi vì cái này vòng vẫn là la chí lúc mới sinh ra, hắn đi uống rượu mừng cầm lưu thị vòng tay đánh một cây vòng cổ đương hạ lễ. Chương 508 nhận thân trường hợp. Đây là sao hồi sự? Làm trò bạch người nhà cùng tri phủ cậu em vợ mặt, Đinh Quảng còn muốn nghe xem La Chí giải thích. Hắn trong lòng còn tồn tại ảo tưởng, La Chí hay là bởi vì mềm lòng lương thiện, xem này kỹ tử so La Chí tuổi đại không ít, nàng đứa nhỏ này chẳng lẽ là La Chí cùng trường hài tử, La Chí xuất phát từ đồng tình trợ giúp đối phương, do đó bị đối phương cuốn lên. Loại chuyện này rất khó nói, trước cuộc hắn năm đó đọc sách khi, cùng trường Chi Giang phát sinh cùng loại sự tình hắn cũng lượt có nghe thấy. Chiếu cố cùng trường Thê Nhi là thực bình thường sự tình, hắn hiện tại không cũng bởi vì kết bái huynh để duyên cớ đối la gia mẫu tử thập phần coi chừng, thậm chí tình nguyện lui nữ nhi cùng bạch gia hôn sự, cũng muốn thành toàn đối la gia lúc trước ưng thuận lời hứa. Chẳng sợ cái kia lời hứa lúc ấy nói thời điểm chỉ là một hồi vui đùa lời nói. Ông thông gia, ngài nhưng đừng bị cái này kỹ tử lừa a. À không biết nơi nào chạy tới liền tưởng hoa thượng nhà ta chí nhi. Với thị dành trước mở miệng. Với thị lời này không chỉ là tưởng lừa ninh quản, mà là nàng trong lòng chính là nghĩ như vậy, nàng nhận định nhi tử là bị sanh lừa. Nàng nhi tử lớn lên nhất phái trời quan trăng sáng, lại là đồng sinh, về sau tiền đồ rộng lớn đâu. Này kỹ tử chính là hướng về phía điểm này, không biết sử gì thủ đoạn mê hoặc nhi tử. Cũng may nhi tử ở nàng thuyết giáo hạ thực mau thanh tĩnh, nguyện ý cùng thúy thúy kết thân. Chỉ là này kỹ tử liền tôn tử thế nhưng bị tri phủ đại nhân cùng nhau cấp bái ra tới, nàng có thể làm chính là không thừa nhận. Ninh thúc, nàng gạt ta. Ta không quen biết đứa nhỏ này, la chí chết cắn không thừa nhận. Chỉ cần hắn không nhận, lại có thể như thế nào? Một cái kỹ tử, còn tưởng tới cửa đương hắn thê tử. Nếu là như thế này lòng tham, hắn liền hài tử đều không thừa nhận. Khi hôn thư chết cắn là giả tạo, đến nỗi kia vòng cổ, tương đồng vòng cổ có rất nhiều, ai có thể kết luận là của hắn. Ta có hôn thư, còn có vòng cổ làm tính vật, ngươi nương hai này không khẩu bạch nha liền tưởng bôi nhọ ta. Ai không biết các ngươi đánh gì chủ ý, không phải tưởng buông tha ta cùng hài tử leo lên nhà cao cửa rộng. Xanh ném trong tay hôn thư gần từng chữ một nói, ngươi không thừa nhận này hôn thư không nghĩ nạp ta đương chính thê ta nhận, nhưng ngươi không thể không nhận chúng ta nhi tử. Hắn chính là ngươi trưởng tử, ngươi đã nói muốn tiếp hắn về nhà nhận tổ quy tông. Xanh hài tử nhìn đến như vậy nhiều người sớm đã dọa chui vào mẫu thân phía sau đi, xanh đem hắn từ sau lưng lôi ra tới đẩy đến la chí trước mặt. Kêu cha, đây là cha ngươi. Hài tử nhìn trước mắt người trẻ tuổi, đem nương dạy cho chính mình nói toàn bộ đều quên mất, dọa bay thẳng đến sau trốn. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi gì thân phận. Ngươi ở phong nguyệt tràng nhìn thấy nam nhân nhiều đi, đứa nhỏ này như thế nào bảo đảm là nhà ta chí nhi. Ngươi nơi nào tìm tới đứa con hoang bôi nhỏ nhà ta chí nhi với thị không cam lòng yếu thế này tôn tử là nhi tử cốt nhục nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng nàng không phải không cần tôn tử chỉ là trước mắt giai đoạn tự nhiên nhi tử quan trọng nhất chờ đến nhi tử hôn nhân đại sự chấm dứt nàng lại đem này tôn tử tiếp về nhà chính thức nhập gia phả đến nỗi cái này xanh phía trước còn muốn cho nàng nạp vào cửa làm tiểu đương nàng trợ thủ đắc lực sát một sát thúy thúy uy phong hiện tại tới xem tuyệt đối không thể tiến la gia môn nàng hận chính mình lúc ấy e ngại tôn tử, tâm quá từ không có việc trừ xanh. Bạch người nhà cùng Lưu Tri phủ lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, Lưu. Thì ông Thúy Thúy cũng trầm mặt không nói. Nháo đi. Nàng tưởng, tốt nhất nháo ninh quản xuống đài không được mới hảo. La Chí, đây chính là ngươi nhi tử. Trời xanh tại thượng, ngươi uổng làm cha, ngươi không sợ xét đánh. Xanh một tay nắm chặt nhi tử, một tay chỉ vào La Chí chất vấn. La Chí né tránh, muốn học máu nói, ai là ngươi nhi tử cha? Nơi nào toát ra tới con hoang? Xanh nhìn quen phong nguyệt trong sân nam nhân vô tình, cũng biết lúc trước la chí cùng nàng lại là minh ước lại là đệ hôn thư đều là hư tình giả ý, càng không tin hắn về nhà sẽ tiếp nàng vào cửa. Nhưng là lúc này chính tai nghe được la chí không nhận nhi tử, xưng hô chính mình nhi tử vì con hoang, trong lòng vẫn như cũ lấy máu. Vô luận như thế nào nhục nàng mắng nàng đều được, nhưng là như vậy toàn phương vị bôi nhỏ nhi tử lại không được nàng nhưng không nghĩ nhi tử về sau ở phong nguyệt trường hợp đương quy nhi, nàng muốn nhi tử chính đại quang minh vào la gia gia phả, về sau muốn đọc sách phải làm cái trong sạch người đứng đắn. Ngươi dám thề với trời này không phải ngươi nhi tử. Ngươi dám đối với tổ tông bài vị thề này không phải ngươi nhi tử. Xanh cười lạnh nói. Ngươi nhi tử lúc sinh ra ngươi chính là ông quá hắn, ngươi đều đã quên. Ngươi còn cho hắn nổi lên tên, nói hắn là tháng 6 sinh ra kêu hắn tiểu lục, hắn cùng ngươi giống nhau đều ở trên đùi có viên màu xanh lơ chí. Kêu tiểu lục hài tử tránh ở xanh phía sau, nơi này người làm hắn sợ hãi, đặc biệt là nương chỉ vào kia đối mẫu tử làm hắn sợ nhất. Tiểu lục quả thực dọa khóc, mang nước mắt mắt to vừa chuyển, thấy được tiểu phúc viên. Toàn bộ nhà ở, chỉ có cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn hiền lành. Tiểu phúc viên thấy tiểu lục nhìn chầm chầm nàng xem, một đôi ngập nước mắt to thập phần đáng thương, vì thế từ bạch một bản đầu gối nhảy xuống, đi vào tiểu lục bên người lặng lẽ kéo hắn tay. Không sợ. Tiểu phúc viên từ trong túi móc ra một phen kẹo đậu phộng đưa cho tiểu lục. Tiểu lục lau một phen đôi mắt, nắm đường. Tiểu tỷ tỷ thật tốt. Ngươi nhìn xem tiểu lục, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi ôm quá nhi tử. Tiểu lục chính đem tiểu phúc viên đưa cho hắn hạt thông đưa tới trong miệng, bỗng nhiên bị mẫu thân một phen đẩy đến la da mẫu tử trước mặt. Trong tay kẹo đậu phộng rãi, tiểu lục qua qua khóc lớn lên. Khóc thở hỗn hển bạch người nhà thập phần không đành lòng, sôi nổi lắc đầu. Ngươi nơi nào tới con hoa ngươi rõ ràng, ngươi mơ tưởng vu oan đến ta nhi tử trên đầu. Với thị khí cắn răng, nàng lúc này cũng không nghĩ nhận cái gì đại tôn tử, chỉ nghĩ đem trước mắt hai mẹ con người tại chỗ biến mất. Ô ô ô! Qua qua oa, tiểu lục khóc lớn hơn nửa thanh, đôi mắt nhìn về phía tiểu phúc viên. Đừng dọa hài tử! Chân thị nhịn không được ra tiếng nói. Trợn mắt nói dối, ngươi còn không biết xấu hổ nói không phải chính mình tôn tử, ngươi muốn hay không làm ngươi nhi tử rải phao nước tiểu ngươi chiếu chăm sóc, đứa nhỏ này mặt mày cùng ngươi nhi tử một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Vương Kim Quế che lại miệng suy cười nhạo đối với thị nói. Xác thật, kia hài tử mặt mày cùng la chí thập phần tưởng tượng, chỉ cần không hạt đều có thể nhìn ra tới. La chí mặt mũi quét rác. Với thị quả thực khí điên rồi. Này không phải ta nhi tử. La chí một tay đem tiểu lục đẩy ra, la chí cùng phong nguyệt trường hợp kỹ tử gian diếu không chỉ có gian diếu còn nhiễm ra một cái hài tử ra tới hơn nữa xuẩn chính là hắn thế nhưng còn cùng cái này kêu xanh kỹ tử có hôn thư ninh quản lại là cái gàn bướng hồ đồ người lúc này cũng nhận rõ hiện thực la chí hoảng loạn biểu tình với thị căn cứ vào phủi sạch biện giải này tuyệt đối không có khả năng là tri phủ cậu em vợ tìm người sắm vai không thể không nói ninh quản của kỹ là đối xử bình đẳng ở cái này bị đại bộ phận người cho rằng đi dạo phong nguyệt tràn gần là người đọc sách phong lưu thể hiện không tính đạo đức tỳ vết bầu không khí hạ, hắn lại trước nay không đi bậc này địa phương, cũng coi đi loại địa phương này người đọc sách vì sỉ nhục. Cho nên xanh trong tay hôn thư, hài tử trên cổ vòng cổ, lập tức tựa như đem ninh quảng kéo vào trời đông giá rét, cả người tựa như sương đánh trà tím giống nhau uể oải yếu xìu. Không nghĩ tới, hắn một lòng coi trọng kết bái huynh đệ cô nhi thế nhưng là như thế này bất kham người. Không nghĩ tới, hắn một lòng muốn hứa hẹn hôn ước thế nhưng công nhiên làm hắn bêu xấu. Hơn nữa vẫn là ở nhà họ bạch người trước mặt, là hắn chướng mắt muốn từ hôn nhân gia trước mặt, xé nát mặt mũi. Trong phòng cải cọ ồn ào nhận thân trường hợp. Ninh quản trên mặt hoàn toàn không nhịn được. Chương 509 chọc phá hy vọng. Lưu thị vỗ vỗ thúy thúy tay, ngồi xuống chân thị bên người. Sau đó đầy mặt tươi cười phân phó nha hoàng thượng trà, nói rõ uống trà xem diễn. Xem ai diễn? Trừ bỏ la gia, chính là Ninh Quảng. Ninh Quảng nhìn đến Lưu Thị mãn nhãn châm chọc, trong lòng hối lấy máu. Hắn vạn lần không ngờ La Gia thế nhưng cho hắn tới này vừa ra. Trước mặt mọi người vả mặt A. À. La Chí, ngươi nói thật, đôi mẹ con này rốt cuộc có phải hay không ngươi thê nhi? Ninh Quảng chỉ vào xanh cùng hài tử. Cứ việc hắn đã. Biết được chân tướng, nhưng vẫn như cũ hy vọng từ La Chí trong miệng chính miệng thừa nhận. La Chí không dám thừa nhận chẳng sợ sự thật bại ở trước mặt, cũng không muốn thừa nhận. Với thị càng không muốn thừa nhận. La đại tẩu, la chí không nói, vậy ngươi tới nói. Ninh quản một khi bướng bỉnh tính tình đi lên, không chỉ có đối bạch gia khó chơi, đối đãi la gia mẫu tử giống nhau khó chơi. Cái kia, với thị cấp tráng đổ mồ hôi. Lúc này trong lòng hận chết xanh, nếu không phải cái này kỹ tử bỗng nhiên xuất hiện, như vậy hiện tại Thúy Thúy đã cùng bạch gia từ hôn, đã ván đã đóng thuyền là nàng la gia con dâu. Cái này kỹ tử đã hỏng rồi nàng Nhi tử hai khởi hôn sự, một cái là quê quán tài chủ, một cái chính là tri phủ cháu ngoại gái Nhi. Đây là làm gì nghiệp A? À? Chẳng lẽ là còn tưởng bôi nhỏ ta đệ đệ tìm tới chuyên môn hại bọn họ? Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên, một đôi mặt mày cùng la da ca Nhi như thế giống nhau, tìm cũng tìm không thấy như vậy giống A. À. Trừ phi là thân sinh hai cha con. Lưu Thị sớm đã bỏ xuống tâm hoảng ý loạn, áp xuống một miệng trà, bình tĩnh nói. Ninh Quảng nhìn lão thê tràn ngập nồng đậm châm chọc ánh mắt, bị la gia hai mẹ con đùa bẩn phẫn nộ bị kích ra tới. Mệt ta còn niệm cùng phụ thân ngươi tình cảm, cứ việc ngươi khảo mấy năm chỉ là cái đồng sinh, ta chỉ đưa ngươi là không có gặp được hảo tiên sinh không có tiền thỉnh thầy giáo. Ta còn tưởng đem nữ nhi gã cho ngươi, huynh tẩn gia tư cung ngươi niệm thư, cũng toàn cùng phụ thân ngươi niên thiếu kết giao hữu nghị. Không nghĩ tới ngươi. Ngươi thế nhưng gạt ta. Ninh Quảng ngã ngồi ở trên ghế, chỉ vào La Chí căm giận mà nói. La gia mẫu tử tuyên dương mãn thành ninh gia một nữ hứa hai nhà khi, ninh quảng đều cho rằng xác thật là chính mình nói không giữ lời, chẳng sợ lúc ấy đem nhà mình nữ nhi hứa cấp La gia là vui đùa lời nói cũng tuân thủ. Chưa từng có trách La gia mẫu tử, ngược lại liên bọn họ ở kết bái huynh để mất đi hậu sinh sống không dễ dàng. Nhìn đến như vậy ninh quản La Chí luống cuốn. Đặc biệt là nghe được ninh quản vì hắn muốn khuynh tẩn gia tư, lúc này tới tay gia tư thế nhưng như vậy bay trong lòng đối xanh càng hận. Ninh Thúc Ninh Thúc ngươi nghe ta nói, xanh xác thật. Ta cũng là đã chịu nàng lừa bịp. Ta lúc ấy mới vừa thi đậu đồng sinh, bị cùng trường gọi đi uống rượu, bị nàng tính kế. Dưới tình thế cấp bách, La Chí Biên ra như thế vụng về nói dối. Ông thông gia, Chí Nhi còn nhỏ, hắn hiểu gì? Này kỹ tử ở phong nguyệt trường hợp không phải chuyên môn lừa nam nhân sao, nhà ta Chí Nhi xác thật đã làm sai chuyện hắn duy nhất sai lầm chính là bị này kỹ tử lừa đi với thị nói ngươi còn không nói lời nói thật ngươi đứa nhỏ này đảo cũng đáng thương thấy thân cha tìm không thấy liền tới lại đến nhà ta chí nhi trên đầu chỉ cần ngươi nói thật chúng ta giúp đỡ ngươi gọi tới cha hắn cũng hảo cho hắn thượng gia phả với thị nói không thể không nói với thị xác thật sẽ hiểu được xem xét thời thế biết lúc này không thể không thừa nhận nhi tử cùng sanh quan hệ nhưng trăm triệu không thể nói nhi tử là chủ động cùng sanh thệ hải minh sơn có nhi tử việc này chỉ có thể sanh phối hợp như thế nào làm sanh phối hợp chỉ có thể đắn đo nàng uy hiếp cũng chính là con trai của nàng nàng sở dĩ xuất hiện ở chỗ này còn không phải là tưởng tiếng la gia môn còn không phải là muốn cho nhi tử nhận tổ quy tông chỉ cần nàng lấy nhi tử nhận tổ quy tông sự uy hiếp sanh nếu là cái thông minh nói khẳng định sẽ đem sở hữu chịu tội đều ngăn ở trên đầu mình trong phòng người không phải ngốc ai đều nghe ra với thị đối xanh uy hiếp. Ninh quản tâm lãnh nhìn với thị, đều đến này nông nổi còn ở dãy dụa. Hắn sai tin đôi mẹ con này, thiếu chút nữa hủy hoại nữ nhi. Ninh quản quay đầu đi xem Thúy Thúy, Thúy Thúy cúi đầu đứng ở lưu thị bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới hắn. Xanh tự nhiên nghe ra với thị uy hiếp nói. Nàng đầy mặt trào phúng nhìn la da mẫu tử, lúc này càng là kiên định muốn xé xuống la da mẫu tử một miếng thịt xuống dưới từ trước nàng tưởng chính là chính mình không thể vào cửa liền thôi, chỉ cần làm nhi tử có thể thượng gia phả nàng cũng đừng không chỗ nào cầu, hiện tại nàng hạ quyết tâm không chỉ có nhi tử muốn thượng la gia gia phả, hơn nữa nàng nhất định phải vào la gia môn. Còn không thể đương thiếp, phải làm thê. La gia mẫu tử không phải muốn phàn cao chi sao? Nàng càng không làm la gia mẹ con như ý. Xanh thân mình vừa chuyển, không đi xem la gia mẫu tử, lại thẳng tắp quỳ rạp xuống thúy thúy gót chân trước, khóc ròng nói, tỷ tỷ, cầu xin ngài ta có vào cửa hay không không sao cả ngài liền đáng thương đáng thương này nhi tử đi hắn xác thật là la chí nhi tử về sau hắn chỉ nhận ngài đương mẫu thân này một quỳ tất cả mọi người sợ ngây người ngay cả lưu hồng đều kinh sợ này con hát sao trái lại cầu thúy thúy chỉ có chân thị an ổn ngồi nàng nhìn thấu xanh ý đồ lưu thị đằng một chút đứng lên đối xanh nói ngươi đây là làm gì ngươi hẳn là đi cầu kia lão chủ chứa cầu nhà ta thúy thúy làm gì Thúy Thúy Triều lui về phía sau một bước, nói, ta là bạch gia chưa quá môn con dâu, như thế nào có thể thế la gia dưỡng hài. Tử. Xanh khóc lóc nói, la chí cùng ta nói, ta là kỹ tử hắn tưởng nhận ta đương thê, nhưng là bà mẫu chỉ nhận chúng ta nhi tử không nhận ta. Hắn lại luyến tiếc ta, vì thế liền nhớ tới giờ hứa một môn việc hôn nhân, nói đến thời điểm cưới ngài đương chính thê đã toàn bà mẫu mặt mũi, lại có thể làm ta vào cửa. Sao biết bà mẫu biết được ngài là tri phủ cháu ngoại gái, sợ chọc tri phủ sinh khí, vì thế sửa lại khẩu không chỉ có không cho ta vào cửa, liền tôn tử đều từ bỏ. tỷ tỷ, ta cầu xin ngài, ngài liền tiếp nhận chúng ta nhi tử đi. xanh ai ai muốn chết. lưu hồng nháy mắt hiểu được là sao hồi sự. này xanh là cố ý chọc phá la gia mẫu tử sở hữu hy vọng a. À. này hỗn trướng lời nói ai cho ngươi nói. câm miệng. hảo a, à, hảo a. À. Ngươi thế nhưng như thế tính kế ta, Ninh Quảng đem trên bàn chén trà ném đến La Chí trên người, tức giận mắng, ngươi đánh ý kiến hay, ngươi thế nhưng lấy ta và ngươi cha tình cảm tới tính kế ta. Lưu Thị ở một bên nói tiếp châm chọc nói, bởi vì ngươi là cái xuẩn, cũng không trách ngươi sẽ mắc mưu. Ninh quản một phách cái bàn hướng xanh kêu, ai là tỷ tỷ ngươi, nhà ta nữ nhi sớm đã hứa cho Bạch Gia. Bạch người nhà một trận vô ngữ, này phong cách chuyển biến quá nhanh, phía trước còn luôn miệng muốn cùng Bạch Gia đoạn thân, hiện tại nhưng thật ra lại thừa nhận bạch gia việc hôn nhân. Lúc ấy uống rượu lung tung nói lòng bàn tay vì thân nói không tính, cũng không có hôn thư, nhà ta cùng la gia từ đây nhất đau lưỡng đoạn. Ninh Quảng nói. Lưu Thị lại là châm chọc cười. Không phải, với Thị còn muốn nói cái gì? Lại bị Lưu Hồng đánh gãy. Ngươi oan khuất bản quan minh bạch, ngươi trong tay có đứng đắn hôn thư lại còn có ở quan phủ bối án, không phải la gia tưởng không nhận liền không nhận, ngươi yên tâm bản quan nhất định cho ngươi chủ trì công đạo. Lưu Hồng rốt cuộc phát huy tri phủ uy lực, từ xanh trong tay tiếp nhận hôn thư. Nếu xanh biểu hiện như vậy cấp lực, khiến cho nàng cùng La Chí Sương sớm tình duyên làm thành thật đi, rốt cuộc nàng một cái phụ nhân lôi kéo hài tử cũng thật sự vất vả chút. Khi La Gia Mẫu Tử không phải tưởng trèo cao sao. Cố tình làm cho bọn họ thể hội tính kế thất bại kết cục. Chương 510 vừa lòng kết quả. La Chí đã thấy rõ xanh trong tay hôn thư, kinh lại thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Vốn dĩ kia hôn thư hắn không để trong lòng, bởi vì hắn rõ ràng biết là hắn tình nùng khi viết tay, rốt cuộc dân gian viết tay hôn thư không tính, quan phủ cũng không thừa nhận. Chính là xanh trong tay hôn thư rõ ràng là môi thị quán chính thức hôn thư. Này hôn thư thượng có la chí chói lọi đại danh, thả cái quan phủ quan ấn, tưởng lại cũng lại không xong. La chí đầu choáng ván não trướng, hắn khi nào cùng xanh ở môi thị quán chính thức ký kết hôn thư. Khi hôn thư không chỉ có la chí thấy rõ, Ninh Quảng Đồng Dạng cũng thấy rõ ràng. Đại nhân, thỉnh cấp dân phụ làm chủ. Dân phụ từ nhỏ bị bán nhập phong trần, nhận hết khổ sở, gặp được La Lan, vốn tưởng rằng trả giá sở hữu thiệt tình chỉ vì cầu thoát ly vũng bùng, chính là hắn lại vọng tưởng đùa bẩn thủ đoạn phủ nhận cùng ta phu thê quan hệ. Xanh rơi lệ nói. Ngươi yên tâm, bản quan nhất định vì ngươi làm chủ. Lưu Hồng khóe miệng mỉm cười. Này hôn thư là môi thị quán vẫn là la chí viết tay, không được đầy đủ ở chỗ hắn an bài một cái tri phủ, làm môi thị quán làm chính thức hôn thư không phải dễ như trở bàn tay. La Chí nhìn đến Lưu Hồng khóe miệng cười, bỗng nhiên hiểu được kia hôn thư là như thế nào tới. Chính là hắn rốt cuộc cũng bất quá mới vừa 20 tuổi thanh niên, trong lòng luôn luôn không có lòng dạ, hơn nữa Ninh Quảng đã nói rõ các đức thái độ, đối mặt lúc này cục diện hắn khiếp đảm. Hắn nếu công nhiên phản bác tri phủ, liền cùng trứng gà đánh cục đá là giống nhau hiệu quả. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, La Chí mới phát hiện chính mình một cái nho nhỏ đồng sinh bất lực sợ hãi đồng dạng có với thị từ xanh chọc phá nàng tính kế thời khắc đó khởi nàng trong lòng liền bắt đầu bất an mãi cho đến ninh quản hoàn toàn trở mặt nàng mới ý thức được đại thế đã mất nhà mình nhi tử không chỉ có cùng thúy thúy việc hôn nhân thất bại chỉ sợ trong nhà muốn nghênh vào cửa một cái kỹ tử không riêng tri phủ đại nhân thế ngươi làm chủ nhà ta muội muội là hoàng thượng thân phong hương chủ nàng cũng sẽ thế ngươi làm chủ Vưu Kim Quế ở một bên chỉ vào tiểu phúc viên nói. Cô em chồng là hoàng thượng thân phong hương chủ, là có thể đại biểu hoàng gia làm chủ làm sanh tiếng la gia môn đi. Vương Kim Quế không phải rất rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, nâng ra hương chủ tên tuổi ra tới, lượng kia la gia cũng không dám nói không. Bạch người nhà thực vừa lòng Vương Kim Quế cách nói. Nhưng không sao, ngày thường Bạch gia chưa bao giờ lấy tiểu phúc viên hương chủ tên tuổi áp người, không chỉ có không áp người ngược lại sẽ cố tình làm nhạt nàng hương chủ thân phận nhưng hôm nay hương chủ thân phận có thể dùng dùng một chút, trợ lực xanh chính thức nhập chủ la gia. Rốt cuộc bên người nàng hài tử tiểu lục là cái đáng thương hài tử, làm đứa nhỏ này tiến vào la gia nhận tổ quy tông cũng coi như là làm tốt sự tích đức. Ngươi đừng sợ, có lưu đại. Nhân cùng nhà ta nữ nhi cho ngươi làm chủ đâu, tất nhiên sẽ làm ngươi mang theo nhi tử nhận tổ quy tông. Chân thị ôn tồn đối xanh nói. Tiểu phúc viên tiểu đại nhân giống nhau, đi qua đi dắt tiểu lục tay, đi vào chân thị bên người nói, tiểu lục không sợ, không sợ. Quê hương chủ cho ngươi chủ trì công đạo. Nho nhỏ người, mềm mại lại kiên định thanh âm, chọc lưu hồng đại nhân cười cười, đối thượng la thị mẫu tử lại khôi phục nghiêm túc. Tiểu lục vốn dĩ ở chỗ này sợ cực kỳ, trên mặt treo nước mắt, nghe được tiểu phúc viên nói như vậy lập tức an tĩnh lại, chỉ là nho nhỏ thân mình triều tiểu phúc viên phía sau né tránh. Tiểu phúc viên từ lưu thứ nơi đó muốn một phen đường đưa cho tiểu lục. Xanh đầy mặt cảm kích nhìn chân thị liếc mắt một cái, lại triều lưu hồng cùng tiểu phúc viên vén áo thi lễ tri phủ đại nhân cấp dưới tìm được nàng cho nàng môi thị quán chính thức hôn thư khi thông minh nàng liền biết muốn như thế nào làm xem tri phủ này vẫn vàng bộ dáng đối nàng biểu hiện thập phần vừa lòng càng ngoài dự đoán mọi người sự vốn tưởng rằng có tri phủ đại nhân chủ trì công đạo không nghĩ tới cái này xinh đẹp tiểu cô nương vẫn là hương chủ hơn nữa hương chủ đối nhà mình nhi tử thập phần hữu hảo có này hai người trợ giúp nàng liều chết đều phải tiếng la da La Chí đối nàng không có tình cảm có cái gì quan trọng, với thị là cái ác bà bà lại như thế nào, nàng cũng không phải dễ khi dễ. Nàng đối tiếng La Gia Môn lúc sau sinh hoạt không có khác mong đợi, nàng muốn bất quá là một cái lên bờ cơ hội, nàng sẽ nương La Gia trong tộc hảo hảo nuôi nấng nhi tử, làm nhi tử đọc sách biết chữ làm quan. Đến nỗi La Chí tình cảm không quan trọng, bà bà yêu thích cũng không quan trọng. Kỹ tử làm sao vậy, về sau nói không chừng nhà mình nhi tử cũng có thể cho chính mình tránh tới một cái cáo mệnh. Nghĩ đến này, sanh hạ quyết tâm nhất định phải lấy la Chí thê tử thân phận tiếng la gia môn. Này hôn thư là giả tạo. Với thị khàng khàng nói ra. Với thị lúc này thập phần sợ hải tri phủ lưu hồng, đồng dạng cũng sợ tiểu phúc viên hương chủ thân phận, rốt cuộc nàng đã đem bạch gia đắc tội đã chết. Nhưng vì nhi tử, nàng cần thiết đấu tranh một chút. Này hôn thư vạn nhất đấm đã chết, sanh liền phải vào cửa. Một cái kỹ tử vào la gia môn đương chính thê, việc này truyền ra đi không chỉ có la da không mặt mũi nàng đã chết cũng vô pháp cấp ngầm nam nhân công đạo ngươi còn đổi trắng thay đen ta sao liền sai tin các ngươi toàn trường nhất tức giận người đương thuộc ninh quản nhìn đến với thị còn ở giảo biện khí muốn đánh người đôi mẹ con này là chí nghi thê nữ đừng lại giảo biện mang về hảo hảo sinh hoạt cũng có thể cấp chí nghi ngầm phụ thân một công đạo các ngươi tổng không thể làm la da cốt nhục lưu lạc ở bên ngoài đi Ninh Quảng chấp tay sau lưng chỉ vào xanh nói. Làm một cái kỹ tử vào cửa, với thị hàm răng đều thiếu chút nữa cắn. Hừ, môi thị quán hôn thư ngươi thế nhưng nói là giả tạo, lớn mật. Ngươi đây là bôi nhỏ bản quan ánh mắt, vẫn là bôi nhỏ phúc vinh hương chủ phán đoán. Lưu Hồng sụ mặt nói. Nói xong đối với bên người thuộc hạ nói, với thị phạm vào đại bất kính chi tội, lại khắp nơi tản vô tội người lời đồn đãi, dẫn đi hậu thẩm. Lưu Hồng đối với thị đã không có kiên nhẫn, cấp dưới đi lên đem rung thành rung rẩy với thị lấy đi xuống. La Chí dọa không dám cấp mẹ ruột cầu tình, bùng một tiếng quỳ xuống. "Ngươi thê nhi tại đây, mang về hảo hảo sinh hoạt. Việc hôn nhân này, ta cùng Phúc Vinh Hương chủ đều đồng ý, ngươi không được hưu thê, hưu thê chính là đối Phúc Vinh Hương chủ đại bất kính." Lưu Hồng đem môi thị quán hôn thư ném đến La Chí trên mặt. "Còn có ngươi đã gả cho La Chí đương thê, bản quan làm chủ cho ngươi khôi phục lương tịch, ngươi đã là La gia chủ mẫu." tới rồi la gia hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo dưỡng dục hài tử. Lưu Hồng nói, ngươi yên tâm, ngươi sinh nhi tử với la gia có công, là hưu không được. Xanh nghe ngây người, thoát tịch chính là nàng suốt đời mong muốn, thế nhưng cứ như vậy dễ dàng thực hiện. Về sau nàng nhi tử tham gia khoa cử, không bao giờ sẽ có người lấy thân phận của nàng nói sự. Dù sao cũng là tri phủ đại nhân ở Phúc Vinh Hương chủ kiến chứng hạ cho nàng thoát tịch. Dân nữ đa tạ lưu đại nhân chủ trì công đạo đa tạ phúc vinh hương chủ chủ trì công đạo. Ta về sau tất nhiên đương hảo một cái hiền lương thê tử, hiếu kính bà bà, khuyên nhũ phu quân, giáo dưỡng hài tử. Xanh nhìn thoáng qua la chí, hiếu kính cùng khuyên nhũ tăng thêm ngữ khí. Về sau la gia chính là nàng đương gia làm chủ, chẳng sợ vì hồi báo tri phủ đại nhân cùng phúc vinh hương chủ ân tình, la gia mẫu tử ở nàng trong tay nhưng trăm triệu phiên không dậy nổi bọc nước. Lưu Hồng đại nhân thập phần vừa lòng, nhìn về phía bên cạnh bạch gia, Lúc này Bạch gia cũng vừa lòng đi, không thăng thăng từ hôm đi.